Bí thư trùng sinh, Vương Tử Quân. Chương 1641 một theo anh như hình với bóng. Vụ án Thịnh Lưu Duệ cầm đầu nhóm người chiếm đoạt tài sản quốc hữu vẫn tiếp tục được tiến hành ở tỉnh Mật Đông, thế nhưng lúc này công tác Mật Đông dưới sự khống chế của Sầm Vật Cương vẫn được triển khai mở rộng rất vững chắc. Công tác vẫn phải tiếp tục, Cố Tắc Phiêm ngồi trên xe đi đến thành phố Ngọc Phù kiểm tra công tác, hai mắt khẽ híp lại. Lúc này hắn chỉ nghĩ đến một chuyện, đó là Vương Tử Quân sẽ nhanh chóng quay về. Đáng lý ra Cố Tắc Phiêm hoàn toàn có thể không cần đi đến thành phố Ngọc Phù, thế nhưng tin tức Vương Tử Quân quay về làm cho tinh thần hắn mất tập trung, đầu óc rối loạn. Hắn không muốn ngồi trong phòng làm việc của mình, nếu ở đó nhìn người ta tươi cười chào đón Vương Tử Quân, không bằng đi đến thành phố Ngọc Phù tránh gió, sẽ không cảm thấy phiền lòng. Tuy Cố Tắc Phiêm căn bản không có liên hệ tình cảm gì lớn với Thịnh Lưu Duệ, thế nhưng hắn vẫn không khỏi cảm khái vì những gì mà Thịnh Lưu Duệ gặp phải. Trước kia Thịnh Lưu Duệ là người kiêu ngạo thế nào, bây giờ thì sao? Mới đó đã từ một người đứng trên vô số người biến thành tù nhân. Cố Tắc Phiêm cảm thấy tất cả những gì đang xảy ra trước mắt là thủ đoạn của Vương Tử Quân, nếu như không phải Vương Tử Quân ra tay độc ác, chỉ sợ sự việc sẽ không đến tình trạng này. Cố Tắc Phiêm nghĩ đến tình huống Vương Tử Quân ra tay độc ác mà không khỏi cảm thấy bố con Thịnh Lưu Duệ căn bản là không may, lại chọc vào một đại sát tinh như vậy. Vốn là bọn họ muốn đuổi người này ra khỏi Mật Đông, thế nhưng không ngờ lại bị lật ngược thế cờ. Người này bây giờ quay về sẽ cực kỳ có cảnh tượng. Cố Tắc Phiêm nghĩ đến lời nói của viên thư ký của mình, đó là không ít người chạy đến văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh. Tuy bọn họ đến trên danh nghĩa là báo cáo, thế nhưng thực tế lại quá rõ ràng. Hướng đi của Vương Tử Quân đã được xác định, lúc này bọn họ muốn lộ diện ngay sau khi Vương Tử Quân từ thủ đô quay về. Đây là một tập tục trên quan trường, khi người nào sắp đứng lên thì sẽ có đủ người đến nịnh bợ, nhưng tập tục này lại làm cho Cố Tắc Phiêm cảm thấy rất không thoải mái. Tút tút tút, khi Cố Tắc Phiêm đang suy nghĩ miên man không biết đến nơi nào thì điện thoại của thư ký vang lên. Viên thư ký nhìn thoáng qua số điện thoại gọi đến, cũng không nghe máy mà khẽ báo cáo với Cố Tắc Phiêm, Chủ tịch Cố, là điện thoại của thư ký trưởng Phương. Cố Tắc Phiêm thầm nghĩ xem lúc này Phương Anh Hồ gọi điện thoại cho mình làm gì, thế nhưng hắn vẫn nghe máy rồi nói, thư ký trưởng Phương, lúc này anh gọi điện thoại cho tôi có chỉ thị gì không? Vì hai người không có quan hệ cạnh tranh trực tiếp nên quan hệ giữa Phương Anh Hồ và Cố Tắc Phiêm là không tồi, hai người trò chuyện với nhau cũng rất tùy ý. Tiếng cười của Phương Anh Hồ vang lên trong điện thoại, sau đó nói, Chủ tịch Cố, tôi không dám cho ra chỉ thị với ngài, tôi vừa ra khỏi phòng làm việc của Bí Thư Sầm rất quan tâm đến anh. Trong tỉnh ai cũng biết Phương Anh Hồ là một nửa gia đình của Sầm Vật Cương, rất nhiều chuyện đôi khi Phương Anh Hồ lên tiếng sẽ được coi là lời nói trực tiếp của Sầm Vật Cương, vì điều này nên có được nhiều lợi ích. Cố Tắc Phiêm nghe xong lời nói của Phương Anh Hồ. Hắn biết Phương Anh Hồ gọi cho mình vào lúc này là đại biểu cho Sầm Vật Cương. Cảm ơn thư ký trưởng đã nói giúp tôi trước mặt bí thư, sau này tôi quay về sẽ mời anh uống rượu. Cố Tắc Phiêm cảm thấy mình cao minh hơn Phương Anh Hồ, thế nhưng lúc này vẫn không khỏi lên tiếng bằng giọng nịnh nọt. Phương Anh Hồ cười cười, cũng xem như hưởng dụng lời nói của Cố Tắc Phiêm, Chủ tịch Tắc Phiêm, với quan hệ giữa hai người chúng ta thì không nên khách khí như vậy, thôi thì hãy để tôi mời anh. Bí thư Sầm nói thành phố Ngọc Phù có thể đi bất cứ lúc nào, bây giờ anh cần gì phải thừa dịp Chủ tịch Vương quay về mà đi đến kiểm tra công tác ở thành phố Ngọc Phù. Bây giờ mọi người đang nghênh đón Chủ tịch Vương, nếu anh không có mặt thì cũng không tốt. Cố Tắc Phiêm nghe lời của Phương Anh Hồ mà suy ra lời của Sầm Vật Cương, hắn cảm thấy Sầm Vật Cương quan tâm đến mình ở phương diện này, thế nhưng sự quan tâm như vậy làm cho hắn sinh ra cảm giác không thoải mái, ngược lại còn khó chịu như kim châm. Hắn trầm ngâm giây lát rồi khẽ nói, thư ký trưởng, anh giúp tôi cảm ơn bí thư Sầm, tôi không quen nhìn đám người kia bám đít người khác, thế nên mới muốn trốn đi tìm yên tĩnh. Vương Tử Quân thích nghĩ sao thì nghĩ, chuyện của anh ta hay chuyện của người khác thì tôi cũng không quản được, nhưng tôi đây là vì công tác, anh ta dù có mất hứng thì tôi cũng không thẹn với lương tâm. Phương Anh Hồ ở bên kia phì cười một tiếng, sau đó nói, Chủ tịch Cố, nếu muốn biểu đạt lòng biết ơn với bí thư Sầm. Như vậy thì anh nên gọi điện thoại đi mà nói. Nhưng có một số chuyện mà chúng ta có cứng rắn cũng không được, rất nhiều chuyện cần phải nhìn phương hướng, anh nói xem có đúng không. Cảm ơn thư ký trưởng,
tôi biết rồi. Cố Tắc Viêm cũng không muốn tiếp tục ở chủ đề này, hắn trầm giọng nói, tín hiệu điện thoại của tôi không được tốt lắm, sau khi quay về chúng ta trò chuyện tiếp. Cố Tắc Viêm cúp điện thoại mà cũng không đưa lại cho viên thư ký, lúc này hắn nghĩ đến những lời vừa rồi của Phương Anh Hồ. Lúc này vấn đề của Cố Tắc Viêm chính là có nên gọi điện thoại đi hay không. Nếu Cố Tắc Viêm gọi đi thì sẽ tăng tiến quan hệ với Sầm Vật Cương, khi Vương Tử Quân cường thế quay về, chính mình sẽ cô đơn, không thể thiếu sự giúp đỡ của Sầm Vật Cương. Nhưng lúc này Cố Tắc Viêm lại không muốn gọi điện thoại, hắn biết chỉ cần mình gọi điện thoại đi, Sầm Vật Cương nhất định sẽ khuyên mình gặp mặt Vương Tử Quân, đây là điều mà hắn cực kỳ không tình nguyện được nghe. Lời nói của Sầm Vật Cương căn bản không giống như Phương Anh Hồ, Cố Tắc Viêm có thể từ chối lời nói của Phương Anh Hồ, thế nhưng sao có thể phản kháng với Sầm Vật Cương. Một loạt ý nghĩ lóe lên làm cho Cố Tắc Viêm cảm thấy khó xử, cuối cùng hắn cho ra quyết định là sau khi về đến nơi thì báo cáo cho Sầm Vật Cương, như vậy vừa biểu hiện thành ý của mình, lại cũng biểu hiện với Vương Tử Quân. Khi Cố Tắc Viêm chuẩn bị trả điện thoại lại cho thư ký thì chuông điện thoại vang lên, hắn nhìn thoáng qua dãy số gọi đến, là một số lạ. Hắn trầm mặc giây lát, sau đó đưa điện thoại cho thư ký. Thư ký khẽ nói hai câu, sau đó nói với Sầm Vật Cương, chủ tịch Cố, là điện thoại của thư ký trưởng Trần thành phố Ngọc Phù, hỏi xem bây giờ chúng ta đang ở đâu. Thư ký trưởng Trần của thành phố Ngọc Phù, Cố Tắc Viêm có chút ấn tượng với người này, trước kia khi chủ tịch Đỗ Khánh Thành của thành phố Ngọc Phù báo cáo công tác với mình, vị thư ký trưởng Trần luôn nở nụ cười này hình như là một người đàn ông trung niên mập mạp, tuy hình dạng không tốt thế nhưng làm việc rất có năng lực. Trong đầu Cố Tắc Viêm lóe lên vài ý nghĩ, hắn ừ một tiếng rồi nói, chút nữa nếu như thành phố Ngọc Phù còn gọi điện thoại đến, cậu nói cho bọn họ là tôi thích yên tĩnh, đừng để cho đám người Đỗ Khánh Thành chuẩn bị quá nhiều người, chỉ cần vài người đến đón là được. Chương 1641 2 theo anh như hình với bóng. Thư ký đồng ý một tiếng, sau đó cười nói, chủ tịch Cố, tôi cảm thấy yêu cầu của ngài căn bản là làm khó cho chủ tịch Đỗ. Dù sao thì mỗi lần ngài đến Ngọc Phù kiểm tra công tác, các đồng chí đều muốn báo cáo công tác với ngài. Cố Tắc Viêm nhìn qua thư ký của mình, gương mặt xuất hiện nụ cười. Nhưng viên thư ký nói xong những điều này thì căn bản không còn cơ hội gì nữa, vì sau đó thư ký trưởng Trần cũng không gọi điện thoại đến. Nửa giờ sau xe đến cửa ngõ vào thành phố Ngọc Phù, xe còn chưa đi qua trạm thu phí thì Cố Tắc Viêm thấy có một hàng xe dựng xen đường. Khi thấy hàng xe kia thì viên thư ký khẽ nói, chủ tịch Cố, cũng không trách tôi không truyền đạt chỉ thị của ngài, bây giờ bọn họ đến khá nhiều người. Được rồi, tôi cũng biết không thể trách cậu, Cố Tắc Viêm phất tay rồi cười ha hả nói. Tuy hắn có thể là chim gãy cánh bên cạnh Vương Tử Quân, thế nhưng bây giờ đến Ngọc Phủ vẫn được người người nghênh đón, điều này làm cho hắn cảm thấy lòng tôn trọng mình của đám người kia vẫn không thay đổi. Không thay đổi là tốt rồi. Trong đầu Cố Tắc Viêm lóe lên ý nghĩ như vậy, sau khi xe chậm rãi dừng lại thì hắn nở nụ cười đi xuống xe. Nhưng khi thấy người tiến lên nghênh đón mình, nụ cười của hắn có chút cứng nhắc. Người đi đến nghênh đón cũng không phải là Đỗ Khánh Thành với gương mặt tươi cười phúc hậu, không phải là bí thư Lan Tân Hiên với nụ cười xảo quyệt, chính là một gương mặt có nụ cười nịnh nọt khác. Tuy mặt cười đều là mặt cười thế nhưng người khác nhau thì lại có ý nghĩa khác nhau rõ ràng. Cố Tắc Viêm nhìn gương mặt kia mà không khỏi có chút phẫn nộ. Chủ tịch Cố, chào mừng anh đến với thành phố Ngọc Phù. Phó Chủ tịch Thường vụ Lỗ Định Quốc của thành phố Ngọc Phù vươn hai tay ra tiến lên nghênh đón Cố Tắc Viêm. Tuy Lỗ Định Quốc nở nụ cười sáng lạn nhưng trong lòng liên tục chửi chó má. Trước kia đi đón Cố Tắc Viêm đều là chuyện của Bí thư Lan Tân Hiên và Chủ tịch Đỗ Khánh Thành, nhưng bây giờ hai vị kia đều đã về tỉnh, thế nên trọng trách phải ném sang người mình. Lỗ Định Quốc là một người trợ thủ, tuy có muôn vàn oán giận thế nhưng cũng không dám từ chối, chỉ có thể kiên trì đi ra đón tiếp. Cố Tắc Viêm lúc này đang nổi giận, tất nhiên hắn cũng thấy rõ ràng. Cố Tắc Viêm nổi giận nhưng cũng phải bảo trì phong độ bắt tay với Lỗ Định Quốc. Chủ tịch Cố, khi ngài gọi điện thoại thì có một giám đốc của hạng mục quan trọng trong thành phố Ngọc Phù đến rừng mật, Bí thư Lan và Chủ tịch Đỗ vì muốn bày tỏ thành ý với hạng mục kia mà chạy đến rừng mật nghênh đón thần tài. Điều này. Khi Lỗ Định Quốc giải thích thì thư ký trưởng Trần đã cầm điện thoại đi tới, Lỗ Định Quốc tiếp nhận điện thoại, nụ cười càng thêm nịnh nọt, chủ tịch Cố, đây là điện thoại của chủ tịch Đỗ, anh ấy muốn đích thân xin lỗi ngài.
Cố Tắc Viêm khoát tay áo trầm giọng nói, công tác là quan trọng hàng đầu, không thể vì tôi mà làm chậm trễ công tác của thành phố các anh, nếu đã vì công tác thì không cần giải thích gì thêm. Cố Tắc Viêm nói rồi khoát tay áo với người đi phía sau, hắn trực tiếp leo lên xe của mình. Lúc này gương mặt của thư ký hay lái xe ở trên xe đều cực kỳ căng thẳng, bọn họ đã thấy rõ sự việc đang diễn ra. Hai người nghĩ đến lời nói của chủ tịch Cố trước đó, cảm thấy bây giờ không nên chọc vào lãnh đạo. Gương mặt của Cố Tắc Viêm cực kỳ âm trầm, hắn không ngờ mình đi trốn tránh Vương Tử Quân, thế nhưng người này vẫn như hình với bóng, chạy đi đâu cũng đi theo. Phát triển kinh tế mật đông xem như gánh nặng đường xa, tiền cảnh hiện tại thúc đẩy mọi người cùng tiến lên, sau này cùng đoàn kết chặt chẽ chung quanh. Phấn đấu gian khổ vì sự phát triển của tỉnh. Trong chương trình thời sự, Vương Tử Quân mặc một bộ tây trang màu xanh đen với gương mặt nghiêm túc đang dùng giọng trưởng thành lão luyện để lên tiếng, dưới đài thỉnh thoảng vang lên tiếng vỗ tay như sấm. Tuy tiếng vỗ tay chỉ là một sự kiện lặp đi lặp lại, thế nhưng tình cảnh như thế này vẫn làm cho Vương Tử Quân cảm thấy có chút kích động. Vì từ ngày hôm nay hắn không còn là quyền chủ tịch tỉnh, hắn đường đường chính chính là chủ tịch một tỉnh hơn 60 triệu dân, tọa trấn Mật Đông. Điều này căn bản có một ý nghĩa cực kỳ phi phàm với một người có khát vọng chính trị mãnh liệt như hắn. Nói thật thì Vương Tử Quân ngoài kích động vẫn còn đầy rẫy tình cảm khác, nặng nề nhất đó là trách nhiệm. Vì từ ngày hôm nay trọng trách phát triển của tỉnh Mật Đông sẽ đặt lên vai hắn. Vương Tử Quân từng xem qua một quyển sách, bên trong có nhiều điều xúc động về quan trường. Quyển sách cường điệu quá trình chấp chính của một người cầu phản đi về phía mục tiêu, cần phải làm công bộc cho dân, như vậy mới có thể làm cho Giang Sơn vững bền. Vương Tử Quân đã từ thủ đô quay về được hơn nửa tháng, trong khoảng thời gian này hắn biểu hiện cực kỳ an phận, thế nhưng căn bản không bỏ rơi công tác. Hắn cũng có thái độ cực kỳ bình thản với những người có vấn đề với mình, giống như căn bản không biết có chuyện gì đang xảy ra. Anh là ngọn núi cao sừng sững, em tình nguyện làm một ngọn suối nhỏ dưới chân núi, em tự hào vì anh. Đây là tin nhắn của Y Phong, nàng dùng phương thức của mình để biểu đạt lời chúc mừng với Vương Tử Quân. Còn Tần Hồng Cẩm ở phương xa lại thành lập một tổ từ thiện chào mừng. Tuy Tần Hồng Cẩm không nói gì nhưng Vương Tử Quân biết rõ người hồng nhan tri kỷ của mình dùng phương phức đặc biệt này để chào mừng. Nhưng nếu so với hai người này thì Lâm Dĩnh Nhi căn bản có chút hồ đồ. Sau khi hội nghị chấm dứt, thư ký văn phòng chợt chạy đến, nói là có điện thoại đến từ số máy trong nhà bí thư Lâm. Số máy điện thoại để bàn ở nhà bí thư Lâm có ý nghĩa gì, hầu như tất cả mọi người đều dự đoán được. Vì vậy Vương Tử Quân đi tiếp điện thoại trong ánh mắt hâm mộ của mọi người. Lúc này Vương Tử Quân cũng kinh hoàng vì cú điện thoại của Lâm Trạch Viễn, thế nhưng sau khi nghe máy mới biết chuyện gì đang xảy ra. Anh không thể nào hiểu rõ được bí mật của thế giới tình yêu, Vương Tử Quân căn bản là cảm động thu nhận lời chúc phúc của Lâm Dĩnh Nhi. Khi Vương Tử Quân nghe điện thoại thì có nhân viên công tác đứng cách đó không quá xa, thế cho nên hắn trò chuyện với thái độ cực kỳ nghiêm túc, không khỏi làm cho đám nhân viên cảm thấy chủ tịch tỉnh có khí độ phi phàm. Khi Vương Tử Quân đang trầm tư thì Mạc Tiểu Bắc đặt một ly trà nóng bên cạnh, sau đó nàng ngồi xuống đối diện với hắn. Tiểu Bảo Nhi đang ngủ sao? Vương Tử Quân ôm lấy bờ vai thon của Mạc Tiểu Bắc rồi khẽ hỏi. Đúng vậy, em phải kể hơn 20 câu chuyện thì nó mới chịu ngủ, đúng là mệt chết được, con của em đúng là tràn đầy tinh lực. Mạc Tiểu Bắc bày ra chút biểu hiện hờn dỗi và yêu thương. Sau đó mới cười nói, em thấy Tiểu Bảo Nhi đã nhanh chóng thoát khỏi bóng tối sau sự ra đi của ông nội, em nghe giáo viên trường học nói những ngày qua Tiểu Bảo Nhi có biểu hiện rất tốt. Chương 1642, một bước đầu thành công. Vương Tử Quân khẽ gật đầu, trong lòng thầm cảm thán tình cảm của mẹ dành cho con thật sự vĩ đại. Mạc Tiểu Bắc thật sự là thiên tài thế nhưng nói đến con thì cực kỳ vui vẻ, căn bản không thấy rõ đây là một nhân tài công nghệ, lời nói nặng trịch yêu thương. Vương Tử Quân cười cười với vợ rồi nói, Tiểu Bắc, ông hy vọng chúng ta sống vui vẻ hạnh phúc, em nên làm tấm gương tốt cho con, không nên để con cái bị ảnh hưởng. Mạc Tiểu Bắc trừng mắt với Vương Tử Quân rồi quệt miệng đồng ý, biểu hiện này làm cho Vương Tử Quân cảm thấy rất vui mừng, vì vợ hắn càng ngày càng là một người phụ nữ quyến rũ. Khi hai người đang trò chuyện với nhau, Mạc Tiểu Bắc chợt nói, em đã là phó giám đốc thư viện, thái độ của người ta với em không còn giống như trước. Vì những ngày trước có đồng sự có quan hệ không tệ với em chợt trở nên lãnh đạm. Điều này là bình thường,
vài ngày sẽ quen mà thôi. Vương Tử Quân căn bản hiểu rõ chuyện trong quan trường, thế nên tranh thủ nói lời khuyên với Mạc Tiểu Bắc. Em không quan tâm đến những điều này, chủ yếu là vài người có quan hệ bình thường luôn muốn đến nhà một chuyến, nó là muốn biết nhà mình, ngay cả giám đốc thư viện cũng ồn ào như vậy. Mạc Tiểu Bắc có vài phần phiền não, em cảm thấy rất phiền vì chuyện này. Vương Tử Quân hiểu rõ tính tình của Mạc Tiểu Bắc, chỉ cần là nàng không muốn thì căn bản là bỏ qua, rất ít quan tâm đến suy nghĩ của người khác. Bây giờ Mạc Tiểu Bắc vì chuyện nhỏ nhặt này mà tỏ ra phiền não, chẳng lẽ vợ mình đã đổi tính? Trong đầu Vương Tử Quân chợt lóe lên ý nghĩ như vậy, hắn khẽ hôn lên hai hàng chân mày của vợ, sau đó mới cười nói Tiểu Bắc, nếu em không thích thì cứ từ chối là được. Em đã từ chối nhiều lần thế nhưng càng như vậy thì bọn họ càng hăng say, em không phải là người sống trên không trung, cũng không muốn mang tiếng không biết đối đãi với người. Mạc Tiểu Bắc bất lực dựa lên bờ vai của Vương Tử Quân. Vương Tử Quân trầm ngâm giây lát, hắn hiểu đây là một thái độ bình thường trong quan trường, lãnh đạo càng không cho thì cấp dưới càng hăng hái. Tuy Mạc Tiểu Bắc là phó giám đốc thư viện cũng không phải làm gì nhiều, thế nhưng dù thế nào thì nàng cũng là một phó giám đốc. Thư viện tỉnh giống như là địa bàn của nàng. Trong đầu chợt lóe lên vài ý nghĩ, Vương Tử Quân cười nói, nếu như bọn họ muốn đến nhà, như vậy em cho bọn họ đến một chuyến là được. Mạc Tiểu Bắc trầm ngâm giây lát, nàng định hỏi thêm vài câu xem thời gian nào là phù hợp, đúng lúc này điện thoại của Vương Tử Quân vang lên. Vương Tử Quân cầm điện thoại nhìn thoáng qua màn hình, vẻ mặt hắn chợt trở nên ngưng trọng. Sầm Vật Cương gọi điện thoại đến. Lúc này bí thư Sầm gọi đến, có phải là có chuyện gì xảy ra không? Phải biết rằng hôm nay hai người bọn họ đi chung với nhau, nếu có gì đã sớm nói cả rồi. Vương Tử Quân nghe điện thoại rồi chủ động nói, bí thư Sầm, tôi là Vương Tử Quân, ngài gọi điện thoại có phải có chỉ thị gì không? Cũng không có chỉ thị gì, chủ tịch Tử Quân, bây giờ anh đã đi nghỉ chưa? Sầm Vật Cương nói rất bình thản. Điều này làm cho người ta khó thể liên hệ giọng nói này với hình tượng cường thế của bí thư Sầm. Tuy Vương Tử Quân bây giờ cảm thấy điều quan trọng nhất của mình là ôm vợ con vào lòng rồi ngủ một giấc, mặc kệ mưa gió xuân thu ở bên ngoài, thế nhưng Sầm Vật Cương dù sao cũng là bí thư tỉnh ủy, hơn nữa những lời khách khí vừa rồi chỉ là khách sáo một chút thôi. Dù bây giờ Vương Tử Quân đã đi nghỉ thì cũng phải thức dậy, huống hồ bây giờ hắn còn chưa đi ngủ, bí thư, tôi còn chưa đi ngủ. Ngài đã đi nghỉ chưa? Tôi bây giờ có chút ngủ không yên, thế nên mới đi ra ngoài dùng cơm, nếu anh không có chuyện gì khẩn cấp, hai người chúng ta tâm sự một chút. Sầm Vật Cương nói mang theo nụ cười thản nhiên. Vương Tử Quân biết rõ tình huống này dù thế nào thì mình cũng khó tránh thoát được, thế là hắn cười nói, bí thư thật sự là hiểu cho nỗi khổ của tôi, vừa rồi tôi còn định nhờ Tiểu Bắc làm cho bát mì, bây giờ thì quá tốt, cứu tinh là ngài đã đến. Được rồi. Tôi chờ anh. Sầm Vật Cương căn bản rất vui với lời nói của Vương Tử Quân. Vương Tử Quân cười cười nói, tôi sẽ đi qua ngay. Vương Tử Quân đặt điện thoại xuống rồi khẽ nói với Mạc Tiểu Bắc, bí thư Sầm gọi điện thoại đến, nói là muốn uống với anh vài ly, anh không đi không được, em cứ nghỉ ngơi trước, anh sẽ về ngay. Mạc Tiểu Bắc thấy Vương Tử Quân chuẩn bị thay quần áo đi ra ngoài, nàng dùng giọng bất mãn lầm bầm, Sầm Vật Cương này đúng là quá điệu bộ. Trước đó vài ngày khi anh còn là quyền chủ tịch tỉnh thì không có biểu hiện gì, bây giờ lại ra vẻ mời anh dùng cơm. Mạc Tiểu Bắc đến bây giờ cũng không phải là người thích thù oán một ai đó, bây giờ nàng sở dĩ phàn nàn như vậy cũng vì có lý do, đó là nàng đang muốn hưởng thụ tình cảm của chồng, thế nhưng Sầm Vật Cương lại gọi điện thoại điều Vương Tử Quân đi, điều này làm cho nàng cảm thấy rất bất mãn. Vương Tử Quân vỗ vỗ bàn tay của Mạc Tiểu Bắc, sau đó hắn đi ra khỏi nhà. Nhưng hắn vẫn nhớ kỹ lời phàn nàn của vợ. Hắn có chút bất ngờ vì tình huống Sầm Vật Cương mời cơm, lại cảm thấy nó nằm trong dự đoán. Lúc này mối quan hệ giữa hắn và Sầm Vật Cương căn bản đã lặng lẽ phát sinh biến hóa. Khi Vương Tử Quân còn là quyền chủ tịch tỉnh, Sầm Vật Cương căn bản chỉ là ứng phó vài câu với hắn mà thôi, vì khi đó Sầm Vật Cương căn bản không xem trọng hắn. Nhưng bây giờ Sầm Vật Cương chủ động mời cơm, đó là một phương án tỏ thái độ. Ngần đầu phải có thực lực và cả dũng khí, sau gần một năm mưa gió ở Mật Đông, Vương Tử Quân đã biểu hiện ra năng lực và sức ảnh hưởng không kém Sầm Vật Cương. Nếu Sầm Vật Cương muốn tiếp tục đẩy con thuyền Mật Đông vượt sóng gió ra khơi,
như vậy không thể không quan tâm đến một người là phó thuyền trưởng như Vương Tử Quân. Gió bên ngoài có hơi lạnh, Vương Tử Quân đi ra khỏi khu nhà thường ủy tỉnh ủy, nhân viên cảnh vệ của khu nhà thường ủy tỉnh ủy thấy Vương Tử Quân đi đến thì càng hoảng sợ, thế là nhanh chóng tiến lên bắt chuyện. Người này bị Vương Tử Quân ngăn lại, hắn biết mình đi ra ngoài cần phải đăng ký, thế là cười cười chỉ vào nhà hàng bên kia đường rồi nói tôi đi ăn một chút. Vương Tử Quân đi vào trong nhà hàng thì bên trong đã lạnh tanh, thế nhưng ông chủ vẫn đứng đó rất tinh thần. Khi nhìn thấy Vương Tử Quân thì người này nhanh chóng tiến lên, chào Chủ tịch Vương, Bí thư Sầm đang chờ anh ở sảnh Như Ý. Đại sảnh Như Ý, Vương Tử Quân khẽ cười gật đầu với ông chủ nhà hàng, sau đó cất bước đi về phía đại sảnh Như Ý. Đại sảnh Như Ý thật ra chỉ là một phòng, bên trong sắp đặt rất sạch sẽ, trên bàn trong phòng có một cặp chén, có vài món ăn nhẹ. Chương 1642, 2, bước đầu thành công. Khi Vương Tử Quân đi vào thì Sầm Vật Cương nhanh chóng đứng lên, lão vươn tay, thế nhưng vừa duỗi được một nửa thì lại nở nụ cười tự giễu nói, tôi đúng là, thường ngày có thói quen bắt tay người ta, bây giờ gặp cậu thì thói quen vẫn chiếm thế chủ động. Sầm Vật Cương trêu chọc làm cho Vương Tử Quân nở nụ cười, hắn và Sầm Vật Cương có cảm nhận giống nhau, vì vậy cũng cười nói, bí thư, tôi cũng có cùng cảm nhận với ngài. Ngài nói ra căn bản động vào đáy lòng tôi. Sầm Vật Cương nói rồi ngồi xuống đối diện với Sầm Vật Cương, mà Sầm Vật Cương chỉ vào món ăn trên bàn rồi nói, tuy nhà hàng này không lớn thế nhưng tôi thích vài món ăn ở đây, mùi hương năm xưa tràn ngập trong mũi, thật sự cảm thấy rất thân thiết. Vương Tử Quân hít hít vài hơi rồi cảm thán nói, bí thư Sầm, ngài nói vậy làm cho con sâu trong bụng tôi liên tục ngọ nguậy. Ha ha ha, vậy thì ăn nhiều một chút. Sầm Vật Cương nâng ly rượu lên rồi nói, Chủ tịch Tử Quân, mặc kệ trước kia như thế nào, tôi mời anh một ly, chúc mừng anh đã là Chủ tịch tỉnh Mật Đông. Vương Tử Quân cũng nâng ly lên cùng với Sầm Vật Cương, sau đó hắn trầm giọng nói, Bí thư Sầm, sau này tôi hy vọng ngài phê bình nhiều hơn, tôi đến Mật Đông một khoảng thời gian ngắn, có nhiều công tác còn chưa hiểu rõ ràng, kính mong ngài chỉ bảo nhiều hơn. Điều này anh không cần phải nói. Giữa hai chúng ta cũng không nên khách khí như vậy. Sầm Vật Cương uống một ngụm rượu rồi nói tiếp, năng lực công tác của anh là quá rõ ràng, tôi tin tưởng kinh tế Mật Đông sau này sẽ phát triển mạnh mẽ dưới sự thúc đẩy của anh. Hai người cười cười vài câu, sau đó nâng ly rượu trong tay lên uống cạn. Sau khi làm tốt công tác mở đầu thì bầu không khí trên bàn tiệc có vẻ hòa hợp hơn, Sầm Vật Cương là người mời khách, cuối cùng cũng thở dài một hơi. Mặc dù lão đã đoán trước được kết quả khi mời Vương Tử Quân dùng cơm, thế nhưng dù thế nào vẫn có chút lo lắng, chỉ sợ Vương Tử Quân không ra bài theo lẽ thường. Lần này sự kiện Thịnh Lưu Duệ gây ra áp lực không nhỏ cho Sầm Vật Cương. Tuy lão căn bản không động tay động chân vào chuyện này, thế nhưng cũng không thèm xuất lực, căn bản không thèm ra tay ngăn cản. Hai ngày trước lão về thủ đô họp có một vị lãnh đạo trung ương có quan hệ thân cận đã mở miệng phê bình cực kỳ nghiêm khắc về vấn đề này. Lời phê bình của lãnh đạo làm cho Sầm Vật Cương cảm thấy mồ hôi đầm đìa, tuy lão thừa nhận mình có sai lầm, cũng đã cho ra lời đảm bảo sát son với lãnh đạo, thế nhưng mỗi lần nghĩ đến lời nói của vị lãnh đạo luôn quan tâm đến mình mà vẫn sợ hãi. Nếu như vì sự kiện này mà lãnh đạo trung ương hoài nghi mình có tham dự, như vậy sẽ có kết quả gì? Sầm Vật Cương nghĩ như vậy mà càng cảm thấy vã mồ hôi lạnh. Hôm nay Sầm Vật Cương mời Vương Tử Quân dùng cơm. Ngoài dùng phương thức này để biểu đạt lời xin lỗi, còn có một điều quan trọng hơn, đó là muốn cùng Vương Tử Quân phối hợp ăn ý ở phương diện công tác kế tiếp. Tuy hai bên không thể không có ma sát, thế nhưng cần phải có một sự hòa hợp ngầm hiểu lẫn nhau. Chủ tịch Tử Quân, hai người chúng ta cũng không có cơ hội dùng cơm chung với nhau, mà cơ hội mời khách của tôi cũng không có nhiều. Tôi lại mời anh một ly, hy vọng chúng ta có thể lấy hôm nay làm cơ sở. Sẽ thúc đẩy Mật Đông tiến vào quá trình phát triển mới. Sầm Vật Cương nâng ly rượu lên cười ha hả nói với Vương Tử Quân. Cơ hội mới chính là bỏ qua quá khứ, Sầm Vật Cương nói gì thì Vương Tử Quân hiểu rõ, hắn nâng ly rượu lên rồi cười với Sầm Vật Cương, phải là tôi mời ngài mới đúng, bí thư Sầm, hy vọng chúng ta có thể đưa Mật Đông tiến vào giai đoạn mới. Hai ly rượu cùng vào nhau, sau đó hai người đều uống cạn phần rượu của mình. Nhưng sau khi uống cạn ly thì Vương Tử Quân lại có một nghi vấn, đó là mình và Sầm Vật Cương sao có thể phát triển bình an vô sự cho được.
Trong phòng họp số 2 tỉnh ủy Mật Đông thỉnh thoảng có người ra vào, Phó Thư ký trưởng Mã Quang Điền văn phòng ủy ban nhân dân tỉnh vã cả mồ hôi trán, hắn liên tục đi qua đi lại trong phòng. Lúc này ngay cả nhân viên công tác đặt ly trà xuống bàn không có thái độ chính đáng sẽ bị hắn phê bình ngay lập tức. Trước kia Mã Quang Điền là một người cực kỳ dễ nói chuyện, có đôi khi căn bản không cho ra bất kỳ thái độ gì ở những chuyện nhỏ nhặt. Nhưng hôm nay hắn lại giống như một bạo chúa, không tiếp nhận ý kiến của bất kỳ người nào. Người bên dưới hiểu rõ nguyên nhân vì sao Mã Quang Điền lại có thái độ như vậy, vì hôm nay mở hội nghị văn phòng ủy ban nhân dân tỉnh, là hội nghị đầu tiên từ sau Chủ tịch Vương chính thức là Chủ tịch tỉnh, không dám cho xảy ra bất cứ vấn đề gì. Hơn nữa có người nói hội nghị hôm nay Chủ tịch Vương sẽ cho ra vài phân công điều chỉnh mới, nếu nói như vậy thì hội nghị căn bản khó thể nào bình tĩnh được. Cũng không ai muốn trở thành nơi để lãnh đạo chút giận, Mã Quang Điền là người chủ quản hội nghị này lại càng không muốn. Mã Quang Điền chỉnh đốn cả nửa ngày mới thấy không còn vấn đề gì, khi hắn đang chuẩn bị uốn nắn thái độ của nhân viên công tác, lúc này chợt thấy Phó Chủ tịch Vân Lợi Quảng và Lôi Yên Hồng sóng vai nhau đi vào phòng. Trong mắt Mã Quang Điền thì Lôi Yên Hồng lúc nào cũng cười tươi như hoa, thế nhưng hôm nay gương mặt của Lôi Yên Hồng cực kỳ nghiêm túc, hơn nữa nhìn qua giống như có người nào đang mắc nợ Chủ tịch Lôi vậy. Chào Chủ tịch Vân, chào Chủ tịch Lôi. Mã Quang Điền có thể đoán được tâm tư của hai vị lãnh đạo này, dù sao thì phương diện phân công sẽ là đại biểu cho quyền lợi và trách nhiệm của mỗi người, cũng không ai muốn mình bị cắt giảm những hạng mục tốt. Tất nhiên sẽ không muốn chính mình chỉ là một người hữu danh vô thực, không có thực quyền, vật vờ như bóng ma. Vân Lợi Quảng nhìn Mã Quang Điền rồi gật đầu nói, thư ký trưởng, đã chuẩn bị xong chưa? Đã xong cả rồi, Vân Lợi Quảng lúc này nói xong thì đi vào trong phòng. Lôi Yên Hồng gần đây là người thích nói chuyện thế nhưng chỉ khẽ gật đầu với Mã Quang Điền rồi đi vào trong. Nếu là trước kia thì Mã Quang Điền nhất định sẽ kiểm điểm lại bản thân mình, để xem mình làm gì mà đắc tội với Chủ tịch Lôi Yên Hồng. Nếu không thì Chủ tịch Lôi sao lại dùng ánh mắt lạnh nhạt như vậy để nhìn mình. Nhưng bây giờ hắn không có tâm tư như vậy, hắn hiểu rõ Lôi Yên Hồng sở dĩ có biểu hiện như vậy cũng không phải hướng về phía mình, chỉ là vì quá lo lắng mà thôi. Gần đây Lôi Yên Hồng đi lại rất gần với Cố Tắc Phiêm, vì vậy mà trước đó cũng có hành vi thân cận với Vi Yến Quy. Bây giờ tất cả đã kết thúc, nàng hy vọng không có chuyện gì phát sinh. Dưới tình huống này thì nàng là người thất thế. Nàng sao không lo lắng đến phương diện Vương Tử Quân sẽ khiển trách và giảm bớt phân công của mình cho được. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Chương 1643, nói trắng ra cũng không hay. Làm quan nhỏ thì có khó xử của quan nhỏ, làm quan lớn có nỗi khổ tâm riêng của quan lớn. Trong khi Lôi Yên Hồng đang thầm cảm khái thì Mã Quang Điền bắt đầu bận rộn công tác của mình. Chủ tịch Lôi, nếu chị không cười thì có chút khó coi, lúc này cũng không phải là trời sắp sập xuống. Vân Lợi Quảng ngồi xuống vị trí của mình rồi khẽ nói với Lôi Yên Hồng ở bên cạnh. Vân Lợi Quảng nói xong thì có chút hối hận, trên quan trường chú ý nhìn thấu nhưng không nói rõ ràng, vẫn tiếp tục làm bạn. Nếu anh nhìn rõ tình cảnh của người ta, anh lại vạch trần ra, biết đâu ý nghĩ của anh là đồng tình ân cần thế nhưng còn có một khả năng khác. Chính là sự việc nhìn quá rõ ràng tình cảnh người khác sẽ cho ra hiệu quả ngược lại. Vì sự quan tâm đồng cảm của đồng sự với nhau có khi là một loại giễu cợt, hoặc là cực kỳ hả hê. Quả nhiên Lôi Yên Hồng vừa rồi có chút trầm mặc nhưng bây giờ chợt hừ giọng mũi một tiếng, sau đó dùng giọng quái dị nói, Chủ tịch Vân, ngài có quan hệ không tệ với Chủ tịch Vương, anh ấy sẽ không làm gì ngài, thế nhưng tôi thì lại khác. Tôi nghe nói sẽ có vài ban ngành chủ quản của mình bị giảm bớt trong phân công lần này. Coi như cũng phải cảm tạ lãnh đạo, tôi căn bản đã có chút phiền muộn vì năng lực không đủ, có chút khó coi, thế nên nếu nắm trọng trách cũng không được, thế nên lãnh đạo mới nhân nhượng cởi bỏ một chút khó khăn cho tôi. Vân Lợi Quảng nghe những lời này của Lôi Yên Hồng mà có chút khó xử, thầm hận mình là người lão luyện trong quan trường nhưng vì sao hôm nay lại cho ra những lời không ra gì như vậy. Bây giờ thì tốt quá. Xem như mình đã phá vỡ tính cân đối tâm lý của người phụ nữ này rồi. Lúc bắt đầu thì Vân Lợi Quảng còn nhẫn nại lắng nghe, thế nhưng khi mà Lôi Yên Hồng càng nói càng kích động, hắn căn bản khó thể nghe lọt. Hắn vẫn biểu hiện cười cười nói, thế nhưng lại giống như ngồi đống lửa đứng đống than, chỉ thần hận không thể chạy đi thật xa.
Lôi Yên Hồng có năng lực tốt thế nhưng phương diện xử sự lại căn bản không có điểm nào đáng khen, nếu dùng câu nói thuận gió bẻ măng để miêu tả Lôi Yên Hồng thì căn bản lại là khen ngợi mất rồi. Trước kia không phải khi mà Vi Yến Quy có được lợi thế thì Lôi Yên Hồng chú ý tránh xa Vương Tử Quân sao? Bây giờ thì tốt, Vương Tử Quân ngóc đầu lên, Lôi Yên Hồng lại cho rằng Vương Tử Quân có lỗi với mình ở phương diện phân công, ý nghĩ này làm cho người ta cảm thấy khó nói gì hơn được. Khi Vân Lợi Quảng đang nghĩ xem làm sao để dừng câu chuyện của Lôi Yên Hồng, lúc này cửa phòng họp mở ra, Hà Kiến Trương là người dẫn đầu, ba bốn vị phó chủ tịch đi theo nhau vào trong phòng. Một vị phó chủ tịch dùng giọng đùa giỡn nói với Vân Lợi Quảng, Chủ tịch Vân, chưa đến đã nghe thấy anh trò chuyện cùng chủ tịch Lôi, hai người thật sự là hợp với nhau như Vân Lôi vậy. Vị phó chủ tịch kia lên tiếng trêu chọc chủ yếu dựa vào họ của hai người Vân Lợi Quảng và Lôi Yên Hồng, thế nhưng Vân Lợi Quảng nghe câu nói này mà trong lòng khẽ động, giống như từ sâu trong đáy lòng có một cảm giác bài xích mạnh mẽ với lời nói này. Vân Lợi Quảng cười ha hả rồi khẽ nói, anh nói vậy cũng không hay. Nếu không bác sĩ Lý cầm dao giải phẫu đến tính sổ thì tôi sẽ chết mất. Vân Lợi Quảng nói làm cho đám người cười vang dội, bác sĩ Lý chính là chồng của Lôi Yên Hồng, là một bác sĩ ngoại khoa nổi tiếng trong tỉnh. Vì người này giải phẫu rất tốt thế nên được nhiều người đặt cho biệt hiệu là Lý Nhất Đao. Lôi Yên Hồng cuối cùng cũng không phải là một người phụ nữ bình thường, lúc này có quá nhiều người xuất hiện, hơn nữa còn có cả Hà Kiến Trương, thế là biểu hiện của nàng chợt chuyển biến. Nàng ném bỏ tâm tư phàn nàn, sau đó miễn cưỡng cười nói, hai anh cũng đừng cầm tôi ra đùa giỡn, tôi cho các anh biết, nếu tôi ghi âm lời nói của hai anh lại, như vậy hai chị nhà sẽ cho hai anh biết tay. Bầu không khí trong phòng họp tốt đẹp hẳn lên thế nhưng vẻ mặt người tham gia hội nghị lại không giống nhau. Có người tỏ ra cực kỳ thoải mái giống như vị phó chủ tịch ngồi bên trái Hà Kiến Trương, người này không những có lý lịch dày, hơn nữa trước đó luôn đi gần chủ tịch Vương. Thế nên bây giờ thành trung tâm buôn chuyện. Lôi Yên Hồng căn bản có thể trò chuyện với Hà Kiến Trương, có thể tìm ra vài nội dung quan trọng từ miệng Hà Kiến Trương, thế nhưng bây giờ người bên cạnh quá nhiều, nàng phát hiện mình không thể lên tiếng. Chủ tịch Hà, tôi nghe nói thành phố Linh Long ký hợp đồng với tập đoàn Huyền Hà của Hong Kong, sẽ xây dựng một ngôi nhà cao nhất tỉnh Mật Đông ở Linh Long, có phải là như vậy không? Lôi Yên Hồng vất vả lắm mới tìm được khe hở. Cuối cùng nàng cướp thời cơ hỏi Hà Kiến Trương. Hà Kiến Trương căn bản không có hảo cảm với Lôi Yên Hồng, người phụ nữ này quá sống động, tuy mỗi ngày ăn mặc hợp thời trang, toàn thân thơm ngào ngạt thế nhưng lại căn bản không là gì trong mắt Hà Kiến Trương. Chẳng qua bây giờ mọi người đều là đồng sự, nếu Lôi Yên Hồng đã hỏi, mình không trả lời thì cũng không phóng khoáng. Thế là Hà Kiến Trương do dự giây lát rồi cười nói, tôi cũng có nghe nói về chuyện này. Chủ tịch Hà, có thể mời gọi tập đoàn Huyền Hà đến tỉnh Mật Đông, đây căn bản là một thành tích kêu gọi đầu tư rất lớn. Lôi Yên Hồng nói đến đây thì trên mặt treo nụ cười nịnh nọt. Hà Kiến Trương lúc này mới hiểu Lôi Yên Hồng có ý nghĩ gì. Công tác kêu gọi đầu tư là thuộc phân công của mình, mặc dù công tác ở Linh Long cũng là một bộ phận của diễn đàn kêu gọi đầu tư, thế nhưng thành tích này không tránh khỏi lòng bàn tay của Hà Kiến Trương. Lôi Yên Hồng nói như vậy chủ yếu là nịnh nọt Hà Kiến Trương. Hà Kiến Trương thầm nghĩ người phụ nữ này phát triển cũng không dễ dàng, căn bản cũng là một người biến tiến biết lùi, thế nhưng đáng tiếc là quá đầu cơ luồn cúi, vì vậy mà phát triển đến tình cảnh hiện tại. Hà Kiến Trương cười cười nói vài câu, sau đó cũng không tiếp tục lên tiếng. Nhưng hắn lại nghĩ đến tình cảnh hôm qua Chủ tịch Vương nói đến sự kiện này thì có chút lớn tiếng. Vương Tử Quân căn bản có chút tán thưởng vì thành phố Linh Long kêu gọi đầu tư từ tập đoàn Huyền Hà. Sở dĩ Chủ tịch Vương không cho ra biểu hiện quá tốt là vì có một tin tức khác, đó là phía thành phố Linh Long phải mất 3 triệu tiền tiến hành bữa cơm tối đãi khách. Khi đó Vương Tử Quân có nói một câu, thương nhân trục lợi, bọn họ không phải vì được ăn ngon mà đi theo. Hà Kiến Trương thật sự khó xác định thái độ của Chủ tịch Vương ở sự kiện này, thế nhưng hắn có thể khẳng định Chủ tịch Vương có ý kiến với phương diện kêu gọi đầu tư này của thành phố Linh Long. Cố Tắc Phiêm đi vào trong phòng với gương mặt bình tĩnh, trước khi đến thì hắn đã nhìn qua mình vài lượt trong gương, cố gắng làm cho mình tươi cười vui vẻ, thế nhưng lại phát hiện bộ dạng của mình rất khó coi. Cố Tắc Phiêm đi vào làm cho bầu không khí trong phòng có chút ngưng trệ. Trước kia hắn đi đến đều có người chào hỏi, người thích chào hỏi Cố Tắc Phiêm nhất là Lôi Yên Hồng lại không rên một tiếng, những người khác thì ngậm chặt miệng,
không muốn trêu chọc vào Cố Tắc Viêm rồi phát sinh phiền toái. Tuy Cố Tắc Viêm lẳng lặng ngồi trên vị trí của mình, thế nhưng cảm nhận đời bể dâu thế này không khỏi làm cho hắn cảm thấy không thoải mái. Hắn cúi đầu, không quan tâm đến những ánh mắt chung quanh, chỉ nghĩ đến tình cảnh hôm qua mình gặp mặt Bí Thư Sầm. Bí Thư Sầm vẫn là giúp đỡ mình, không, phải nói là Bí Thư Sầm lên tiếng vì mình. Bây giờ trạng thái địa vị của Vương Tử Quân và Sầm Vật Cương là ngang nhau, Bí Thư Sầm nếu không rơi vào bị động thì sẽ cố gắng hết sức giúp đỡ mình. Nhưng bây giờ Cố Tắc Viêm cảm thấy lực giúp đỡ lớn nhất là chính mình. Hắn là phó chủ tịch thường ủy, mặc dù lực ảnh hưởng không lớn như trước, thế nhưng vẫn là một phó chủ tịch có chức danh thường ủy tỉnh ủy. Một loạt ý nghĩ lóe lên trong đầu, hắn chợt sinh ra một suy nghĩ ác ý, đám người này đều ôm chặt lấy đùi của Vương Tử Quân, hi hi, chờ đó mà xem, đợi đến khi sự việc có kết quả chính thức, các người sẽ biết nên tìm về nơi nào để khóc thương cho tổ tiên. Chương 1644, một còn chưa đủ tư cách để lấy làm vật tế cờ. Cố Tắc Viêm cảm thấy có chút bi ai, trước khi mở hội nghị văn phòng thì có thông tin cho rằng Vương Tử Quân sẽ nhất định gây sự. Hắn không an tâm, hắn luôn tìm ra kế sách ứng đối. Nếu như hắn gặp khó khăn trong hội nghị lần này, như vậy sau này uy tín của hắn trong quan trường Mật Đông sẽ càng như tuyết lở. Cố Tắc Viêm nghĩ đến đây mà không khỏi suy tư về cuộc nói chuyện với Bí Thư Sầm. Khi đó Bí Thư Sầm rất nghiêm túc, nói rằng mình tuân theo phân công của Chủ tịch Vương trong hội nghị sắp tới, cần phải tuyệt đối phục tùng. Mặc dù Cố Tắc Viêm không cam lòng để cho quyền lợi của mình bị mất đi, thế nhưng hắn vẫn hạ quyết tâm nhất định dựa theo sắp xếp của Bí Thư Sầm. Dù sao thì sau này mình có sống tốt hay không phụ thuộc trực tiếp vào sự giúp đỡ của Bí Thư Sầm. Khi Cố Tắc Viêm đang cảm thấy cực kỳ quẫn bách thì cửa phòng họp bị đẩy ra, Vương Tử Quân sải bước đi vào. Cố Tắc Viêm chợt cảm thấy trái tim mình run lên, xem ra mưa gió sắp kéo đến. Chủ tịch Hà, anh dẫn đầu Ủy ban Nhân dân tỉnh tổ chức tất cả đơn vị ban ngành đi nghiên cứu toàn kiện công tác xây dựng phát triển các khu kinh tế mới và khu công nghiệp trong tỉnh, trước cuối năm phải có báo cáo tường tận cho tôi. Vương Tử Quân đưa mắt nhìn Hà Kiến Trương rồi trầm giọng nói. Hà Kiến Trương mở miệng đồng ý với phân công của Vương Tử Quân, người khác cũng không có ý kiến gì trái ngược. Chủ tịch Hoàng, công tác giáo dục cần được đẩy mạnh hơn nữa, đặc biệt là phương diện xây dựng trường tiểu học, càng phải chú trọng mạnh mẽ hơn. Trước khi kỳ nghỉ hè sang năm kết thúc thì phải đảm bảo các trường đang được xây dựng phải cho vào sử dụng. Vương Tử Quân quay sang nhìn Hoàng Kiên Thận rồi dùng giọng chân thật đáng tin nói. Hoàng Kiên Thận căn bản đã có danh tiếng ở phương diện chăm lo cho con em lao động đến từ bên ngoài được học tập trong thành phố. Vì vậy hắn làm việc căn bản có vài phần cảm kích Vương Tử Quân. Cũng vì nguyên nhân này mà khi Vương Tử Quân thất thế thì hắn cũng không cho ra hành vi bỏ đá xuống giếng. Lúc này Vương Tử Quân đã vững vàng trên vị trí chủ tịch tỉnh, Hoàng Kiên Thận căn bản càng thêm cung kính với Vương Tử Quân. Sau khi nghe được lời phân phó của Vương Tử Quân thì hắn khẽ báo cáo, Chủ tịch Vương, Sở Giáo dục đã cho ra một tổ giám sát đặc biệt, trước Tết sẽ đến các thành phố trong tỉnh xem xét và giám sát tiến độ. Đảm bảo các công trình sẽ được nghiệm thu một cách nghiêm túc nhất. Hội nghị đã được tiến hành 2 giờ, gương mặt Vương Tử Quân rất thoải mái, một vài vấn đề được cho ra bàn bạc, cũng đề xuất các phương án giải quyết. Trong lúc đề ra vấn đề và phương pháp giải quyết, tâm tư của Lôi Yên Hồng chợt biến đổi. Nếu như có điều chỉnh phân công, như vậy Vương Tử Quân cần gì phải bàn công tác trước? Phải biết rằng nếu bàn công tác xong rồi mới điều chỉnh phân công thì có chút khó khăn. Thậm chí có thể nói như vậy là khá phiền phức, Lôi Yên Hồng cảm thấy Vương Tử Quân là người thông minh, sẽ không bao giờ làm cho chính mình rơi vào hoàn cảnh không được tự nhiên. Nhưng bây giờ Vương Tử Quân căn bản không đề cập đến chuyện phân công, cuối cùng là có ý gì? Không phải Vương Tử Quân đã thay đổi chủ ý, không điều chỉnh phân công nữa sao? Lôi Yên Hồng biết mình làm sai, vì vậy cũng không muốn việc điều chỉnh phân công lần này mang đến cho mình chỗ xấu. Nàng muốn nhất chính là mình không xảy ra vấn đề gì trong lúc điều chỉnh phân công lần này. Lúc này Vương Tử Quân giống như không có ý điều chỉnh phân công, điều này làm cho nàng thở dài một hơi. Cuối cùng Lôi Yên Hồng cũng may mắn vượt qua cửa ải khó, nhưng Vương Tử Quân có thể buông tha cho Cố Tắc Viêm sao? Phải biết rằng Cố Tắc Viêm mang đến cho Vương Tử Quân không ít phiền toái. Trong đầu lóe lên những ý nghĩ như vậy, Lôi Yên Hồng cảm thấy gương mặt mình có chút khó coi.
Sau đó Lôi Yên Hồng chợt phát hiện Vương Tử Quân phân phó không ít chuyện, hơn nữa hội nghị tiếp tục hơn 2 giờ nữa, thế nhưng Vương Tử Quân căn bản không cho ra sắp xếp điều chỉnh phân công, dù là Cố Tắc Viêm hay Lôi Yên Hồng cũng là như vậy. Không phải Vương Tử Quân không muốn điều chỉnh phân công hai người bọn họ đấy chứ? Ý nghĩ này xuất hiện làm cho tâm tư vừa mới yên ổn của Lôi Yên Hồng có chút sợ hãi. Nếu như Vương Tử Quân không tính toán với mình như vậy, thế thì vì sao không đề cập đến mình và Cố Tắc Phiêm? Mình thì dễ nói, phân công không quá nhiều, nhưng Cố Tắc Phiêm thì lại khác. Người này là phó chủ tịch thường ủy, phân công quản lý không ít hơn Hà Kiến Chương, hơn nữa đều là những công tác quan trọng. Chẳng lẽ Vương Tử Quân muốn đoàn kết đại đa số để cô lập mình và Cố Tắc Phiêm? Trong đầu lóe lên những ý nghĩ như thế, Lôi Yên Hồng càng nghĩ càng thấy đúng. Thế là nàng không khỏi nhìn về chiếc ghế trung tâm, ngón tay chợt run rẩy. Lúc này đã là mùa đông, nhiều công trường đã dừng thi công, nhưng phương diện an toàn sản xuất thì không thể bỏ qua. Chủ tịch Cố, anh sắp xếp một chút, nhanh chóng mở rộng công tác kiểm tra xóa bỏ các tai họa ngầm trong phạm vi an toàn sản xuất. Giọng nói của Vương Tử Quân lại vang lên, Lôi Yên Hồng nghe vậy mà không khỏi sững sờ, nàng không ngờ Vương Tử Quân lại nhắc đến Cố Tắc Phiêm. Vì sao? Sao lúc này Vương Tử Quân lại sắp xếp công tác cho Cố Tắc Phiêm? Phải biết rằng nên điều chỉnh phân công của Cố Tắc Phiêm mới đúng. Khóe miệng của Lôi Yên Hồng cực kỳ căng cứng, trong lòng cho ra những tính toán xấu nhất. Nàng nghĩ rằng Vương Tử Quân sẽ không phải không chỉ điều chỉnh công tác của Cố Tắc Phiêm, hơn nữa với tình huống của Vương Tử Quân hiện tại thì lại chọn phương án ẩn nhẫn. Dù sao thì sau lưng Cố Tắc Phiêm cũng là Bí Thư Sầm, đánh Cố Tắc Phiêm một cái cũng không là vấn đề. Thế nhưng Vương Tử Quân dù thế nào cũng phải nể mặt Bí Thư Sầm, đánh chó phải nể mặt chủ. Nếu nói như vậy thì hiện nay mình là người xui xẻo nhất, vì sau lưng mình không có chỗ dựa là Sầm Vật Cương, hơn nữ lại đắc tội khá nặng nề với Vương Tử Quân. Dưới tình huống này Vương Tử Quân có thể bỏ qua cho mình được sao? Lôi Yên Hồng càng nghĩ thì càng cảm thấy chính mình phù hợp là người chịu tội thay, thế là cảm thấy rất khổ sở. Lúc này chợt nghe Cố Tắc Phiêm nói, Chủ tịch Vương, tôi sẽ nhanh chóng để cho các đơn vị ban ngành tương quan cho ra phương án tốt nhất. À, phương diện an toàn sản xuất là không nhỏ, nhất định phải nắm thật chặt. Vương Tử Quân vung tay lên với Cố Tắc Phiêm rồi trầm giọng nói, lần này tôi hy vọng có thể xử lý một vài vụ không tuân thủ điều lệ an toàn sản xuất, cần phải trừng phạt thật nghiêm, đề cao sự coi trọng của các đơn vị trong tỉnh với công tác an toàn sản xuất. Vương Tử Quân nói rồi đưa mắt nhìn các vị phó chủ tịch tham gia hội nghị, các vị còn gì muốn nói nữa không? Lôi Yên Hồng há hốc mồm, nàng có lẽ đã cảm nhận được Vương Tử Quân đang mài dao, đang giơ dao lên với mình. Trong số các phó chủ tịch tỉnh thì chỉ có một mình không được sắp xếp công tác. Chương 1644-2 còn chưa đủ tư cách để lấy làm vật tế cờ. Công tác của những người khác là quan trọng sao? Lôi Yên Hồng không cho rằng là như vậy. Công tác của nàng cũng có vài phần quan trọng không kém. Nàng cảm thấy đỏ mặt tía tai nhưng không lên tiếng, vì nàng có nói cũng vô ích, không bằng cố gắng bảo trì thể diện của mình. Nếu không có ý kiến gì khác thì bây giờ chúng ta tan họp. Vương Tử Quân nói xong thì nhìn về phía mọi người đang chuẩn bị đứng lên, hôm nay xem như là hội nghị đầu tiên của ban ngành ủy ban nhân dân tỉnh sau tuyển cử của Hội đồng Nhân dân, sau hội nghị còn có một vài công tác khác. Thư ký trưởng Tề Bảo đã sắp xếp xong cơm tối, mời mọi người uống vài ly. Nhất định sẽ kính Chủ tịch Vương thêm vài ly. Hoàng Kiên Thận tuy lớn hơn Vương Tử Quân 10 tuổi thế nhưng khi lên tiếng lại căn bản không có chút xấu hổ. Lôi Yên Hồng nhìn Vân Lợi Quảng đã chạy đến bên cạnh Vương Tử Quân, lúc này nàng mới ý thức được hội nghị đã xong. Nàng chợt cảm thấy xương sống và xương tay chân có hơi đau, cánh tay có hơi run lên. Chuyện của mình còn chưa nói thì sao lại giải tán? Không phải Vương Tử Quân đã quên mất mình? Không phải như vậy, chính mình căn bản là một người thấy rất rõ ràng, Vương Tử Quân sẽ không thèm quan tâm sao? Lôi Yên Hồng chợt lóe lên vài ý nghĩ, thế nhưng lúc này nàng đều chối bỏ tất cả. Khi Lôi Yên Hồng dùng ánh mắt mê hoặc nhìn Hà Kiến Chương, Vân Lợi Quảng và Hoàng Kiên Thận bao quanh Vương Tử Quân, trong lòng nàng giống như đã hiểu rõ vấn đề. Với uy tín của Vương Tử Quân ở trong tỉnh vào lúc hiện tại, đừng nói là phó chủ tịch tỉnh bình thường, cho dù là Cố Tắc Phiêm cũng không dám nói lời nào. Nếu không có ai dám phản đối thì Vương Tử Quân lại không cần điều chỉnh, vì nếu điều chỉnh thì sẽ rơi xuống vị trí không hay,
hơn nữa chính mình căn bản còn chưa đủ tư cách để Vương Tử Quân lấy đó làm công cụ lập uy. Khi Lôi Yên Hồng đang suy nghĩ về điều này, tiếng cười cởi mở chợt vang lên trong phòng. Nàng nhìn đám người vây quanh lấy Vương Tử Quân đi ra ngoài mà chợt sinh ra cảm giác giải thoát, trong đầu lóe lên vài ý nghĩ, cũng nhanh chóng bước theo. Tuy lần này Chủ tịch Vương không lấy mình làm vật tế cờ, thế nhưng mình cũng phải xem xét lại, nếu không đến khi sự việc xảy ra thì hối hận cũng trễ mất rồi. Vương Tử Quân quay lại phòng làm việc của mình mà cảm thấy có chút mệt mỏi, hắn duỗi lưng một cái rồi uống một ngụm trà. Trương Tề Bảo nhanh chóng đi đến, hắn làm thư ký trưởng, lúc này nhìn qua có vẻ cực kỳ xuân phong như ý, lực lượng tràn trề. Trước kia Trương Tề Bảo mặc dù cũng là thư ký trưởng thế nhưng vị trí của Vương Tử Quân lại chưa được xác định, thế nên hắn cũng chưa chính thức là thư ký trưởng. Nhưng bây giờ Vương Tử Quân đã là chủ tịch tỉnh Mật Đông, uy danh bay xa, xử lý tận gốc Thịnh Lưu Duệ, điều này không khỏi làm cho rất nhiều người trong tỉnh sinh ra cảm giác sợ hãi không thôi. Trong quan trường thì nhiều người cảm thấy không có bạn bè vĩnh viễn, không có kẻ địch vĩnh viễn, chỉ có lợi ích vĩnh viễn. Lúc này người muốn tiếp xúc với Trương Tề Bảo hắn là rất nhiều, thậm chí có xu thế song song với thư ký trưởng Phương Anh Hồ chủ quản văn phòng tỉnh ủy. Trương Tề Bảo căn bản có biểu hiện rất lạnh nhạt với điều này, thế nhưng trong lòng cực kỳ hưởng thụ. Chủ tịch Vương, lần trước tôi nói chuyện với Chủ tịch Hà, anh ấy đề nghị ngài nên tiến hành phân công điều chỉnh ban ngành, sao hội nghị lần này ngài không tiến hành một vài điều chỉnh. Trương Tề Bảo nói chuyện vài câu với Vương Tử Quân rồi khẽ nhắc nhở. Lúc này Trương Tề Bảo căn bản không còn nhiều cố kỵ khi trò chuyện với Vương Tử Quân, hắn bảo trì sự tôn trọng Chủ tịch Vương, đồng thời cũng có vài lời không đi đường vòng, trực tiếp chỉ ra vấn đề. Vương Tử Quân cười cười nói, vì việc gì cũng cần có người làm, không phải người nào không thích hợp với công tác, tôi làm như vậy không phải không phóng khoáng sao? Không phóng khoáng, Trương Tề Bảo chợt hiểu ra vấn đề, lúc này dù là các vị phó chủ tịch đều là nghe theo lời của Chủ tịch Vương Tử Quân, thế nên đứng trên góc độ của Chủ tịch Vương, cũng không cần phải làm khổ đám lâu la này. Thời tiết càng ngày càng lạnh, lúc này ngoài đường phố tỉnh Mật Đông gió lạnh phả vào mặt, da thịt có chút đau nhức. Những hàng cây trụi lủi lá đứng ven đường liên tục lay động trong gió lạnh. Lúc này mặt trời tái nhợt đã dần khuất ở ngọn núi hướng Tây, thường chỉ cần đến 5 giờ đã cảm thấy bắt đầu hoàng hôn. Vương Tử Quân xử lý xong một phần văn kiện, sau đó xoa xoa hai tay của mình. Mặc dù có nhóm người Hà Kiến Trương chia sẻ công tác của hắn, thế nhưng mỗi ngày vẫn có nhiều công tác cần hắn xử lý. Vương Tử Quân tuy không phải là một người chuyên quyền, thế nhưng khoảng thời gian này vẫn cảm thấy có chút mỏi mệt. Hơn nữa rất nhiều chuyện cũng không phải vung tay là giải quyết ngay được, nếu so xa thì tâm tư mệt mỏi còn khó chịu hơn cả mệt mỏi thể xác. Tút tút tút, tiếng chuông điện thoại đột ngột vang lên, Vương Tử Quân cầm lấy điện thoại nhìn thoáng qua. Là điện thoại bên trong tỉnh Mật Đông. Hắn khẽ nghe máy, đầu dây bên kia vang lên giọng nói của Tiết Xuyên Cường, chào Chủ tịch Vương, ngài có bận rộn gì không? Vương Tử Quân căn bản có mối quan hệ bình thường với Tiết Xuyên Cường, sở dĩ xuất hiện tình huống này LEPA vì Tiết Xuyên Cường căn bản không ổn định. Trước khi có hành vi bắt giữ Thịnh Lưu Duệ thì Tiết Xuyên Cường không bỏ đá xuống giếng, thế nhưng cũng không thân cận với Vương Tử Quân, đừng nói chi là hỗ trợ. Khoảng thời gian qua Tiết Xuyên Cường nhiều lần đến tìm Vương Tử Quân, những gì nói ra đều không quá quan trọng, thế nhưng Vương Tử Quân có thể nhìn thấu ý nghĩ của người này, đơn giản là muốn thông qua phương thức này để làm ấm mối quan hệ với mình. Nhưng có một số việc một khi xuất hiện vết rạn thì khó thể hàn gắn, trong suy nghĩ của Vương Tử Quân thì đã nhanh chóng định tính Tiết Xuyên Cường không phải là một thành viên nằm trong khối quan hệ của mình. Có câu chỉ có thể cùng phú quý mà không cùng chung hoạn nạn. Loại người thế này không thể kết giao. Nhưng Vương Tử Quân bây giờ còn chưa đến giai đoạn tự mình quyết định tất cả, hắn là một vị chủ tịch tỉnh, ở rất nhiều phương diện cần chú ý đến phương pháp xử lý. Chào Chủ tịch Tiết, Vương Tử Quân cố ý làm cho giọng điệu của mình có vài phần thân mật thế nhưng cũng không được chân thật đáng tin như trò chuyện cùng Trương Tề Bảo, chẳng qua cũng không đông cứng, không làm cho lòng người mất thoải mái. Chủ tịch, tôi không quấy rầy ngài đấy chứ. Giọng nói của Tiết Xuyên Cường càng thêm thân cận, hắn cũng không chờ Vương Tử Quân trả lời mà cười nói, Chủ tịch Vương, tôi đến cầu viện với ngài, hôm nay Chủ tịch Chu Thượng Cấp đến kiểm tra công tác của Mặt trận Tổ quốc tỉnh Mật Đông, anh ấy có nhắc đến ngài. Chương 1645, một trong đảng có phái không gì là kỳ quái.
Chủ tịch Chu rất quen thuộc với ngài, muốn đến thăm hỏi ngài một chút, tôi cảm thấy Chủ tịch Chu là lãnh đạo thượng cấp, không bằng lúc dùng cơm ngài lộ mặt một chút, không biết ngài có thời gian hay không. Tiết Xuyên Cường mở miệng rất hay, biểu hiện hỏi xem Vương Tử Quân có thời gian rảnh hay không, thực tế lại khép kín tất cả con đường từ chối của Vương Tử Quân. Vương Tử Quân suy xét về lời nói của Tiết Xuyên Cường, sau đó lại càng có cái nhìn về người này. Hắn cảm thấy Tiết Xuyên Cường căn bản là người có bản lĩnh, thế nhưng tính nết lại không kiên định. Vương Tử Quân thậm chí có thể nghĩ rằng phương diện Chủ tịch Chu muốn gặp mình nhất định có sự giúp đỡ của Tiết Xuyên Cường. Lúc này sở dĩ Tiết Xuyên Cường làm như vậy chính là muốn hòa tan quan hệ với mình. Được rồi, anh liên lạc nói thời gian và địa điểm với Hiểu Bạch, khi đó tôi sẽ đi qua. Vương Tử Quân sảng khoái đồng ý lời nói của Tiết Xuyên Cường. Dù sao thì Tiết Xuyên Cường cũng là thường ủy tỉnh ủy, có một sự giúp đỡ cũng tốt hơn có một người phản đối, hơn nữa đó cũng chỉ là một bữa cơm, cũng không có gì làm hùng mạnh thêm cho Tiết Xuyên Cường. Chủ tịch Vương, bây giờ Chủ tịch Chu đang nghỉ ngơi trong khách sạn, tôi đã rời khỏi khu văn phòng, hay là tôi đến đón ngài, nếu không ngài lại bị việc khác quấn lấy người. Tiết Xuyên Cường nói đến đây thì cũng không chờ Vương Tử Quân trả lời, hắn cười nói, ngài là người bận rộn, tôi cũng chỉ có thể mạo phạm mà thôi, 5 phút sau tôi sẽ đến bắt cóc ngài. Tiết Xuyên Cường không biết có ai ở trong phòng làm việc của Vương Tử Quân hay không, thế nhưng người này đến thực tế chính là cho mọi người thấy một thái độ, dù có chút thấp kém cũng phải biểu hiện ra ngoài sự thân cận với Vương Tử Quân. Nói là 5 phút nhưng chỉ 3-4 phút sau thì Tiết Xuyên Cường đã gõ cửa đi vào. Hắn nở nụ cười nhìn Vương Tử Quân rồi nói, Chủ tịch Vương, hôm nay tôi làm phiền ngài một chút. Chủ tịch Chu rất quen thuộc với ngài, ngài ra tay thì chỉ sợ công tác của tôi sẽ thoải mái vượt qua kiểm tra. Chủ tịch Xuyên Cường quá khiêm tốn rồi, tổ chức biết rõ công tác của anh, cán bộ quần chúng cũng thấy rõ ràng. Cho dù nói hai chữ vĩ đại thì cũng có vài phần uất ức cho anh. Theo tôi thấy nên cho ra một phần thưởng đặc biệt với anh mới phù hợp. Vương Tử Quân đặt văn kiện trong tay lên mặt bàn, sau đó cười nói với Tiết Xuyên Cường. Lời khích lệ của Vương Tử Quân làm cho tâm tình của Tiết Xuyên Cường tối sầm lại, hắn bây giờ cũng không muốn nhận sự khích lệ của Vương Tử Quân, mà muốn tìm được sự thân cận. Vừa rồi Vương Tử Quân nói ra những lời mà ai cũng thích nghe, thế nhưng như vậy lại quá khách khí. Vậy khách khí là gì? Nhìn từ bản chất thì căn bản là bất hòa. Trên quan trường vĩnh viễn không cần khờ dại cho rằng khách khí với người khác là chuyện tốt, khách khí của một người đối với một người khác có hai loại khả năng, một là tình cảm kém, hai là không phải người của mình. Đứng từ góc độ của Tiết Xuyên Cường thì tất nhiên hy vọng mình và Chủ tịch Vương thêm thân cận, dù sao chỉ có như vậy thì hắn mới có được một phần trợ lực. Nhưng lúc này Tiết Xuyên Cường cũng không phàn nàn gì cả, hắn biết rõ sở dĩ xuất hiện tình huống thế này thì nguyên nhân cũng là từ mình mà ra. Trước đó hắn dù không cho ra hành vi bỏ đá xuống giếng với Vương Tử Quân, thế nhưng ít nhất thì phản ứng của hắn cũng không phải là người lòng dạ ngay thẳng, quang minh chính đại. Xem ra sau này dù là bất kỳ chuyện gì xảy ra cũng phải nhớ kỹ một câu, đó là ở trong quan trường không nên đứng sai vị trí, cũng không nên nói sai lời, làm sai việc. Vấn đề là chính mình không cùng chung hoạn nạn với Vương Tử Quân, thế nên bây giờ Vương Tử Quân không biểu hiện thân cận với mình cũng là quá bình thường. Tiết Xuyên Cường biết rõ những gì mình nên làm vào lúc này chính là tìm mọi biện pháp tu bổ quan hệ với Vương Tử Quân. Có một số việc cố gắng một chút vẫn mạnh hơn không cố gắng, hơn nữa lúc này Tiết Xuyên Cường thật sự có ý nghĩ như vậy. Sau khi nói thêm hai câu với Tiết Xuyên Cường, Vương Tử Quân được Tiết Xuyên Cường và Trương Tề Bảo vây quanh đi xuống lầu. Khi hắn chuẩn bị lên xe thì Vi Yến Quy chợt đi đến. Vi Yến Quy là người ở trong khu văn phòng thường ủy. Khả năng gặp mặt người này là không lớn. Khi Vương Tử Quân nhìn thấy Vi Yến Quy, lúc này Vi Yến Quy cũng thấy mặt Vương Tử Quân. Nếu so sánh với bộ dạng tươi trẻ hăng hái một tháng trước thì bây giờ Vi Yến Quy căn bản là già nua đi thấy rõ. Sau lưng Vi Yến Quy vẫn là thư ký đi theo, thế nhưng tình hình của Vi Yến Quy bây giờ lại có vài phần thê lương so với Vương Tử Quân. Vi Yến Quy cũng có chút bất ngờ khi đụng mặt Vương Tử Quân. Lần này lão đến văn phòng ủy ban nhân dân tỉnh chỉ là có một việc cần phải phối hợp. Nếu là trước kia thì những chuyện thế này chỉ cần lão gọi điện thoại là được, nhưng bây giờ lão lại phải tự mình đi đến, điều này làm cho Vi Yến Quy cảm thấy rất phẫn nộ. Nhưng phẫn nộ cũng không giải quyết được vấn đề,
nếu như Vi Yến Quy vẫn tiếp tục ở lại Mật Đông, chỉ có thể chậm rãi rơi vào hoàn cảnh thế này mà thôi. Bây giờ không chỉ là lão, những người khác cũng hiểu rõ hướng đi của lão, thế nhưng công tác thì không thể không làm, vì vậy dù có một ngạt vẫn phải đi sang bên này một chuyến. Chào Bí Thư Vi, Vương Tử Quân khẽ cười với Vi Yến Quy, sau đó nhiệt tình mở miệng chào hỏi. Vi Yến Quy nhìn Vương Tử Quân đưa tay ra, lão có chút sững sốt, thế nhưng tu luyện nhiều năm làm cho lão phải đưa bàn tay ra bắt chặt tay Vương Tử Quân. Chào Chủ tịch Vương, anh đi ra ngoài sao? Vi Yến Quy tuy cố gắng làm cho biểu hiện của mình cực kỳ bình tĩnh, thế nhưng lời nói ra khỏi miệng vẫn không thể không có vài phần mất tự nhiên. Vương Tử Quân cười cười khẽ nói, tôi cùng Chủ tịch Tiết đi ra ngoài làm chút chuyện. Sau khi đối thoại đơn giản thì Vương Tử Quân và Tiết Xuyên Cường cùng nhau lên xe. Trước đó Tiết Xuyên Cường giống như sợ Tị Hiềm mà căn bản không nói ra nửa lời với Vi Yến Quy. Vi Yến Quy nhìn bộ dạng xuân phong đắc ý của Vương Tử Quân, trong lòng thật sự cảm khái. Có câu thắng làm vua thua làm giặc, nếu như người thắng là Vi Yến Quy, như vậy tình cảnh của Vương Tử Quân bây giờ phải là của Vi Yến Quy. Cậu biết hôm nay bên phía mặt trận Tổ quốc có chuyện gì không? Vi Yến Quy có chút cảm khái, sau đó dùng giọng tùy ý hỏi thư ký của mình. Thư ký của Vi Yến Quy là người có ánh mắt tinh anh, hắn biết rõ tình huống này lãnh đạo của mình tuyệt đối là không vui, thế nên lên tiếng, nghe nói hôm nay Chủ tịch Chu của Mặt trận Tổ quốc Trung ương đến tỉnh Mật Đông kiểm tra công tác. Thư ký mặc dù nói không nhiều nhưng lại làm cho lòng phẫn nộ của Vi Yến Quy tăng tiến. Cho đến nay Mặt trận Tổ quốc đều nằm trong tầm phân công quản lý của lão. Trước kia Chủ tịch Chu đến tỉnh Mật Đông thì đều là lão được Tiết Xuyên Cường mời đến dự họp. Chương 1645, 2, trong đảng có phái không gì là kỳ quái. Bây giờ một vị lãnh đạo được phân công công tác như Vi Yến Quy lại không được mời, Tiết Xuyên Cường lại chạy đến mời Vương Tử Quân, ý nghĩa của nó là gì thì quá rõ ràng. Vi Yến Quy có phẫn nộ thì cũng không còn là Vi Yến Quy trước kia. Tuy lão còn chưa bị điều động, thế nhưng lúc này lãnh đạo thượng cấp đã tìm lão nói chuyện, nội dung không nhiều, thế nhưng đưa lão đến nhận chức ở một đơn vị thanh nhàn hơn. Có lẽ không ít người biết về việc nhận chức lần này của Vi Yến Quy, mà chính Vi Yến Quy bây giờ cũng có thể làm gì được Tiết Xuyên Cường. Vi Yến Quy không khỏi càng thêm suy sụp tinh thần, lão khoát tay áo với thư ký của mình, sau đó cất bước đi về phía trước. Vương Tử Quân ngồi trên xe mà nghĩ về bộ dạng vừa rồi của Vi Yến Quy. Hắn chợt sinh ra một ý nghĩ, mời Vi Yến Quy tham gia tiếp đãi Chủ tịch Chu. Thế nhưng cuối cùng Vương Tử Quân lại ném bỏ ý nghĩ này của mình. Cũng không phải hắn thủ oán Vi Yến Quy, chủ yếu là hắn không muốn để cho Vi Yến Quy nghĩ rằng mình đang khoe khoang hống hách. Tuy Vi Yến Quy căn bản không có liên quan gì đến bố con Thịnh gia ở phương diện kinh tế, thế nhưng lại cho ra nhiều biểu hiện ở lúc tuyển cử, làm cho lãnh đạo tuyến trên thất vọng. Kết quả cuối cùng của sự việc làm cho tuyến trên thất vọng chính là rời khỏi cương vị lãnh đạo hiện tại, đi đến nhận chức xem như về hưu ở một vị trí nhà hạ trong đơn vị nào đó. Vương Tử Quân căn bản cũng không đồng tình với Vi Yến Quy, cũng không muốn đánh rắn dập đầu. Thế nhưng Vi Yến Quy có ngày hôm nay cũng là vì chính bản thân mình, Vương Tử Quân có gì để nói. Khuyên người cũng phải có lòng khoan dung mới được. Vương Tử Quân khẽ lắc đầu rồi vứt bỏ tâm tư liên quan đến Vi Yến Quy. Chủ tịch Vương, tôi nghe nói Bí Thư Vi đã làm tốt công tác đi đến thủ đô. Trước đó vài ngày Bí Thư Vi nói là sức khỏe của mình không được tốt, muốn tìm một đơn vị nào đó yên tĩnh để tĩnh dưỡng, tôi thấy thời gian đúng là không tha cho con người. Tiết Xuyên Cường ngồi song song với Vương Tử Quân ở hàng ghế phía sau xe, hắn khẽ nói với Vương Tử Quân. Vương Tử Quân hiểu rõ câu nói cần tìm nơi yên tĩnh để tĩnh dưỡng của Vi Yến Quy là có ý nghĩa gì. Nhưng hắn cũng biết rõ Vi Yến Quy không muốn làm như vậy, sở dĩ cho ra những câu nói như thế cũng là vì không còn cách nào khác mà thôi. Nhưng bây giờ Vi Yến Quy tiến vào giai đoạn tĩnh dưỡng các nick không làm cho người ta cảm thấy cảm thán. Thậm chí có người nói Vương Tử Quân đến và Bí Thư Vi đi là quá đúng đắn, nhưng Vương Tử Quân không quan tâm đến điều này. Dù người ta có nói những gì liên quan thì Vương Tử Quân chỉ lặng lặng lắng nghe, không phát biểu ý kiến. Nhưng hôm nay nghe lời cảm thán của Tiết Xuyên Cường thì Vương Tử Quân lại nghĩ đến phương diện khác. Hắn nhìn nụ cười trên mặt Tiết Xuyên Cường, hắn càng khẳng định ý nghĩ của Tiết Xuyên Cường. Vi Yến Quy rời đi, vị trí phó bí thư tỉnh ủy còn để trống, Tiết Xuyên Cường đã là thường ủy tỉnh ủy được nhiều năm,
nếu như nói không có ý gì với vị trí phó bí thư thì căn bản không ai tin. Trong đầu Vương Tử Quân lóe lên ý nghĩ như vậy, thế là hắn chỉ khẽ cười mà không lên tiếng. Vương Tử Quân có phản ứng rất nhạt làm cho hy vọng trong lòng Tiết Xuyên Cường giảm đi một phần. Hắn biết rõ phản ứng của Vương Tử Quân vào lúc này cho thấy khả năng giúp đỡ mình là không lớn. Lúc này Tiết Xuyên Cường thật sự rất có ý nghĩ với vị trí của Vi Yến Quy, hắn biết nếu như mình không nhân cơ hội này mà tiến lên, sau này muốn tiến lên là cực kỳ khó khăn. Thậm chí có thể nói sau này sẽ có tương lai dưỡng lão giống như Vi Yến Quy. Tiết Xuyên Cường không muốn lui ra, hắn có khát vọng của mình, càng muốn tiến lên một bước nữa. Nhưng tiến lên cũng không dễ dàng gì, lúc này có nhiều người ở mật đông nhìn vào vị trí của Vi Yến Quy. Cố Tắc Phiêm vì liên quan đến chuyện của cha con Thịnh gia mà căn bản không còn hy vọng, thế nhưng những người khác thì lại khác. Ví dụ như bí thư ủy ban kỷ luật Khang Tắc Chính, trưởng phòng tổ chức tỉnh ủy, thậm chí cả thư ký trưởng Phương Anh Hồ cũng có sức cạnh tranh với hắn. Ba người kia đều là ái tướng tâm phúc của Sầm Vật Cương, căn bản đều có thể diện với Sầm Vật Cương hơn Tiết Xuyên Cường. Nếu hắn muốn chiếm được tiện nghi trong sự kiện này, như vậy phải có được lời nói giúp đỡ của Vương Tử Quân. Trước đó Vương Tử Quân chịu nhiều uất ức, hơn nữa bí thư Sầm cũng không làm gì cả, thế nhưng chính Tiết Xuyên Cường không làm gì đã làm cho tình hình bây giờ thêm khó khăn. Nếu như bây giờ Vương Tử Quân mở miệng giúp đỡ, hắn ít nhất cũng có hai phần hy vọng. Một sự việc có một phần hy vọng đã là rất tốt rồi, hơn nữa là hai phần, cũng vì hai phần hy vọng này mà Tiết Xuyên Cường tự mình đến đón Vương Tử Quân. Nhưng phản ứng của Vương Tử Quân làm cho hắn cảm thấy có chút thất lạc. Vương Tử Quân tỏ ra không nóng không lạnh, bây giờ Tiết Xuyên Cường nước đến chân mới nhảy xem ra không có tác dụng gì lớn. Tiết Xuyên Cường nhìn vẻ mặt Vương Tử Quân, không khỏi thầm nghĩ, hy vọng Chủ tịch Chu có thể nói giúp cho mình, để mình gia tăng thêm chút sức nặng trong lòng Chủ tịch Vương. Cuộc gặp mặt trò chuyện với Chủ tịch Chu căn bản là rất vui vẻ, Chủ tịch Chu tỏ ra cực kỳ thân cận với một vị Chủ tịch tỉnh trẻ tuổi như Vương Tử Quân. Bữa cơm hôm nay có thể nói là chủ khách đều vui. Khi Vương Tử Quân và Tiết Xuyên Cường đưa Chủ tịch Chu đến phòng nghỉ ở khách sạn, lúc này Chủ tịch Chu kéo tay Vương Tử Quân nói, Chủ tịch Vương, đồng chí Xuyên Cường căn bản công tác rất tốt, là người có nguyên tắc đầy hứa hẹn, ngài cũng nên thúc đẩy anh ấy một chút. Chủ tịch Chu cứ yên tâm, bí thư Sầm và tôi đều thấy rõ năng lực công tác của Chủ tịch Tiết, trong tỉnh Mật Đông sẽ không bao giờ để cho các đồng chí cần cù chăm chỉ công tác phải chịu thiệt. Vương Tử Quân nở nụ cười sáng lạn nói, điều này làm cho Chủ tịch Chu cảm thấy rất có thể diện. Sau khi nói chuyện thêm nửa giờ với Vương Tử Quân thì mới đi nghỉ ngơi. Vương Tử Quân và Tiết Xuyên Cường rời khỏi phòng của Chủ tịch Chu, hai người cùng nhau đi xuống lầu. Tiết Xuyên Cường nhìn Vương Tử Quân đang sải bước, hắn trầm ngâm giây lát rồi cười nói, Chủ tịch Vương, khách sạn vừa mới tuyển dụng một nghệ nhân pha trà, trình độ của anh ấy rất cao, không bằng chúng ta đi nếm thử một chút. Vậy thì đi nếm thử xem thế nào. Vương Tử Quân tươi cười khẽ gật đầu với Tiết Xuyên Cường, sau đó cùng đi với Tiết Xuyên Cường về một đại sảnh nhỏ. Nước trà giống như lời giới thiệu của Tiết Xuyên Cường, xem ra trình độ của người pha trà là không bình thường, Vương Tử Quân lẳng lặng uống trà trò chuyện với Tiết Xuyên Cường. Tiết Xuyên Cường cực kỳ chú ý lời nói của mình, Vương Tử Quân cũng hiểu rõ ràng ý nghĩ của người này là gì, thế nên hắn cũng không chủ động lên tiếng. Chờ Tiết Xuyên Cường tự mình nói ra. Tiết Xuyên Cường rót thêm một ly trà cho Vương Tử Quân rồi cười nói, Chủ tịch Vương, ngài cũng đừng bận tâm đến những lời nói của Chủ tịch Chu vào hôm nay, tôi có tình cảm nhiều năm với Chủ tịch Chu, hôm nay gặp mặt thì có chút vui vẻ. Lại nói về chuyện điều chỉnh nhân sự ở tỉnh Mật Đông, anh ấy căn bản rất quan tâm đến tôi, nói rằng tôi nhất định phải tranh thủ một chút. Vương Tử Quân cười mà không mở miệng. Tiết Xuyên Cường lời nói này để đi vào vấn đề, hắn cũng không phải chưa từng gặp qua bao giờ, sao có thể để cho đối phương dẫn dụ cho được. Chương 1646, lùn phải bò lên trên. Mọi người thường nói quan viên là đám người bị dục vọng quyền lực thiêu đốt, ai cũng xu nịnh để có cơ hội bò lên trên, nhưng một khi động chạm đến lợi ích của mình thì dẫy nãy như đỉa phải vôi. Cũng có người nói vì thuận lợi trèo lên cao mà có nhiều người tự hạ thấp mình. Nói một đằng nghĩ một nẻo, đeo mặt nạ trước mặt để lừa người khác. Căn cứ vào đây thì có thể thấy Tiết Xuyên Cường cũng không phải một người thoát tục. Tiết Xuyên Cường biết Vương Tử Quân hiểu rõ ý mình, thế nhưng hắn hiểu cũng không làm gì được, Vương Tử Quân và mình không có quan hệ sâu xa,
sao có thể để Vương Tử Quân ngầm hiểu phải trợ giúp mình. Vì vậy khi Vương Tử Quân không có phản ứng thì hắn vẫn phải nói ra rõ ràng. Tôi cảm thấy mình còn nhiều thiếu khuyết, vì thế từ chối ý tốt của Chủ tịch Chu, không ngờ Chủ tịch Chu lại nói với ngài như vậy. Vương Tử Quân nhìn bộ dạng tự ti mặc cảm của Tiết Xuyên Cường, hắn chợt cười nói, dũng cảm chọn gánh nặng cũng không phải là một chuyện khó khăn. Tôi thấy dũng cảm chọn lấy gánh nặng không phải là một biểu hiện tự tin, còn tỏ thái độ chăm chú với sự nghiệp phát triển của chúng ta. Chủ tịch Xuyên Cường đã công tác nhiều năm ở mặt trận Tổ quốc tỉnh Mật Đông, có kinh nghiệm công tác phong phú, tôi cảm thấy anh có ưu thế và năng lực, mà tôi tin lãnh đạo thượng cấp cũng thấy rõ điều này. Vương Tử Quân nói làm cho Tiết Xuyên Cường có chút hưng phấn mà cũng nhanh chóng thất lạc. Tuy Vương Tử Quân nói ra những lời động viên, thế nhưng nó lại làm cho người ta sinh ra cảm giác bay bổng. Tiết Xuyên Cường và Vương Tử Quân uống xong một bình trà thì chậm rãi lên xe rời đi, lúc này Tiết Xuyên Cường thật sự rất cảm khái. Tiết Xuyên Cường biết rõ những hành vi của mình trước đó căn bản đã tạo nên hàng rào trong lòng Vương Tử Quân, nếu muốn đánh vỡ nó thì còn cần phải cố gắng nhiều năm. Vương Tử Quân ngồi trên xe và tư duy về vấn đề sau khi Vi Yến Quy rời khỏi Mật Đông. Khi thượng cấp càng chú trọng phương diện giảm vị trí cấp phó trong tỉnh ủy, như vậy vị trí phó bí thư chuyên trách càng thêm quan trọng. Đây là vị lãnh đạo đứng hàng thứ ba trong tỉnh, căn bản có quyền lên tiếng rất mạnh. Vi Yến Quy rời đi thì Sầm Vật Cương sẽ buông tha cho vị trí này sao? Sầm Vật Cương sẽ đề cử ai làm phó bí thư tỉnh ủy? Vương Tử Quân nghĩ đến nhiều gương mặt trong số các vị thường ủy tỉnh ủy, hắn cảm thấy người có khả năng nhất lúc này là Khang Tắc Chính, Uông Thanh Minh và Phương Anh Hồ. Còn Tiết Xuyên Cường, mặc dù người này có tâm tư cạnh tranh, thế nhưng nói về phương diện lực lượng thì còn kém hơn cả Phương Anh Hồ. Vương Tử Quân cũng không có tâm tư ở phương diện chọn người cho vị trí phó bí thư tỉnh ủy, nhưng hắn suy xét đến thế cục bây giờ, nếu như vị trí phó bí thư tỉnh ủy là người không có nhiều liên quan đến Sầm Vật Cương, như vậy mới là cục diện tốt nhất cho hắn. Sau khi tiến lên làm chủ tịch tỉnh thì Vương Tử Quân có mối quan hệ khá ảo diệu với Sầm Vật Cương. Mối quan hệ này như hai người cao thủ đánh cờ với nhau, làm trợ thủ thì sẽ bị đố kỵ, không dễ dàng định vị tốt vị trí của mình. Vương Tử Quân dù sao cũng thỏa mãn với thế cục hiện tại, dù sao thì có Hà Kiến Trương ở bên cạnh, lực khống chế của hắn ở Ủy ban Nhân dân tỉnh là tuyệt đối. Có lẽ quyết định lãnh đạo thứ ba Mật Đông sẽ nằm trong tay của thượng cấp, tỉnh ủy chỉ có quyền đề nghị mà thôi. Khi Vương Tử Quân đang suy nghĩ như vậy, đúng lúc hắn nghĩ đến Kim Chính Thiện. Nếu ngay cả Tiết Xuyên Cường cũng có ý nghĩ cạnh tranh, Kim Chính Thiện là người có sức cạnh tranh hơn cả Tiết Xuyên Cường, vì sao lại bảo trì sự trầm mặc? Xe chạy đến khu nhà thường ủy tỉnh ủy, Vương Tử Quân phát hiện trong nhà đèn đuốc sáng trưng, thỉnh thoảng còn truyền ra ngoài tiếng trò chuyện. Tình cảnh này không khỏi làm cho Vương Tử Quân sững sờ, hắn biết rõ tính cách của Mạc Tiểu Bắc, căn bản rất ít kết giao với người khác. Cho dù là khách đến nhà thì nàng chỉ nói vài lời, sau đó nghĩ biện pháp đuổi người ta đi. Hôm nay vợ mình làm sao vậy? Sao lại cười nói vui vẻ với người ta như thế? Khi đẩy cửa vào nhà thì Vương Tử Quân thấy 4-5 người nam nữ trung niên đang vây quanh Mạc Tiểu Bắc, chợt nghe thấy một người phụ nữ có dáng người mập mạp nói, Tiểu Bắc, nơi này là khu thường ủy tỉnh ủy sao? Tôi cũng từng nghe nói đến chỗ này, mà sao cô lại ở chỗ này? Có phải nhà của trưởng bối để lại không? Ôi, cả đời tôi cũng không ngờ có thể được đến đây làm khách. Nếu chị thích thì cứ đến nhà chơi, Tiểu Bắc là người ít bạn bè, mọi người đến nhà cũng có thể làm cho cô ấy vui vẻ hơn. Vương Tử Quân nhìn những gương mặt nhân viên công tác trong thư viện tỉnh ở trong nhà mình, hắn chợt nhớ đến nỗi phiền não của Mạc Tiểu Bắc trước đó, thế là vừa cười vừa nói. Lúc này hầu như người nào ở Mật Đông cũng biết đến gương mặt của Vương Tử Quân, hơn nữa bây giờ Vương Tử Quân cũng không thay đổi cách ăn mặc, lại xuất hiện trong khu nhà dành cho thường ủy tỉnh ủy, nếu như người ta còn không đoán ra được thân phận của hắn, như vậy thì quá ngốc nghếch rồi. Ngài là Chủ tịch Vương sao? Người tự xưng là chị với Mạc Tiểu Bắc chợt chấn động. Vương Tử Quân cười cười nói tôi là Vương Tử Quân, các anh chị là đồng sự của Tiểu Bắc à? Hoan nghênh mọi người đến nhà tôi làm khách. Vương Tử Quân tiếp tục nói với đám người bên kia đều đã đứng hết lên, đã đến nhà thì cũng đừng khách khí, mọi người là khách, mọi người cứ ngồi xuống trò chuyện. Đám người nhân viên trong thư viện tỉnh cũng không ngờ đến nhà Mạc Tiểu Bắc một chuyến lại có niềm vui lớn như vậy. Không, không phải là niềm vui lớn,
mà là rung động lớn. Mặc dù trước kia đám người bọn họ nói cười rất vui vẻ với nhau, thế nhưng bây giờ gặp mặt Vương Tử Quân thì lại sinh ra cảm giác quẫn bách. Cho dù là chị gái lúc đầu nói cười vui vẻ với Mạc Tiểu Bắc cũng có chút không yên, không biết nên nói sao cho tốt. Vương Tử Quân thấy tình cảnh này thì cười nói, mọi người không cần tỏ ra gò bó, ăn chút hoa quả đi. Vương Tử Quân nói xong thì quay sang hỏi người chị mập mạp bên kia, chị tên gì? Chủ tịch Vương, tôi là Quách Thanh Mai, công tác ở thư viện tỉnh. Quách Thanh Mai định nói ra chức vụ của mình, thế nhưng nhìn gương mặt tươi ưa ơi của Vương Tử Quân thì lại nuốt lời vào bụng. Vương Tử Quân cười cười với Quách Thanh Mai, sau đó lại hỏi tên những người khác, hắn cười nói, Tiểu Bắc có tình tình lạnh nhạt, trước kia công tác trong quân thì không là vấn đề, bây giờ đi ra địa phương thì có chút khó thích ứng, kính mong các vị quan tâm nhiều hơn. Chủ tịch Vương, Tiểu Bắc, à, giám đốc Mạc có năng lực mạnh, công tác chăm chú, là tấm gương ở trong thư viện tỉnh chúng tôi. Dưới sự dẫn dắt của giám đốc Mạc, công tác của thư viện tỉnh còn được Sở Văn hóa Thể thao Du lịch khen ngợi. Quách Thanh Mai là người đầu tiên có ý kiến với Mạc Tiểu Bắc đến làm phó giám đốc thư viện, cũng là một người có tư cách lý lịch ở thư viện tỉnh, thế nhưng bây giờ lại mở miệng cực kỳ dịu dàng với Vương Tử Quân. Vương Tử Quân cười cười, hắn nói vài lời với mọi người nơi đây về thư viện tỉnh, sau đó khoát tay với mọi người cứ trò chuyện vui vẻ, tôi đi gọi điện thoại một chút. Khi Vương Tử Quân nói chuyện điện thoại xong đi xuống lầu thì thấy khách đã đi sạch, Mạc Tiểu Bắc đang ngồi đoan chính xem tivi, gương mặt ẩn giấu nụ cười. Vương Tử Quân nhìn vẻ mặt của Mạc Tiểu Bắc, hắn mỉm cười ngồi xuống bên cạnh nàng, sau đó kéo nàng vào lòng mình, em ức hiếp đồng sự của mình có phải cảm thấy rất thoải mái không? Xem ra Chủ tịch Vương Anh là người lợi hại, chỉ cần ngồi xuống thì căn bản không ai dám lên tiếng. Mạc Tiểu Bắc đặt ly trà xuống rồi cười khẽ nói với Vương Tử Quân. Vương Tử Quân cười ha hả nói, em đúng là không nhìn rõ tâm tư tốt, anh đã rất nể mặt đồng sự của em, đồng thời cũng xem như chống đỡ cho em rất tốt. Anh tin tưởng sau này cuộc sống của đồng chí phó giám đốc Mạc sẽ rất thích ý. Hừ, Mạc Tiểu Bắc giống như nghĩ đến điều gì đó, nàng có chút không vui, thật sự là em không thích những người này, buổi tối dùng cơm bắt em trả tiền, lại đòi đến nhà một chuyến. Khi em đưa bọn họ đến nơi đây, vẻ mặt bọn họ chợt biến đổi, thế là bọn họ lại hỏi bố em là ai. Sao em không nói tên bố ra, vì bố em còn lợi hại hơn cả anh. Vương Tử Quân nghịch ngợm vân về mũi của Mạc Tiểu Bắc rồi cười hì hì nói. Em vừa định nói thì chủ tịch tỉnh đã về nhà, bọn họ còn muốn hỏi thêm thế nhưng không còn ai tiếp tục lên tiếng. Mạc Tiểu Bắc cũng không tức giận vì lời nói mờ ám của Vương Tử Quân, ngược lại còn dùng giọng nghịch ngợm nói. Đó là chuyện thường tình trong đời, em không cần quá quan tâm. Vương Tử Quân khẽ khoát tay áo rồi nói. Chương 1647, một kéo dài một chút. Hoãn lại một chút. Chủ tịch Vương, ngài xem văn kiện phê bình này có nên uyển chuyển một chút được không? Hà Kiến Trương cầm một phần văn kiện đưa đến cho Vương Tử Quân, trên gương mặt có vài phần ý nghĩ khuyên nhủ. Vương Tử Quân tiếp nhận văn kiện Hà Kiến Trương đưa đến, hắn thấy đó là một thông cáo phê bình trên danh nghĩa của Ủy ban Nhân dân tỉnh với sự kiện tiếp đãi thương nhân quá lãng phí của thành phố Linh Long. Thông cáo này đã được làm xong từ 2 ngày trước. Bây giờ còn chưa được truyền xuống thì Hà Kiến Trương đã đi đến. Vương Tử Quân nhìn lên văn kiện trên bàn, sau đó hắn cười hỏi Hà Kiến Trương, Chủ tịch Hà, anh cảm thấy phần thông cáo này còn gì chưa thỏa đáng sao? Chủ tịch Vương, không phải là không thỏa đáng, nhưng có phải quá nghiêm khắc hay không? Dù thế nào thì lần này thành phố Linh Long cũng có thành quả kêu gọi đầu tư không nhỏ, tập đoàn Huyền Hà lại xây dựng một tòa nhà cao nhất mật đông ở Linh Long. Nó sẽ là kiến trúc tiêu chí cho Mật Đông, thật sự làm cho Mật Đông chúng ta rạng rỡ một chút. Hà Kiến Trương trầm ngâm giây lát rồi nói ra ý nghĩ của mình với Vương Tử Quân. Sau khi cùng công tác với nhau một thời gian thì Hà Kiến Trương xem như hiểu tính nết của Vương Tử Quân. Khi làm việc thì Vương Tử Quân chú trọng người nói thẳng hơn người đi đường vòng, vì đường vòng không những mất công mất sức, hơn nữa còn không đạt được hiệu quả mong muốn. Vương Tử Quân trầm ngâm giây lát rồi nói với Hà Kiến Trương. Chủ tịch Hà, chúng ta cần phải khen ngợi thành tích, thế nhưng vẫn phải phê bình những hành vi phô trương lãng phí. Nếu như không làm cho rõ ràng, như vậy chẳng phải dung túng hành vi này sao? Nếu cứ như vậy mãi thì không biết còn được bao nhiêu tài chính cho địa phương nữa đây. Chủ tịch Vương, ngài nói rất đúng,
thế nhưng thành phố Linh Long. Hà Kiến Trương định nói đến sự đặc biệt của thành phố Linh Long, thế nhưng sau đó lại phải nuốt những lời này vào bụng. Vương Tử Quân hiểu vì sao Hà Kiến Trương muốn nói lại thôi, hắn cười nói với Hà Kiến Trương, bầu không khí xa hoa lãng phí căn bản là đối chọi gay gắt với công tác của chúng ta, nếu như chúng ta xử lý không rõ ràng, tránh nặng tìm nhẹ, sau này công tác sẽ rơi vào hoàn cảnh khó khăn. Hà Kiến Trương làm sao không hiểu rõ điều này? Sở dĩ hắn đề nghị như vậy với Vương Tử Quân chủ yếu là coi trọng một phương diện khác. Lúc này Sầm Vật Cương tỏ thái độ rất chính xác với phương diện kêu gọi đầu tư, đó là dùng hết sức cổ vũ địa phương kêu gọi đầu tư để toàn lực phát triển kinh tế. Lần này thành phố Linh Long kêu gọi đầu tư tổn hao nhiều tài chính, thế nhưng đối với tình hình tài chính trong tỉnh thì chỉ là chín châu mất một sợi lông, thật sự không đáng nhắc tới. Hơn nữa tập đoàn Huyền Hà đến đầu tư lại căn bản là một điểm sáng lớn của tỉnh. Nếu như Vương Tử Quân tiến hành phê bình thật nghiêm tình huống xa hoa lãng phí của thành phố Linh Long, như vậy rất có thể sẽ tạo nên ảnh hưởng không tốt, đặc biệt là sẽ bị bắn ngược ở bên phía Sầm Vật Cương. Lúc này cục diện trong tỉnh đang khá hài hòa, Hà Kiến Trương thích điều này, hắn không muốn nhìn thấy Vương Tử Quân và Sầm Vật Cương vì chút chuyện nhỏ mà rơi vào thế giằng co. Chủ tịch, có phải nên hoãn lại thời gian cho ra thông cáo này không? Hà Kiến Trương suy tư giây lát rồi khẽ đề nghị. Vương Tử Quân nhìn gương mặt tươi cười của Hà Kiến Trương, hắn hiểu Hà Kiến Trương nói như vậy vì điều gì. Hắn không phải là người không thông tình đạt lý, thế nhưng có nhiều chuyện kéo dài trì hoãn thì sẽ dần dần chết đi. Vương Tử Quân có chút trầm ngâm, hắn lấy ra một phần văn kiện rồi nói, tôi hiểu tâm tư của Chủ tịch Kiến Trương, nhưng bầu không khí như vậy không xử lý ngay thì không được. Anh xem cái này đi, đây là số tiền chúng ta hao tổn trong lúc kêu gọi đầu tư cả năm qua. Hà Kiến Trương tiếp nhận văn kiện trong tay của Vương Tử Quân, hắn xem xét mà không khỏi cảm thấy kinh hãi. Mặc dù hắn biết công tác kêu gọi đầu tư khá tốn tiền của, thế nhưng lại không khỏi hoảng sợ vì con số kinh hoàng như vậy. Chủ tịch Vương, nên xử lý bầu không khí này, nhưng ngài có nên thương lượng trước với bí thư Sầm hay không? Hà Kiến Trương suy nghĩ giây lát rồi dùng giọng thiện ý nhắc nhở. Vương Tử Quân khẽ gật đầu, hắn cũng không tiếp tục chủ đề này. Chỉ trầm giọng nói, anh có ý nghĩ gì với quy hoạch của tất cả các thành phố trong tỉnh? Tuy còn chưa có báo cáo thế nhưng nhìn từ những tình huống mà chúng ta có được thì thấy có nhiều quy hoạch đang tồn tại những vấn đề liên quan đến đất đai. Tôi cảm thấy những quy hoạch không tốt nên dừng lại ngay. Hà Kiến Trương trở tay không kịp với suy nghĩ quá rộng của Vương Tử Quân, thế nhưng vẫn phải nói ra lời đề nghị của mình. Vương Tử Quân khẽ gật đầu. Một lúc sau mới nói, các khu quy hoạch có thể đẩy mạnh trình độ phát triển kinh tế, thế nhưng nếu mọc lên như nấm thì căn bản là quá áp đặt. Những hành vi không ra gì kia căn bản không những không thể thúc đẩy kinh tế phát triển, ngược lại còn cho ra không ít vấn đề ở phương diện quỹ đất, chúng ta nên dừng lại một loạt hạng mục như vậy. Ngừng các khu quy hoạch, câu nói này của Vương Tử Quân làm cho Hà Kiến Trương chợt run lên, bây giờ khắp nơi đang hừng hực khí thế xây dựng các khu quy hoạch. Bọn họ không phải vì muốn đẩy mạnh phát triển kinh tế của mình sao? Nó không những liên quan đến tình hình phát triển kinh tế của địa phương, còn liên quan đến thành tích của nhiều lãnh đạo. Nếu như ngừng các khu quy hoạch kia lại, như vậy cũng không phải là một sự kiện đơn giản. Hơn nữa bí thư Sầm Vật Cương chính là người cực kỳ chú ý đến phương diện này. Trong đầu lóe lên vài ý nghĩ, Hà Kiến Trương lại không dám nói ra lo lắng của mình. Dù sao thì đề nghị này của Vương Tử Quân không có chút vấn đề. Hơn nữa một khi Vương Tử Quân đã quyết định thì chính mình có khuyên cũng không có được tác dụng lớn. Xem ra bầu không khí bình tĩnh khó thể nào giữ được lâu. Khi Hà Kiến Trương đang cảm khái thì trong phòng làm việc của Sầm Vật Cương, Đồ Phấn Đấu đi đến dùng giọng phẫn nộ nói, Bí thư Sầm, đồng chí của thành phố Linh Long chúng tôi vì muốn kêu gọi tập đoàn Huyền Hà đến đầu tư mà vứt bỏ nhà cửa chạy đến Hong Kong đồn trú hơn 3 tháng. Bây giờ hạng mục đã thành, thế nhưng lại bị người ta nói là xa hoa lãng phí, ngài nói xem như vậy có đúng không? Sầm Vật Cương không nói gì, lão chỉ lẳng lặng uống trà, lão biết rõ người Đồ Phấn Đấu đang nói đến là ai, cũng hiểu rõ mục đích đến tố cáo của Đồ Phấn Đấu. Bí thư Sầm, tôi biết rõ có người không thích thành phố Linh Long chúng tôi phát triển tốt đẹp, ai bảo thành phố Linh Long là do một tay ngài gầy dựng lên. Chúng tôi phát triển mạnh mẽ cũng không cầu công lao to lớn. Thế nhưng cũng không mong người ta vì một chút chuyện nhỏ mà chắn đường làm bậy. Đồ Phấn Đấu là người đi theo Sầm Vật Cương khá nhiều năm,
biết rõ tính cách của Sầm Vật Cương, biết rõ lúc này Sầm Vật Cương không nói lời nào nhưng lời nói của mình vẫn lọt vào đầu. Chương 1647, 2, kéo dài một chút, hoãn lại một chút. Bốp, Sầm Vật Cương đặt ly nước xuống bàn, lão đưa mắt nhìn đồ phấn đấu rồi trầm giọng nói, phấn đấu, anh nghe ai nói như vậy? Anh ngồi ở trên vị trí của mình thì trước khi sự việc chưa được định luận, anh cần phải là người giữ vững bầu không khí chặt chẽ, không lan truyền, không phát tán tin đồn. Chỉ dựa vào vài tin đồn nhảm mà anh đã ngồi không yên rồi sao? Ai xử phạt các anh? Đồ phấn đấu thấy Sầm Vật Cương nổi giận thì không những không sợ hãi mà còn dùng giọng rất có khí thế nói, bí thư Sầm, chuyện này đã được lan truyền ở phía Ủy ban Nhân dân tỉnh, tôi nghe nói đã cho ra văn kiện phê bình thành phố Linh Long. Sao, dựa theo lời nói của anh, như vậy các anh không có sai lầm nào khi đến thành phố Hong Kong kêu gọi đầu tư, là có người phê bình oan các anh sao? Sầm Vật Cương đứng lên chỉ vào đồ phấn đấu rồi lớn tiếng nói. Đồ phấn đấu cứng miệng nói, bí thư Sầm, lần này chúng tôi đi kêu gọi đầu tư dù có tốn chút tiền của, thế nhưng tôi cũng biết rõ tổng số tiền bỏ ra cho sự kiện lần này. Vì kêu gọi được đầu tư mà chúng tôi chi khá mạnh tay, thế nhưng ngài cũng phải biết rằng những xí nghiệp mà chúng tôi chiêu đãi không giống như trong nội địa, không phải tùy tiện tìm quán ăn dùng cơm là được. Hơn nữa đám lãnh đạo các xí nghiệp nổi tiếng nếu như không được chiêu đãi chu đáo, như vậy bọn họ sẽ có thể diện sao? Sầm Vật Cương khoát tay áo với đồ phấn đấu, lão trầm giọng nói, anh ghi báo cáo về tất cả tình huống gửi cho tôi sẽ xét duyệt, xem các anh có vấn đề nào ở sự kiện này không. Bí thư Sầm, vẫn là câu nói thân thẳng không sợ bóng nghiêng, tôi đã viết xong báo cáo, có gì không đúng thì ngài cứ cách chức của tôi sẽ không nói hai lời. Thế nhưng tôi cũng không mong muốn thủ hạ của mình vùi đầu kéo xe, đến khi ngóc đầu lên lại bị người ta cho ăn đòn. Đồ phấn đấu nói ra hai chữ ăn đòn cực kỳ chính trọng, làm cho người ta suy nghĩ mà không khỏi sinh ra cảm giác nghiến răng nghiến lợi. Anh làm tốt công tác của mình là được, những thứ khác anh không cần phải lo. Sầm Vật Cương không những không nổi giận mà vỗ vỗ vai đồ phấn đấu rồi nói, tỉnh ủy nhìn rõ ràng công tác của anh, không phải ai muốn bôi đen cũng được. Nhưng những lời như vừa rồi của anh chỉ có thể nói ở chỗ của tôi, nếu như tôi phát hiện anh ra ngoài nói bậy bạ, tôi sẽ không tha cho anh. Sầm Vật Cương nói cực kỳ khó nghe thế nhưng đồ phấn đấu nghe vậy mà không khỏi sinh ra cảm giác hưởng thụ. Lúc này trên gương mặt thật thà phúc hậu của hắn chợt xuất hiện nụ cười sáng rực, hắn tiến lên một bước đối diện với Sầm Vật Cương rồi nói, bí thư Sầm, con người của tôi thế nào thì ngài hiểu rõ ràng. Tôi cảm thấy mình cho dù bị uất ức cũng có thể chịu đựng được. Thế nhưng bí thư Sầm, tôi không đành lòng bị người khác lừa gạt. Sao anh ta không tìm chỗ nào khác để khai đao, cứ nắm chặt thành phố Linh Long? Tôi thấy thành phố Linh Long là phần đất của ngài, thế nên nói không nên lời, đây rõ ràng là ông say không phải vì rượu, là vì hướng về phía ngài. Sầm Vật Cương rất căm tức, lão chỉ vào mặt đồ phấn đấu, đuổi người này ra khỏi phòng. Khi đồ phấn đấu nói lời cào nhau với Sầm Vật Cương thì thư ký của Sầm Vật Cương đi vào, hắn thấy đồ phấn đấu nói với tâm tình kích động thì cũng không chen vào. Mà hắn cũng không đủ độ nặng để chen vào. Hắn nghe được vài lời của đồ phấn đấu, cảm thấy nó rất có hương vị. Nhìn qua thì cảm thấy đồ phấn đấu là người quá làm càn, chỉ là một vị bí thư thị ủy thế nhưng dám thân mật với bí thư tỉnh ủy đến mức độ như vậy, điều này khó thể nói rõ ràng cho được. Đồ phấn đấu nói không che đậy miệng như vậy thật ra là biểu hiện sự thân cận với Sầm Vật Cương, tăng cường độ nặng của mình. Sầm Vật Cương ngồi xuống ghế xem báo cáo của đồ phấn đấu. Sau khi nhìn vào số liệu thì vẻ mặt liên tục thay đổi. Tuy thành phố Linh Long bỏ ra quá nhiều tiền ở phương diện chiêu đãi nhà đầu tư, thế nhưng Sầm Vật Cương cảm thấy nếu so sánh với chuyện tập đoàn Huyền Hà đến đầu tư ở Mật Đông thì chỉ là vấn đề nhỏ không đáng nhắc đến. Nếu tập đoàn Huyền Hà đến đầu tư ở Mật Đông, như vậy số tiền lợi nhuận từ thuế sau này cũng là khổng lồ. Một loạt ý nghĩ lóe lên trong đầu Sầm Vật Cương, những lời nói vừa rồi của đồ phấn đấu như cây kim đâm vào đầu lão. Anh ta không phải hướng về phía thành phố Linh Long, mà là hướng về phía ngài. Người nào không biết thành phố Linh Long do một tay ngài gầy dựng lên, anh ta đột phá ở thành phố Linh Long rõ ràng là ông say không phải vì rượu. Anh ta có nên làm vậy không? Sầm Vật Cương thì thào một tiếng, gương mặt chợt trở nên âm trầm. Bí thư, vừa rồi Chủ tịch Vương có gọi điện thoại đến, nói là có việc cần bàn bạc với ngài.
Thư ký khẽ gõ cửa đi đến rồi trầm giọng báo cáo. Sầm Vật Cương khẽ gật đầu, lão trầm ngâm giây lát rồi nói, cậu nói với chủ tịch Vương. Nói là, khi hai chữ nói là vừa cho ra khỏi miệng thì Sầm Vật Cương chợt nảy lòng tham, mời chủ tịch Vương buổi chiều đến phòng làm việc của tôi một chuyến. Thư ký có chút sững sốt, sau đó gật đầu nói, tôi sẽ thông báo cho chủ tịch Vương. Khi Kim Chính Thiện đi vào trong phòng làm việc của Vương Tử Quân, lúc này Vương Tử Quân đang sửa chữa một bản thảo phát biểu. Đây là bài phát biểu của hắn ở hội nghị công tác trong sạch hóa bộ máy chính trị, tuy Triệu Hiểu Bạch viết rất tốt, thế nhưng hắn cảm thấy nó cũng không hợp khẩu vị của mình. Chủ tịch Vương, Kim Chính Thiện vừa vào cửa thì đã mỉm cười chào hỏi, Triệu Hiểu Bạch đi theo phía sau bắt đầu châm trà rót nước. Vương Tử Quân buông văn kiện mỉm cười đứng lên khỏi ghế đi tới, hắn bắt tay Kim Chính Thiện rồi cười cười nói, Bí thư Kim, anh là khách quý, mời anh ngồi. Kim Chính Thiện nhìn Vương Tử Quân phong độ nhẹ nhàng mà không khỏi cảm khái, trước kia hắn tưởng rằng Vương Tử Quân khó lọt qua cửa ải này, không ngờ người ta không những gió êm sóng lặng, còn làm cho cha con Thịnh Gia ngã đau. May mà khi đó Triệu Hiểu Bạch cố gắng chịu đựng, nếu không thì vẫn bảo trì được quan hệ như trước với Vương Tử Quân, thế nhưng hai bên chắc chắn là bằng mặt không bằng lòng. Sau khi nói vài câu thân cận với Vương Tử Quân, Kim Chính Thiện chợt trầm giọng nói, Chủ tịch Vương. Tôi nghe nói Bí thư Yến Quy sắp được điều động có phải không? À, thật sự là như vậy. Vương Tử Quân nhìn thoáng qua Kim Chính Thiện rồi khẽ nói. Chuyện này tất cả mọi người đều biết rõ, hắn cũng không cần giấu giếm. Chủ tịch Vương, vị trí Bí thư Thị ủy rừng mật cũng không dễ làm, chưa nói đến phương diện sự vụ quấn lấy người, còn phải xử lý tốt công tác phối hợp với các đơn vị trong tỉnh. Những năm qua tôi ở trên cương vị công tác này căn bản đã bị bóc ra nhiều lớp da, nói thật lòng với ngài, tôi thật sự sinh ra cảm giác uể oải cả thể xác và tinh thần. Kim Chính Thiện nâng ly trà Triệu Hiểu Bạch vừa rót lên uống một ngụm rồi dùng giọng cảm khái nói. Chương 1648, một cùng trời cuối đất. Lúc này Kim Chính Thiện cảm khái với ý nghĩ rất rõ ràng, đó là hắn có tâm tư với vị trí để chống của Vi Yến Quy. Vương Tử Quân cảm thấy như vậy là rất bình thường, dù là ai cũng muốn tiến lên một bước, ngay cả Tiết Xuyên Cường cũng có ý nghĩ này, Kim Chính Thiện là một người quyền cao, tất nhiên càng muốn tiến lên. Nhưng Vương Tử Quân cảm thấy Kim Chính Thiện không có ưu thế quá lớn ở phương diện này, vì thế hắn ném cho Kim Chính Thiện một điếu thuốc rồi cười nói, Bí thư Kim, anh càng vất vả thì càng có công lao lớn, chúng tôi đều nhìn thấy rõ ràng, vì vậy lúc cần thì tôi sẽ không bao giờ ngồi yên không quan tâm. Thế nhưng chuyện này thì anh cũng cần phải chuẩn bị tư tưởng. Vương Tử Quân nói những lời cực kỳ ẩn giấu, Kim Chính Thiện nghe và hiểu ý của Vương Tử Quân, lúc này hắn gật đầu nói, mưu sự tại nhân thành sự tại thiên, tôi cũng tranh thủ cho mình một chút mà thôi, dù thế nào cũng phải cho tổ chức biết rõ Kim Chính Thiện tôi công tác không kém. Vương Tử Quân cười cười mà không nói gì thêm, Kim Chính Thiện cảm thấy mình đã đạt được mục đích. Hắn cười ha hả rồi di chuyển chủ đề đến phương diện xây dựng các hạng mục đại hội thể dục thể thao. Tốc độ xây dựng của thành phố rừng mật là rất nhanh, bây giờ các hạng mục đều đã được xây dựng đúng tiến độ. Mặc dù thành tích này có được là nhờ vào sự giúp đỡ lớn lao của Vương Tử Quân ở phương diện tài chính, thế nhưng cũng không thể không nói đến độ mạnh yếu trong công tác của phía thành phố rừng mật. Bí thư Kim, ngày hôm qua tôi đã xem qua về bản báo cáo tình hình tiến độ xây dựng các hạng mục ở thành phố rừng mật, khi đó tôi có một ý nghĩ, bây giờ vừa đúng lúc có cơ hội trao đổi với anh một chút. Vương Tử Quân nhìn Kim Chính Thiện rồi châm một điếu thuốc nói, tôi đang làm các công tác chuẩn bị cho hội nghị tổng kết cuối năm, địa điểm dự tính tổ chức hội nghị chính là thành phố rừng mật, anh nên chuẩn bị sẵn sàng. Hội nghị tổng kết cuối năm, đây căn bản là một sự kiện có thể thoa son thiếp vàng. Kim Chính Thiện là người làm việc cực kỳ có ý nghĩ, thế nên lúc này cực kỳ vui mừng vì lễ vật của Vương Tử Quân ném cho mình. Lúc này hắn mỉm cười tỏ thái độ, mong lãnh đạo yên tâm, thành phố rừng mật sẽ xuất toàn lực để ứng phó, chuẩn bị sẵn sàng tất cả công tác, tuyệt đối sẽ không để xảy ra bất kỳ vấn đề gì. Vương Tử Quân căn bản không cần hoài nghi năng lực công tác của Kim Chính Thiện, vì vậy hắn cũng không nói nhiều ở sự kiện này. Hắn trầm giọng nói, tôi đã xem qua hạng mục xây dựng đường ở thành phố rừng mật, căn bản cũng không được như toan tính. Chủ tịch Vương, ngài không nhắc đến chuyện này thì tôi cũng phải tìm ngài để nói, dù phương diện nhất thể hóa rừng mật là cộng đồng cùng chung tay phát triển, tăng cường sức cạnh tranh hạch tâm,
thế nhưng tổng quát lại thì thành phố Kim Hà là người có lợi nhất. Nhưng bây giờ phía thành phố rừng mật xây dựng đường mà Lý Hanh Dư của thành phố Kim Hà lại nói không có tài chính, phương diện phối hợp khác lại như có như không, căn bản không có thành ý. Vương Tử Quân nhíu mày, hắn trầm ngâm giây lát rồi mới nói, nhất thể hóa rừng mật chính là một hạng mục gia tăng sức cạnh tranh của tỉnh Mật Đông, tuyệt đối không vì một vài nguyên nhân cá nhân mà xuất hiện tình trạng kéo dài. Thế này đi, tôi sẽ nói chuyện với các đồng chí Lý Hanh Dư, có khó khăn thì nói ra, nếu như kéo dài vô cớ, trong tỉnh sẽ xem xét toàn diện công tác của thành phố Kim Hà, không thể để cho tình huống vì một người mà ảnh hưởng đến đại cục phát triển kinh tế của cả tỉnh được. Kim Chính Thiện nghe Vương Tử Quân nói như vậy mà không khỏi cảm thấy sảng khoái. Hắn căn bản hao tổn nhiều tinh thần với hạng mục nhất thể hóa rừng mật, tuy Lý Hanh Dư tỏ ra cực kỳ chú ý trước mặt hắn, nói cũng rất dễ nghe. Nhưng khi làm việc thì căn bản không ra gì, không phải là toi công sao. Tuy Kim Chính Thiện rất có tâm tư đá văng Lý Hanh Dư đi, thế nhưng hắn biết mình còn chưa đủ tư cách như vậy. Hắn thật sự là thường ủy tỉnh ủy, thế nhưng căn bản là không đủ tư cách để hất văng một vị bí thư thị ủy ra khỏi vị trí công tác. Nhưng Vương Tử Quân thì lại khác, người này là lãnh đạo chủ yếu trong tỉnh, nếu nói chuyện liên quan đến Lý Hanh Dư thì thật sự không có chút trở ngại. Sau khi hai bên nói thêm vài câu thì Triệu Hiểu Bạch gõ cửa đi vào, hắn nhìn thoáng qua Kim Chính Thiện, sau đó khẽ nhắc nhở, Chủ tịch, đã đến thời gian ngài trò chuyện với Bí Thư Sầm. Chủ tịch Vương, tôi cũng không còn chuyện gì nữa, ngài cứ bận rộn, sau này chúng ta sẽ tiếp tục trò chuyện. Kim Chính Thiện không chờ Vương Tử Quân cho ra phản ứng mà đứng lên nói lời cáo từ. Vương Tử Quân bắt tay Kim Chính Thiện, sau đó nói lần sau sẽ mời anh uống trà. Cuối cùng đi ra khỏi phòng cùng Kim Chính Thiện. Hai người đi đến dưới lầu, Kim Chính Thiện lên chiếc xe Audi của mình, còn Vương Tử Quân thì đi về phía khu văn phòng thường ủy. Khu văn phòng thường ủy vẫn người đến người đi như trước, khi Vương Tử Quân xuất hiện bên ngoài khu văn phòng thường ủy thì có nhiều người chào hỏi. Hắn khẽ gật đầu với những nhân viên công tác quen mặt mà khó thể gọi tên đi qua người mình, sau đó sải bước tiến lên lầu. Chủ tịch Vương, thật sự quá trùng hợp. Tôi đang chuẩn bị đến phòng làm việc của ngài để báo cáo tình huống, không ngờ lại gặp ngài ở đây. Uông Thanh Minh nở nụ cười sáng lạn đi tới. Tuy Uông Thanh Minh có quan hệ tương đối gần với Sầm Vật Cương, thế nhưng người này cũng có quan hệ rất tốt với Vương Tử Quân, chỉ là có hơi yếu mà thôi. Mối quan hệ này rõ ràng là cố gắng giữ gìn, chỉ cần đi nhầm thì bước tiếp theo sẽ hóa thành phản diện. Vì vậy Vương Tử Quân rất khách khí với Uông Thanh Minh. Vừa thấy mặt Uông Thanh Minh thì nhanh chóng cười nói, chào trưởng phòng Uông, vài ngày rồi không gặp anh, lúc này anh đang bận rộn gì vậy? Cuối năm thì công tác kiểm tra đánh giá là quan trọng nhất, công tác này làm cho tôi cảm thấy sứt đầu mẻ chán. Nhưng cũng không thể làm gì khác được, vì chuyện của các cán bộ đảng viên vĩ đại mà tôi còn phải liên hệ nhiều hơn với Bí Thư Vi. Uông Thanh Minh nói rồi nhìn thoáng qua Triệu Hiểu Bạch sau lưng Vương Tử Quân. Hiểu Bạch lần này được nhiều phiếu đề cử ở văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh, xem ra cậu ấy công tác rất tốt dưới sự chỉ bảo của Chủ tịch Vương. Triệu Hiểu Bạch nở nụ cười ngại ngùng, hắn tiến hành cảm tạ những lời khích lệ của trưởng phòng Uông, thế nhưng trong lòng cũng hiểu rất rõ ràng vấn đề. Uông Thanh Minh bây giờ mở miệng chỉ sợ mục đích nằm trên người Chủ tịch Vương, cũng không phải là vì chính mình. Nếu không cho dù Triệu Hiểu Bạch công tác tốt, chỉ sợ trưởng phòng Uông cũng không thèm quan tâm đến một vị cán bộ nho nhỏ như hắn. Chương 1648, 2, đầu trời cuối đất. Hiểu Bạch rất tốt, những lúc có thể thì Vương Tử Quân căn bản không keo kiệt những lời khích lệ với người bên cạnh mình. Hơn nữa trong mắt hắn thì những ngày qua Triệu Hiểu Bạch có rất cẩn trọng, không phụ lòng những lời khích lệ của mình. Uông Thanh Minh cười cười nói, thật sự ứng với câu nói dưới tay tướng mạnh không có binh hèn. Uông Thanh Minh nói đến đây thì lại cười, hôm nay anh Tề tỉnh hàng xóm đến Mật Đông kiểm tra khảo sát, tôi đã tâm sự với anh ấy một chút, mà anh ấy có nhắc đến ngài, nói năm xưa đi họp ở thủ đô từng ngồi đối diện với ngài. Vương Tử Quân trầm ngâm giây lát rời mới nhớ anh Tề trong lời nói của Uông Thanh Minh chính là trưởng phòng tổ chức Tề Vận Thắng của tỉnh bạn. Năm xưa khi Vương Tử Quân còn là trưởng phòng tổ chức tỉnh Nam Giang, hắn từng ngồi đối diện cùng phòng họp với người này. Nhưng hai người cũng không có tình cảm gì đặc biệt. Nhưng bây giờ Tề Vận Thắng đến tỉnh Mật Đông, nếu như mình không đi gặp, như vậy sẽ biểu hiện là một người không giỏi đối nhân xử thế. Vì vậy Vương Tử Quân cười nói, nếu trưởng phòng Tề đã đến đây,
tất nhiên tôi sẽ uống với anh ấy vài ly. Tôi nhớ anh ấy có tửu lượng rất tốt, năm xưa khi ngồi cùng với nhau thì tôi không ít lần bị anh ấy mời rượu. Hai người chúng ta phải liên thủ nắm bắt anh ấy mới được. Uông Thanh Minh thấy Vương Tử Quân nhận lời thì không khỏi cười tươi hơn. Sau khi nói thêm hai câu với Vương Tử Quân thì Uông Thanh Minh xoay người đi về phía phòng làm việc của Vi Yến Quy, Vương Tử Quân thì tiếp tục đi lên lầu. Khi Vương Tử Quân đi lên đến nơi, chợt nghe thấy Triệu Hiểu Bạch thì thầm một tiếng, đúng là trùng hợp. Vương Tử Quân cũng không lên tiếng, cũng không nhìn Triệu Hiểu Bạch mà ngẩng đầu đi tiếp. Triệu Hiểu Bạch biết mình nói lỡ lời, hắn cũng không nói thêm điều gì, chỉ đi theo Vương Tử Quân đến phòng làm việc của Sầm Vật Cương. Vương Tử Quân thấy lần này trùng hợp gặp mặt hay là Uông Thanh Minh cố ý đều không có gì cả. Uông Thanh Minh đã làm xong ý nghĩ muốn gặp mặt mình, cho dù mình dùng phương pháp nào cũng khó tránh được. Vai vậy Vương Tử Quân cũng không quá coi trọng quá trình này. Khi Vương Tử Quân đi vào trong phòng làm việc của Sầm Vật Cương, lúc này Sầm Vật Cương đang ngồi chờ. Khi Vương Tử Quân đi vào thì Sầm Vật Cương cười nói, Chủ tịch Tử Quân đợi thêm một phút nữa, tôi đang pha trà, một phút sau mới đúng hạn châm nước. Tôi nghe người ta nói nếu pha trà thiếu đi một phút sẽ không quá thơm ngon, thế nên chúng ta chờ một chút rồi chậm rãi hưởng dụng. Vương Tử Quân ngồi xuống đối diện với Sầm Vật Cương, hắn cười híp mắt nói, sớm biết chỗ của bí thư có trà ngon, một ngày tôi phải đến vài lần, uống nhiều thì hưởng thụ nhiều. Hai người nói chuyện với nhau khá vui vẻ, lúc này nước trà coi như đã được pha đúng thời hạn, Vương Tử Quân không chờ Sầm Vật Cương ra tay, hắn nâng bình trà lên, sau đó nước trà màu vàng xanh được rót ra hai chiếc ly nhỏ. Mùi hương trà nồng đậm xông vào trong cánh mũi làm cho người ta sinh ra cảm giác bay bổng hưởng thụ. Sầm Vật Cương nhấp một ngụm trà rồi cười nói, Chủ tịch Tử Quân, tập đoàn Huyền Hà là một xí nghiệp có lực ảnh hưởng rất lớn. Tuy trước mắt đã có ý muốn đầu tư ở tỉnh Mật Đông chúng ta, thế nhưng đây chỉ là bước đầu tiên trên con đường trường chinh vạn dặm, sau này cần phối hợp nhiều hơn. Nếu chỉ dựa vào thành phố Linh Long thì căn bản không đủ độ nặng, thế nên mong sao phía Ủy ban Nhân dân tỉnh chú ý một chút. Vương Tử Quân nhìn gương mặt lạnh nhạt của Sầm Vật Cương, hắn nào không hiểu rõ thái độ của bí thư Sầm là gì. Sầm Vật Cương yêu cầu mình chú ý đến chuyện liên quan đến tập đoàn Huyền Hà. Thực tế đang khẳng định thành tích của thành phố Linh Long. Vương Tử Quân trầm ngâm giây lát rồi gật đầu nói, không thể bỏ qua công lao của thành phố Linh Long khi kêu gọi được tập đoàn Huyền Hà vào đầu tư, chúng ta nhất định phải khen ngợi thành tích của thành phố Linh Long ở phương diện kêu gọi đầu tư. Tôi thấy thế này, chúng ta nên đưa tin về thành tích lần này của thành phố Linh Long lên mặt nhật báo Mật Đông. Sầm Vật Cương uống một ngụm trà, lão là người hợp tác với Vương Tử Quân được gần một năm. Biết rõ người này thường ra bài không theo lẽ thường. Nếu như Vương Tử Quân đồng ý ngay, sự việc sẽ không phát sinh vấn đề gì khác, sẽ không có ý kiến bất đồng. Sầm Vật Cương thấy thành phố Linh Long có được thành tích khá lớn, hơn nữa Nổ Phấn Đấu và Miêu Dược Hổ chính là những người được lão coi trọng, lão không muốn vì chút tì vết mà đả kích lòng tích cực công tác của hai người này. Dù thế nào thì những năm qua hai người kia cũng cố gắng công tác và sáng nghiệp, có ý chí kiên định, làm việc thực tế. Không phải là những người tìm khắp cùng trời cuối đất cũng khó có được sao. Vì vậy khi Vương Tử Quân đi vào trong phòng thì lão nhắc đến chuyện này đầu tiên. Sầm Vật Cương nghĩ rằng dù Vương Tử Quân không có cùng ý kiến với mình ở phương diện này, cũng sẽ phải biết tiến lùi, sẽ giữ lại ý kiến. Dù sao thì mình cũng là bí thư tỉnh ủy, khi cần thì Vương Tử Quân nhất định phải tôn trọng ý kiến của mình. Sầm Vật Cương không nói gì, lão chờ Vương Tử Quân nói tiếp. Lúc này câu nói của Đồ Phấn Đấu sau khi rời khỏi phòng liên tục vang lên trong đầu lão. Vương Tử Quân cũng không biết lúc này Sầm Vật Cương đang nghĩ gì, nhưng hắn nhận định chuyện này không thể dễ dàng chết như vậy được. Mình nên thu hồi mệnh lệnh đã ban ra hay bỏ mặc. Tuy nhìn qua chỉ là chuyện nhỏ, thế nhưng nếu cứ mãi quẩn quanh sẽ phát sinh lỗ hổng, sẽ tổn hại đến hình tượng của Ủy ban Nhân dân tỉnh. Bí thư Sầm. Không biết anh có xem qua báo cáo kêu gọi đầu tư lần này của thành phố Linh Long hay không? Nơi này của tôi có một phần báo cáo, mong anh xem qua. Vương Tử Quân nói rồi đưa một phần tài liệu mình chuẩn bị sẵn cho Sầm Vật Cương, sau đó nói tiếp, thương nhân bên ngoài đến tỉnh Mật Đông điều tra với nguyên nhân chủ yếu là nhìn chúng hạng mục có thể kiếm tiền, cũng không phải là mình chiêu đãi tốt đẹp như thế nào. Nếu như coi trọng ăn uống mà không coi trọng hạng mục, tôi cảm thấy những thương nhân như vậy có đến cũng như không.
Vương Tử Quân nói đến đây rồi tiếp tục, ý của tôi là, chúng ta nên mất tiền ở phương diện kêu gọi đầu tư, không thể keo kiệt, thế nhưng chúng ta không thể nuông chiều những hành vi lãng phí. Đây không phải là vì vấn đề tiền bạc, nó còn liên quan đến hình tượng của cấp ủy chính quyền Mật Đông. Vương Tử Quân nói xong thì nhìn Sầm Vật Cương, hắn mong chờ phản ứng của Bí Thư Sầm ở sự kiện này. Sầm Vật Cương không mở miệng, lão xem qua báo cáo, hai hàng chân mày chợt nhíu lại. Lúc này trong phòng không vang lên âm thanh nào, bầu không khí có chút đè nén. Chương 1649, một khen ngợi, bình luận, phê phán và khẳng định. Vương Tử Quân ngồi đối diện Sầm Vật Cương với gương mặt lạnh nhạt. Hắn cũng không cảm thấy bất ngờ với thái độ của Sầm Vật Cương ở sự kiện này, chỉ là hắn muốn làm gì cũng chỉ có thể kiên trì mà thôi. Chủ tịch Tử Quân, anh nói xem chuyện này nên xử trí thế nào. Cuối cùng Sầm Vật Cương cũng mở miệng, thế nhưng ánh mắt lại làm cho người ta khó thể nhận biết được thái độ rõ ràng. Vương Tử Quân uống một hớp nước rồi cười nói, Bí Thư Sầm, tôi cho rằng thành tích là thành tích, khuyết điểm là khuyết điểm. Nếu cần ban thưởng thì phải ban thưởng, nên trừng phạt thì phải trừng phạt, giữa hai phương diện này không có tính đối lập với nhau. Đồng thời tỉnh Mật Đông hoàn toàn có thể tiến hành một hành động sửa chỉ tật xấu phô trương lãng phí, tuy chuyện này căn bản không có gì là lớn, thế nhưng lực ảnh hưởng là không nhỏ. Không những liên quan đến phương diện thu chi tài chính, còn liên quan đến hình tượng của cán bộ trong tỉnh. Sầm Vật Cương lẳng lặng lắng nghe lời nói của Vương Tử Quân mà không khỏi nhíu mày. Lão căn bản không phản đối với tâm tư chỉnh đốn tác phong cán bộ của Vương Tử Quân, thế nhưng nếu như khai đao với thành phố Linh Long, như vậy sẽ làm cho người ta cảm thấy không được thư thái. Mở rộng công tác đả kích tình trạng phô trương lãng phí thì dù là ai cũng không thể nói nên lời, hơn nữa Vương Tử Quân vừa tiến lên làm chủ tịch tỉnh, cũng cần thúc đẩy vài hạng mục công tác để khẳng định địa vị của mình trong tỉnh. Nhưng Sầm Vật Cương cảm thấy trong tỉnh có biết bao nhiêu hành vi phô trương lãng phí, sao Vương Tử Quân anh không nắm bắt người khác, lại không bỏ qua cho thành phố Linh Long? Có phải anh ra tay vì tôi nhìn chúng thành phố Linh Long hay không? À, cứ làm như thế đi. Sầm Vật Cương khẽ gật đầu, lão uống một hớp nước, sau đó gương mặt đã bình hòa hơn, chủ tịch Tử Quân, còn có chuyện tôi cần bàn bạc với anh, đó là đồng chí Yến Quy sắp chuyển đến cương vị công tác mới, vị trí phó bí thư chuyên trách cũng chẳng thể để chống được. Anh xem trong ba đồng chí tác chính, Thanh Minh và anh Hồ thì ai là người thích hợp đề cử lên trên hơn cả. Vương Tử Quân nghe lời nói của Sầm Vật Cương mà không khỏi có hơi nhíu mày, lúc này trong lòng cũng tràn đầy cảm khái. Sầm Vật Cương đúng là Sầm Vật Cương, dù có chỗ cố kỵ với mình thì vài chuyện đại sự cũng biểu hiện sự cường thế rất mạnh. Trong đầu liên tục lóe lên nhiều ý nghĩ, Vương Tử Quân đột nhiên nói, Bí Thư Sầm, tôi đến Mật Đông một thời gian ngắn, hơn nữa ba vị đồng chí này cũng có năng lực công tác rất mạnh, vì vậy nếu ngài hỏi tôi ở sự kiện này, tôi chỉ có thể nghe mà không dám lên tiếng, căn bản không thể cho ra quyết định tốt đẹp. Vương Tử Quân nói cực kỳ ẩn giấu, cũng chỉ rõ vấn đề, ám hiệu rõ ràng, cũng xem như tỏ thái độ với Sầm Vật Cương. Vương Tử Quân tự hiểu lấy mình làm cho Sầm Vật Cương cảm thấy rất hưởng thụ, quả thật muốn vỗ tay nhiệt liệt với người này. Những năm qua anh Hồ công tác tuy tận tâm tận lực nhưng bàn về lý lịch thì kém so với bí thư tác chính và trưởng phòng anh Minh. Chúng ta sẽ tổ chức hội nghị để báo cáo hai đề cử này lên, đề cử như vậy xem như có bảo hiểm rõ ràng. Vương Tử Quân khẽ gật đầu, lúc này dù hắn muốn nói thay cho Kim Chính Thiện thì cũng phí công vô dụng. Thứ nhất hắn không có quyền uy quá lớn ở phương diện nhân sự như Sầm Vật Cương, thứ hai Kim Chính Thiện đối mặt với hai người kia cũng không có ưu thế gì lớn. Hai sự việc đã được bàn xong, thời gian còn lại chủ yếu là uống trà nói chuyện không mấy liên quan. Nhưng dù là Sầm Vật Cương hay Vương Tử Quân thì cũng có nhiều việc để làm, vì vậy vài phút sau thì Vương Tử Quân rời khỏi phòng làm việc của Sầm Vật Cương. Vương Tử Quân đi trên con đường từ văn phòng thường ủy về văn phòng ủy ban nhân dân tỉnh, trong đầu hắn vẫn là tình huống gặp mặt Sầm Vật Cương vừa rồi. Mặc dù mình chiếm thượng phong ở phương diện đả kích phô trương lãng phí, thế nhưng mình lại thảm bại ở phương diện đề cử người tiếp nhận vị trí phó bí thư tỉnh ủy. Vương Tử Quân cũng biết rõ tình thế của mình ở sự kiện đề bạt này, chính mình không có ưu thế gì quá lớn. Nếu hắn lấy Kim Chính Thiện ra để so sánh với Khang Tắc Chính và Uông Thanh Minh, như vậy Kim Chính Thiện vẫn chưa đủ lý lịch. Nếu để cho một trong hai người Khang Tắc Chính và Uông Thanh Minh làm phó bí thư tỉnh ủy, như vậy công tác của mình sẽ bị cản tay rất lớn.
Bây giờ mình và Sầm Vật Cương vừa cân đối với nhau, sau đó cán cân sẽ nghiêng về phía Sầm Vật Cương. Cũng không phải là mình kém Sầm Vật Cương quá nhiều, chủ yếu là mình có thời gian công tác ở Mật Đông ít hơn so với Sầm Vật Cương. Vương Tử Quân quay về phòng làm việc của mình và gọi Trương Tề Bảo đến, hắn nói kết quả trao đổi của mình với Sầm Vật Cương. Hắn yêu cầu Trương Tề Bảo làm công tác liên lạc, đồng thời từ chối tất cả những hội nghị liên quan đến mình. Trương Tề Bảo có chút kinh dị về phương diện cho ra hai văn kiện vừa ban thưởng vừa phê bình, thế nhưng khi nhìn vẻ mặt âm trầm của Vương Tử Quân, hắn không dám đặt câu hỏi, sau khi xác định Vương Tử Quân không còn gì để phân phó, hắn nhanh chóng rời khỏi phòng làm việc của Vương Tử Quân. Dù là Khang Tắc Chính hay Uông Thanh Minh, nếu như bọn họ trở thành phó bí thư tỉnh ủy, như vậy vị trí còn trống của bọn họ sau đó phải có người chêm vào, nhân tuyển cho vị trí đó chắc chắn là Phương Anh Hồ. Sau đó đến phương diện chọn thư ký trưởng văn phòng tỉnh ủy, thượng cấp gần đây cực kỳ tôn trọng ý kiến của bí thư tỉnh ủy ở phương diện chọn người làm thư ký trưởng, thế là quyền lên tiếng của Vương Tử Quân ở hội nghị thường ủy sẽ giảm đi rất nhiều. Tuy quyền lên tiếng của Vương Tử Quân không kém hơn bao nhiêu so với thời điểm Vi Yến Quy còn tại vị, thế nhưng cũng không mạnh hơn. Sau khi Trương Tề Bảo rời đi thì tâm tư của Vương Tử Quân có chút trầm lắng, hắn cảm thấy muốn phá thế cục hiện tại là không dễ dàng. Khi Vương Tử Quân đang suy nghĩ xem nên phá thế cục khó khăn kia như thế nào, đúng lúc này điện thoại của hắn vang lên. Hắn nhìn qua màn hình điện thoại, là điện thoại của Uông Thanh Minh, hắn nghe máy, chợt nghe Uông Thanh Minh dùng giọng nhiệt tình nói, Chủ tịch Vương, đôi đã mời anh Tề đến khách sạn, khi nào thì ngài có thời gian. Anh Tề nói rất muốn đến đón ngài. Ha ha ha, anh nói với anh Tề, tôi là địa chủ nhưng không thể đi tiếp đón anh ấy, như vậy đã phải xin lỗi rồi. Nếu để anh ấy đến đón thì không phải quá xấu hổ sao? Vương Tử Quân điều chỉnh tâm tư của mình, sau đó hắn cười nói với Uông Thanh Minh, các anh chờ chút, tôi sẽ qua ngay. Vương Tử Quân đặt điện thoại xuống chợt phát hiện ánh sáng trong phòng có hơi ảm đạm, không ngờ bây giờ đã đến lúc tan tầm. Chương 1649, 2, khen ngợi, bình luận, phê phán và khẳng định. Khi Vương Tử Quân đưa theo Triệu Hiểu Bạch đến khách sạn Thịnh Thế, lúc này trong một gian phòng khách sạn, Uông Thanh Minh đang uống trà với Tề Vận Thắng. Tề Vận Thắng là người hơi béo, mái tóc hói làm cho người ta sinh ra cảm giác vô hại. Anh Tề, lần này là thời điểm mấu chốt của tôi, mong anh giúp đỡ mạnh mẽ một chút. Uông Thanh Minh châm trà cho Tề Vận Thắng rồi khẽ nói. Tề Vận Thắng sờ lên đầu hói theo thói quen rồi nói, anh Thanh Minh, với mối quan hệ nhiều năm của hai chúng ta, sao tôi không thể ra sức kéo xe cho anh vào đúng thời điểm được? Nhưng tôi căn bản là không hiểu nổi, Vương Tử Quân thật sự có vị trí quan trọng trong sự kiện điều động này vậy sao? Không phải quá quan trọng, chủ yếu là ý kiến của Bí Thư Sầm, thế nhưng tôi cũng chỉ là một nhân tuyển của Bí Thư Sầm mà thôi, còn có cả Khang Tắc Chính nữa. Uông Thanh Minh cảm khái nói một câu rồi tiếp tục, Khang Tắc Chính có quan hệ gần với Bí Thư Sầm hơn cả tôi, hơn nữa anh ấy còn có được sự tín nhiệm của Bí Thư. Mặc dù vì một vài nguyên nhân khách quan, thế nhưng quan trọng là anh ấy có lý lịch rất nặng, tôi cạnh tranh với anh ta cũng không có ưu thế gì lớn. Vì vậy nếu như để cho Bí Thư Sầm lựa chọn, chỉ sợ Khang Tắc Chính sẽ là nhân tuyển tốt nhất. Tề Vận Thắng cười ha hả, chỉ sau vài câu thì hắn xem như hiểu ý nghĩ của Uông Thanh Minh. Hắn gõ gõ ngón tay lên bàn rồi dùng giọng cảm khái nói, Trường Giang sóng sau đè sóng trước, hai năm trước khi gặp mặt Vương Tử Quân. Tôi vốn cho rằng đồng chí này sẽ phải rèn luyện vài năm trên vị trí trưởng phòng tổ chức tỉnh ủy. Không ngờ bây giờ mới qua 2 năm mà đã là chủ tịch tỉnh Mật Đông, căn bản là người đi sau chúng ta mà đến trước. Uông Thanh Minh không nói gì, trong lòng hắn nghĩ đến tình huống gặp mặt Vương Tử Quân lần đầu tiên khi đến thủ đô tham dự hội nghị về công tác tổ chức. Hội nghị lần đó được tổ chức với sự tham gia của các vị trưởng phòng tổ chức tỉnh thành trong nước, khi hắn thấy Vương Tử Quân ngồi cùng hàng ghế với mình. Thiếu chút nữa thì cho rằng người kia đi lầm hội trường. Nhưng trong hội nghị đó Vương Tử Quân đại biểu cho tỉnh Nam Giang giới thiệu một vài kinh nghiệm ở công tác tổ chức, lời nói cực kỳ lý tính, Uông Thanh Minh phải lau mắt mà nhìn. Nhưng dù là như vậy thì Uông Thanh Minh cũng không cho rằng có ngày người này sẽ đến Mật Đông làm lãnh đạo trực tiếp của mình. Lúc này là một thời điểm cực kỳ quan trọng, nếu hắn không nắm bắt được cơ hội như Vương Tử Quân, căn bản không có thêm chút khả năng. Thế nên hắn cảm thấy khá sợ hãi và chờ mong. Anh Tề,
Tôi cũng có chút ngạc nhiên khi thấy Vương Tử Quân trở thành chủ tịch tỉnh Mật Đông, thế nhưng tóm lại thì Vương Tử Quân vẫn là một người cụ thể và cực kỳ có năng lực. Chưa nói đến những thứ khác, sự kiện Vi Yến Quy lần này là ví dụ điển hình. Đám người kia đã chuẩn bị tốt tất cả, khi ai cũng cho rằng Vương Tử Quân sẽ phải ra đi, đúng lúc Vương Tử Quân dùng khí thế gió bão để cuốn sạch lá vàng. Tuy nhìn qua thì giống như không liên quan đến Vương Tử Quân, thế nhưng nếu nói Vương Tử Quân không biết rõ tình hình thì anh có tin không? Tề Vận Thắng cười cười, hắn không trả lời câu hỏi của Uông Thanh Minh, thế nhưng thực ra thì đáp án đã quá rõ ràng. Tuy Bí Thư Sầm vẫn là người nắm quyền lớn ở Mật Đông, thế nhưng căn bản không thể nào áp dụng chiêu thức với Chủ tịch Đường để đặt lên người Vương Tử Quân, bây giờ theo ý tôi thì thái độ công tác của Bí Thư Sầm cũng có chút thay đổi rồi. Vì vậy ở sự kiện này chỉ cần là người được Bí Thư Sầm tuyển chọn, dù Vương Tử Quân có giúp đỡ ai khác thì Bí Thư Sầm cũng không phản đối. Đây cũng là nguyên nhân mà tôi vội vàng nhờ anh đến giúp sức. Uông Thanh Minh phân tích thế cục trong tỉnh rồi dùng giọng tự tin nói. Tề Vận Thắng khẽ gật đầu rồi cười nói, anh Thanh Minh, tôi lấy trà thay rượu, chúc anh Mã Đáo thành công trong cạnh tranh lần này. Kính mong anh hỗ trợ nhiều hơn. Uông Thanh Minh cũng nâng ly trà lên cùng với Tề Vận Thắng. Anh Thanh Minh, nếu anh tiến lên làm phó bí thư tỉnh ủy, như vậy anh chuẩn bị công tác thế nào giữa Bí Thư Sầm và Chủ tịch Vương? Tề Vận Thắng uống xong ly trà rồi dùng giọng giống như tùy ý hỏi. Uông Thanh Minh cũng không trả lời vấn đề ngay lập tức, hắn suy nghĩ một phút rồi mới nói, tôi đã đi theo Bí Thư Sầm nhiều năm, căn bản là không thể thay đổi. Nhưng nếu dưới tình huống không phát sinh xung đột, tôi nhất định sẽ cho ra trợ lực lớn với Chủ tịch Vương. Tề Vận Thắng không nói gì, nhưng hắn cảm thấy đây là lựa chọn này của Uông Thanh Minh là rất nguy hiểm. Nhưng có một số việc mà sau này bàn sau cũng không muộn. Trưởng phòng, Chủ tịch Vương đã đến. Giọng nói của thư ký truyền ra trong điện thoại, Uông Thanh Minh nghe xong thì đứng lên nói, chúng ta đi ra nghênh đón Chủ tịch Vương. Vương Tử Quân ngồi trên xe, hắn mở cửa sổ ra, gió lạnh thổi vào giá buốt. Hơi lạnh phả lên mặt làm cho hắn bình tĩnh lại trong cảm giác say. Bữa tiệc rượu hôm nay tuy chủ yếu là nhắc lại chuyện cũ thế nhưng Vương Tử Quân vẫn nhìn ra tâm tình của Uông Thanh Minh. Tất cả đều không nói một lời, thế nhưng có một số việc căn bản nói nhiều sẽ không có tác dụng. Hơn nữa tất cả mọi người đều là kẻ thông minh, ngồi chung một bàn uống rượu có thể ngầm hiểu lẫn nhau. Uông Thanh Minh trở thành phó bí thư tỉnh ủy, có phải như vậy là thích hợp không? Vương Tử Quân nghĩ đến gương mặt tươi cười của đối phương, ý nghĩ càng thêm sinh động. Trong quá trình kết giao với Uông Thanh Minh thì Vương Tử Quân cảm thấy đối phương không có khả năng dựa vào mình. Đây là một người thích mọi việc đều thuận lợi, thế nhưng mối quan hệ giữa Uông Thanh Minh và Sầm Vật Cương là quá sâu, cuối cùng đối phương vẫn chọn Sầm Vật Cương mà thôi. Chủ tịch Vương, gió lạnh như vậy rất dễ cảm, Triệu Hiểu Bạch nói rồi tỏ ý cho lái xe đóng cửa kính lại. Vương Tử Quân nhìn Triệu Hiểu Bạch mà nở nụ cười không tiếng động. Hắn cũng không ngăn cản hành vi của đối phương. Sức khỏe của hắn căn bản là một bộ phận công tác của Triệu Hiểu Bạch, cần gì phải làm cho tiểu tử kia khó chịu. Mở nhạc nghe một chút, Vương Tử Quân khoát tay áo nói với Tiểu Lý. Tiểu Lý tuy chăm chú lái xe thế nhưng tâm tư vẫn đặt trên người Vương Tử Quân, sau khi nghe được lời phân phó thì nhấn nút mở nhạc, một đoạn nhạc du dương truyền ra tôi là một con ngựa đến từ phương Bắc. Phòng làm việc của Đồ Phấn Đấu ở trên tầng cao nhất khu văn phòng mới xây của thị ủy Linh Long, phòng này không những rộng rãi, đứng bên cạnh cửa sổ nhìn ra còn bao quát cả những ngọn núi cao phương xa, càng có thể thu hết cảnh đẹp của thành phố Linh Long vào trong mắt. Khi Miêu Dược Hổ đẩy cửa đi vào thì Đồ Phấn Đấu đang tưới nước cho bồn hoa bên cạnh cửa sổ. Khi thấy Miêu Dược Hổ đi tới thì Đồ Phấn Đấu đặt thùng nước xuống, sau đó tiến lên nghênh đón, Chủ tịch Dược Hổ, mời anh ngồi bên này. Chương 1650, làm công tác không thấy mặt, đề bạt người mới lộ mặt. Miêu Dược Hổ tuy cũng có chút ngăn cách với Đồ Phấn Đấu, thế nhưng hai người vẫn cho ra những biểu hiện cực kỳ hòa hợp. Hắn ngồi xuống vị trí không xa bên cạnh Đồ Phấn Đấu, sau đó cười nói, Bí Thư, tôi thấy bồn hoa của anh càng ngày càng đầy sức sống, không giống như bồn hoa của tôi. Tôi thấy mình muốn học cách trồng hoa của ngài thì phải tu tâm dưỡng tính, nếu không thì hoa của tôi cũng chết mất. Đồ Phấn Đấu cười ha hả nói, Chủ tịch Miêu nếu muốn tìm kiến thức trồng hoa thì nên trả phí học tập cho tôi nói cho anh biết nhé, bây giờ tôi nuôi hoa không chết cũng là vì năm xưa có học hỏi được chút kinh nghiệm quý báu.
Bí thư ngài không nói thì tôi đã quên mất, năm xưa ngài từng công tác ở phòng lâm nghiệp. Miêu Dược Hổ cười ha hả nói tiếp, bây giờ nghĩ lại thì tôi vẫn rất hâm mộ ngài, ngài đã đi qua không ít đơn vị, nào giống như tôi, cứ mãi ở trong Ủy ban Nhân dân vài chục năm, căn bản đã qua nửa đời người rồi. Hai người nói vài lời cảm khái giống như quan hệ níu kéo lại gần hơn, Miêu Dược Hổ uống một ngụm trà rồi đưa văn kiện trong tay cho Đồ Phấn Đấu, bí thư Đồ, anh đã xem qua hai văn kiện này chưa? Tôi xem rồi, Đồ Phấn Đấu nhìn lướt qua văn kiện trên tay Miêu Dược Hổ rồi trầm giọng nói, Dược Hổ, anh không nên quá suy nghĩ về văn kiện này. Phê bình là phê bình, tóm lại khuyết điểm không che lấp ưu điểm, công lao của chúng ta vẫn rất rõ ràng. Miêu Dược Hổ nói bằng giọng điệu âm trầm, thành tích kêu gọi tập đoàn Huyền Hà đầu tư là quá chói mắt, căn bản không ai xóa đi được. Thế nhưng chúng ta ở đây khổ sở kêu gọi xí nghiệp đến đầu tư, lại có người ở trên dội nước bẩn, tôi cũng cảm thấy trái tim có vài phần băng giá. Tôi đã báo chuyện này với Bí Thư Sầm, mà Bí Thư Sầm yêu cầu chúng ta có thái độ chính xác. Anh yên tâm, Bí Thư biết rõ sự uất ức của chúng ta, tôi tin tưởng Bí Thư sẽ không để cho người ta tùy ý làm bậy. Miêu Dược Hổ trầm ngâm giây lát rồi mới nói, bí thư hiểu thì hiểu, thế nhưng tôi cảm thấy chúng ta cũng nên có chút phản ứng, nếu không sau này sẽ có nhiều tình huống chúng ta bị người chọn làm nơi chút giận như lúc này. Anh muốn làm gì? Đồ Phấn Đấu biết rõ tính tình của Miêu Dược Hổ, nhìn qua thì giống như vô hại thế nhưng thực tế lại nóng như hổ, nhiều khi làm việc căn bản làm cho người ta khó tưởng tượng được. Miêu Dược Hổ cười cười nói, cũng không có gì. Trong tỉnh không phải nói chúng ta kêu gọi đầu tư quá phô trương lãng phí sao? Tốt lắm, chúng ta đưa lên một văn kiện tự phê bình, ghi rõ số tiền kêu gọi đầu, tốt nhất nên đưa cho mỗi vị lãnh đạo tỉnh ủy một phần. Tuy Miêu Dược Hổ không nói rõ ràng nội dung của văn kiện kia, thế nhưng Đồ Phấn Đấu biết chuẩn bị viết như thế nào. Hắn trầm ngâm giây lát rồi nói với Miêu Dược Hổ, anh không phải đang cố gắng tranh chấp với lãnh đạo sao? Thật sự không cần thiết. Đây rõ ràng là có người đang muốn ép chúng ta, tôi tin tưởng Bí Thư Sầm cũng đang chờ phản ứng của chúng ta. Ngài đi theo Bí Thư Sầm đã nhiều năm, có khi nào thấy Bí Thư làm việc mềm mại như vậy chưa? Miêu Dược Hổ khoát tay áo rồi dùng giọng dứt khoát nói, nếu anh sợ gánh trách nhiệm, như vậy vấn đề này sẽ do Ủy ban Nhân dân thành phố chúng tôi ký tên. Đồ Phấn Đấu thấy Miêu Dược Hổ nói đến nước này tuy có chút tức giận nhưng cũng không khỏi gật đầu nói, được rồi. Chuyện này chúng ta cùng nhau báo cáo lên, phương diện kêu gọi đầu tư cũng không phải của riêng Ủy ban Nhân dân thành phố, thị ủy cũng có tham dự. Bí thư Đồ, như vậy chúng ta một lời quyết định. Đúng rồi, bây giờ phương diện xây dựng khu kinh tế Linh Nam vẫn không có gì khởi sắc. Hôm qua tôi có ngồi trò chuyện với phó chủ nhiệm Lý của Ủy ban Cải cách tỉnh ủy, anh ấy nói bọn họ không làm chủ được, lãnh đạo tỉnh không thông qua. Nếu như hạng mục đã được duyệt mà không được thông qua, như vậy khu kinh tế của chúng ta sẽ cực kỳ khó khăn. Miêu Dược Hổ lấy ra một điếu thuốc châm lửa rồi trầm giọng nói. Đồ Phấn Đấu cũng châm một điếu thuốc rồi nói, khu kinh tế Linh Nam tuyệt đối không thể kéo dài được nữa. Với tốc độ phát triển hiện tại của thành phố Linh Long, chúng ta đã nằm trong top dẫn đầu của tỉnh, tiền lời từ bất động sản trở thành trọng điểm đẩy mạnh tăng trưởng của thành phố. Chỉ cần chúng ta cố gắng một chút thì sản lượng kinh tế sẽ vượt qua rừng mật. Tôi tin tưởng như vậy thượng cấp sẽ coi trọng thành phố Linh Long chúng ta hơn vài phần. Nhưng tuyến trên sượng mặt căn bản giống như thắt thòng lọng nơi cổ chúng ta, còn bà nó, không phải trước kia chỉ cần nói một câu với Bí Thư Sầm là xong sao. Miêu Dược Hổ nói lời thô tục làm cho Đồ Phấn Đấu nhíu mày, hắn trầm ngâm giây lát rồi nói, Chủ tịch Dược Hổ, chuyện này chúng ta nên làm thế nào thì cứ làm thế ấy, nên xây dựng thì không thể dừng lại. Anh sắp xếp người chuẩn bị quy hoạch tiền cảnh cho khu kinh tế Linh Nam, hai ngày sau chúng ta tìm gặp Bí Thư Sầm, sẽ báo cáo với Bí Thư Sầm về phương diện này. Miêu Dược Hổ khẽ gật đầu, mặc dù hắn gấp gáp nhưng cũng biết đây là biện pháp tốt nhất. Hắn hít vào một hơi thuốc rồi khẽ mắng, còn bà nó, tôi biết ngay tên họ Vương kia lên đài không có gì là tốt, sau khi hắn ta đến đây thì thành phố Linh Long trăm việc không thuận, nói cái gì cũng là quan tâm đến tiền cảnh phát triển kinh tế. Không thể mù quáng phát triển. Tôi thấy anh ta nhìn rõ Linh Long là đất của Bí Thư Sầm, thế nên cố ý làm khó. Được rồi, cứ như vậy đi, hai người chúng ta cùng đi nói với Bí Thư Sầm là được. Anh cũng không nên nói ra bên ngoài, chuyện này sẽ làm cho Bí Thư Sầm rất bị động, vì vậy có một số việc mà Bí Thư Sầm không muốn vạch mặt với người ta,
thế nhưng điều này cũng không có nghĩa là bí thư sẽ không cho ra ý kiến, sau khi sự việc trở lại bình thường thì anh cứ nhìn vào sẽ thấy. Miêu Dược Hổ uống một hớp nước rồi trầm giọng nói, con bà nó, anh Thịnh đúng là quá cao minh, có đôi khi tôi cũng phải bội phục anh ấy, lại không ngờ có người còn ác liệt hơn. Người ta trực tiếp đánh anh Thịnh tan tác, nếu như anh Thịnh mà biết trước kết quả như vậy, chỉ sợ cũng không có tâm tư động vào người ta. Đồ Phấn Đấu nhíu mày, tuy chỉ có hai người bọn họ trong phòng, thế nhưng hắn không muốn bàn về chuyện của cha con Thịnh gia, vì năm xưa hắn từng là thủ hạ của Thịnh Giáp Thành. Mặc dù hai người có quan hệ bình thường, thế nhưng bây giờ có ai tình nguyện liên hệ mình với Thịnh Giáp Thành? Đồ Phấn Đấu nghĩ như vậy mà không khỏi nhìn Miêu Dược Hổ bằng ánh mắt khác biệt hơn. Người này đúng là không ra gì, không nói lời hay ý đẹp, không sợ những lời này rơi vào tai người khác sao. Thậm chí nói như vậy cũng không đúng, vì ai có thể bảo chứng một người chán nản sẽ không có ngày đông sơn tái khởi. Đồ Phấn Đấu cảm thấy mình đối nhân xử thế rất đúng chỗ, lại cảm thấy chủ tịch đúng là chủ tịch, bí thư thật sự là bí thư. Anh có nghe qua những sắp xếp sau khi bí thư Vi rời đi không? Đồ Phấn Đấu châm một điếu thuốc rồi chuyển chủ đề. Đồ Phấn Đấu chuyển chủ đề thật sự có tác dụng, Miêu Dược Hổ căn bản rất có hứng thú với vấn đề này, hắn cười hì hì nói, bây giờ có đủ mọi tin đồn về chuyện này, ngay cả tôi cũng không biết nên nghe ai. Có người nói bí thư Khang sẽ đi lên, nhưng có người nói trưởng phòng Uông là nhân tuyển đắc lực, còn có người nói nhìn thấy chủ tịch Tiết chạy đến thủ đô tranh thủ. Hy vọng của chủ tịch Tiết là không cao, Đồ Phấn Đấu hút một hơi thuốc rồi giống như ngắt lời Miêu Dược Hổ. Năng lực công tác của anh ta có hơi kém, hơn nữa không có được sự giúp đỡ của bí thư Sầm, nếu là vị trí khác thì được. Bí thư Đồ, dù là ai, chỉ cần tuyến trên không phái người khác đến, như vậy sẽ có một vị trí thường ủy để chống. Chúng ta nhiều năm công tác ở Linh Long, thành tích lại rõ ràng, chúng ta không làm cho lãnh đạo mất mặt trong lúc công tác, sao lúc đề bạt không cho chúng ta lộ mặt được. Tôi cảm thấy anh nên tranh thủ với bí thư, nhất định không thể chậm. Tôi thấy anh nên tiến lên, vẫn là bí thư thành phố Linh Long nhưng có thêm chiếc mũ thường ủy tỉnh ủy, như vậy làm việc cũng không cần lo lắng. Miêu Dược Hổ nói rồi xoa xoa tay, giống như cực kỳ cố gắng giúp Đồ Phấn Đấu hái vị trí thường ủy tỉnh ủy kia. Miêu Dược Hổ nói lời này làm cho Đồ Phấn Đấu có chút ấm áp, mâu thuẫn giữa hai bên là có, thế nhưng khó có được lời nói này của Miêu Dược Hổ. Vì vậy Đồ Phấn Đấu cười nói, Chủ tịch Dược Hổ. Vẫn là hai chúng ta cùng cố gắng đẩy thành phố Linh Long tiến lên một bước nữa. Vừa rồi Đồ Phấn Đấu và Miêu Dược Hổ giống như không có gì che giấu nhau, thế nhưng bây giờ liên quan đến lợi ích bản thân, Đồ Phấn Đấu dù có chút cả mờ đờ rộng cũng không dám bàn quá nhiều. Hắn biết rõ Miêu Dược Hổ cũng có tính toán nhỏ nhặt, nhưng biết rõ thì sao? Hắn vẫn cảm thấy rất vui vì lời nói của đối phương. Đồ Phấn Đấu là người có chí lớn. Sở dĩ an phận làm việc chỉ vì thời cơ chưa đến. Vị trí kia quyến rũ người ta như một cái bánh bao thơm ngon, lúc nào nó cũng vẫy chào hắn, nhưng hắn vẫn cố gắng chịu đựng để làm tốt công tác hiện tại của mình. Chương 1651 một bất đắc dĩ mới thay mặt. Vương Tử Quân đứng trước tủ quần áo, hắn cẩn thận nhìn hình tượng của mình trong gương. Đó là một người đàn ông cao ráo mặc tây trang màu xanh. Áo sơ mi trắng làm cho người ta sinh ra cảm giác ngọc thụ lâm phong. Vương Tử Quân nhìn mình bây giờ và nghĩ đến kiếp trước, khi đó không phải mái tóc mình đã muối tiêu rồi sao? Trong đầu lóe lên ý nghĩ như vậy, hắn không khỏi nghĩ đến kiếp trước, vào thời điểm này mình hình như phải đưa con đi học trung học trên huyện, cũng đứng trước gương sửa sang lại y phục một chút. Thời gian trôi qua, thoáng cái đã như giấc mộng. Vương Tử Quân ngàn vạn lần cảm khái. Hắn không khỏi nhớ đến người vợ kiếp trước của mình. Tin tức hắn được đợt gần đây về nàng, hình như nàng đã vượt biển sang miền mơ ước, đang tiến chân vào giới điện ảnh, cũng có thắng lợi vang dội. Chủ tịch Vương, ngài mặc tây trang như thế này nếu leo lên xe hoa sẽ làm cho người ta khẳng định ngài là chú rể. Triệu Hiểu Bạch đẩy cửa đi vào, khi thấy Vương Tử Quân đang sửa sang lại y phục thì nở nụ cười trêu ghẹo. Triệu Hiểu Bạch nói những lời này cũng không chỉ là nịnh nọt Vương Tử Quân. Tuy ba giờ Vương Tử Quân đã gần 40, thế nhưng nhìn từ tổng thể thì Triệu Hiểu Bạch cảm thấy mình còn không trẻ bằng Chủ tịch Vương. Có một lần mẹ Triệu Hiểu Bạch thấy hắn và Vương Tử Quân đi ra khỏi khách sạn, khi về đến nhà thì mẹ mới lên tiếng, nói là anh đi cùng Chủ tịch Vương, người ta nhìn qua còn thấy anh già hơn cả Chủ tịch Vương.
Triệu Hiểu Bạch cố tình giải thích cho mẹ, nói đó là sức quyến rũ của quyền lực, sao mình có thể so sánh với khí thế của Chủ tịch Vương cho được. Vương Tử Quân cười khoát tay áo nói, tiểu tử này đúng là, tôi thấy một năm qua cậu cầu tiến rất nhiều, chưa nói đến phương diện gì khác, khả năng ăn nói cũng tăng tiến mạnh. Triệu Hiểu Bạch nghe câu nói vui vẻ của Vương Tử Quân thì không khỏi cảm thấy trong lòng nóng lên, có thể nói chuyện tùy ý trước mặt lãnh đạo là một đãi ngộ khó có được, điều này có ý nghĩa thế nào? Có nghĩa là thân phận người một nhà của hắn và Vương Tử Quân đã được thừa nhận. Lần này không thể không chú trọng ăn mặc một chút, dù sao thì cũng là đi gặp khách. Vương Tử Quân xoay người trước gương rồi cười nói, thư ký trưởng có gọi điện thoại không? Triệu Hiểu Bạch lắc đầu nói, còn chưa gọi, tôi sẽ liên lạc với anh ấy. Vương Tử Quân định trả lời thì bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa, Triệu Hiểu Bạch nhanh chóng đi ra, chợt thấy Trương Tề Bảo cất bước đi vào. Trương Tề Bảo cầm một phần văn kiện trong tay, khi thấy Vương Tử Quân thì hắn cười cảm thán, Chủ tịch Vương, tôi nghe nói bên phía khách sạn đang cử hành hôn lễ, ngài cũng đừng nên đi nhầm chỗ, nếu không sẽ bị người ta giữ lấy làm chú rể. Trương Tề Bảo nói xong thì cả Vương Tử Quân và Triệu Hiểu Bạch đều nở nụ cười. Nếu như chỉ một mình Vương Tử Quân cười thì Trương Tề Bảo còn có thể nói hai câu, thế nhưng ngay cả Triệu Hiểu Bạch cũng cười, điều này làm cho hắn cảm thấy khó hiểu. Thư ký trưởng, hôm nay anh và Hiểu Bạch có phải có âm mưu làm tôi vui vẻ hay không, thế nào mà lời nói của anh lại giống với Hiểu Bạch như vậy? Vương Tử Quân chỉ vào Trương Tề Bảo rồi cười ha hả nói. Trương Tề Bảo có chút sững sốt, hắn cũng không ngờ lời nói của mình lại giống như của Triệu Hiểu Bạch. Hắn là người đã qua nhiều mưa gió, lúc này nghe thấy Vương Tử Quân vui vẻ như vậy thì cười ha hả nói, Chủ tịch Vương, lời nói của tôi giống như của Hiểu Bạch. Điều này nói rõ ánh mắt của quần chúng sáng như tuyết. Vương Tử Quân cũng không có biện pháp nào khác với lời nói nịnh nọt của Trương Tề Bảo, hắn chỉ có thể trầm giọng nói, đã đến giờ rồi, bên kia chuẩn bị ra sao rồi? Cũng đã chuẩn bị xong, chọn tiệc đứng theo chỉ thị của ngài, hơn nữa cũng không chuẩn bị những món ăn và rượu xa hoa. Trương Tề Bảo nghe thấy Vương Tử Quân nói đến chính sự thì vẻ mặt rất nghiêm túc, nói năng gọn gàng. Vương Tử Quân khẽ gật đầu. Tỉnh Mật Đông không thể không tiếp đãi nhóm người của tập đoàn Huyền Hà, thế nhưng phải tiếp đãi theo tiêu chuẩn nào? Vương Tử Quân chế định phương châm tiết kiệm, hào phóng, khéo léo. Trương Tề Bảo càng ngày càng ngầm hiểu tâm tư của Vương Tử Quân, thế nên cho ra những sắp xếp luôn làm cho Chủ tịch Vương hài lòng. Chủ tịch Vương, đây là bản kiểm điểm của thành phố Linh Long. Trương Tề Bảo thấy Vương Tử Quân chuẩn bị đi ra ngoài thì vội vàng đưa văn kiện trong tay ra. Vương Tử Quân tiếp nhận văn kiện nhìn qua, hai hàng chân mày chợt nhíu lại. Thành phố Linh Long này dù là ghi kiểm điểm thế nhưng nhìn vào nội dung thì không thấy giống như đang kiểm điểm, không bằng nói là đang kêu oan thì hay hơn. Nào là, nghĩ tất cả biện pháp để có thể gặp mặt thương nhân một lần. Cái gì là kính quan sau mới kính người, nào là thể hiện thành ý kêu gọi đầu tư của thành phố Linh Long, thế nên mới dùng trăm phương ngàn kế mở tiệc tối ở thành phố Hong Kong. Những câu như thế này chủ yếu chiếm gần hết nội dung bản kiểm điểm. Nhưng câu cuối cùng càng thêm qua loa, nói là sau này trong quá trình kêu gọi đầu tư thì nhất định sẽ chú ý phương thức làm việc, tranh thủ không xuất hiện tình huống này. Dù kêu gọi đầu tư là chuyện lớn, cũng không thể phá hoại tác phong mộc mạc. Xem ra oán khí của những người này cũng không nhỏ. Vương Tử Quân đặt phần văn kiện xuống bàn rồi dùng giọng rét run nói. Trương Tề Bảo thấy Vương Tử Quân nổi giận thì lên tiếng, Chủ tịch Vương, nếu không thì tôi sẽ yêu cầu văn phòng bắt bọn họ viết lại bản kiểm điểm. Vương Tử Quân trầm ngâm giây lát rồi trầm giọng nói, chuyện này cứ đặt ở đó, chờ sau khi tiếp đãi tập đoàn Huyền Hà xong rồi nói sau. Khi Vương Tử Quân đi đến khách sạn Thịnh Thế thì Tổng Giám đốc Đậu Thịnh Sơ của tập đoàn Huyền Hà đã đi đến trước, đang ở trong phòng họp số 1. Vương Tử Quân và Đậu Thịnh Sơ tiến hành trò chuyện với nhau. Vì mục đích hợp tác cụ thể phải bàn với thành phố Linh Long, thế cho nên Vương Tử Quân gặp mặt Đậu Thịnh Sơ chỉ là một nghi thức lễ tiết, càng chủ yếu là bày tỏ sự coi trọng của tỉnh Mật Đông với hợp tác lần này. Đậu Thịnh Sơ tuy đã qua tuổi 60 thế nhưng nhìn giống như mới 50, người này trò chuyện rất vui vẻ thoải mái, so với một người được sách báo kinh tế miêu tả là lãnh đạo có thủ đoạn mạnh mẽ và cực kỳ cứng rắn căn bản giống như hai người khác nhau. Nhưng từ trong tiếp xúc thì Vương Tử Quân biết Đậu Thịnh Sơ này không đơn giản, dù là ở phương diện kinh tế hay ở các lĩnh vực khác đều có kiến thức không bình thường.
Sau khi hai bên tiến hành nói chuyện thì đến lúc dùng cơm, tiệc rượu là tiệc đứng, thức ăn cũng không phải quá nhiều thế nhưng hương vị và kiểu dáng lại rất thơm ngon và tinh tế. Rượu được đặt trên đài, là rượu gạo và rượu đỏ được sản xuất với chất lượng bình thường ở Mật Đông. Vương Tử Quân tùy ý gắp cho mình một vài món vào khay, sau đó đi qua lấy một chai rượu gạo, trước tiên rót cho Đậu Thịnh Sơ một ly, sau đó lại rót cho mình một ly nói, giám đốc Đậu, bạn bè đến từ phương xa làm cho một người chủ nhà như tôi cảm thấy vinh hạnh, tôi mời ngài một ly, chúc ngài ngày càng mạnh khỏe. Chương 1651-2, bất đắc dĩ mới thay mặt. Khi Đậu Thịnh Sơ nhìn thấy bữa tiệc được phía Mật Đông sắp xếp thì không khỏi ngẩn ngơ, nhưng lại càng có thêm vài phần kính nể với vị chủ tịch trẻ tuổi Vương Tử Quân kia. Trước khi gặp mặt Vương Tử Quân thì lão đã có nghiên cứu, biết rõ vị chủ tịch này không những còn trẻ, hơn nữa còn cho ra những thành tích chói mắt. Tuy bây giờ còn chưa quá rõ ràng, thế nhưng lại được người ta cho rằng có tiềm lực nhất trong số các cán bộ dự bị chiến lược của Trung ương. Tập đoàn Huyền Hà đầu tư vào Mật Đông số tiền không ít, thế cho nên Đậu Thịnh Sơ có ý nghĩ muốn kết giao với Vương Tử Quân, thậm chí lão còn cho rằng phần hợp đồng đầu tư kia không bằng mối quan hệ thân mật với Vương Tử Quân. Đậu Thịnh Sơ nói chuyện và càng cảm thấy lực quyến rũ từ vị cán bộ lãnh đạo tỉnh trẻ tuổi này. Người này không những có nhiều hiểu biết về phương diện kinh tế, hơn nữa thái độ và khí thế cũng làm cho chính lão cảm thấy thua kém. Nhưng bữa tiệc hôm nay lại càng làm cho Đậu Thịnh Sơ thêm tôn trọng Vương Tử Quân, lão biết rõ với vị trí của Vương Tử Quân thì hoàn toàn có thể chiêu đãi mình với bữa tiệc xa hoa, hơn nữa cũng không có bất kỳ vấn đề gì. Khi tập đoàn Huyền Hà đầu tư ngày càng lớn và dàn trải, lão đi đến tỉnh thành phố nào cũng được tôn sùng là thượng khách, được chiêu đãi nồng hậu. Đậu Thịnh Sơ hiểu rõ phương thức tiếp đãi của đám cán bộ lãnh đạo kia, cũng không phải là thức ăn của khách sạn 5 sao ngon đến mức nào, chủ yếu cho người ta thấy một biểu hiện thân phận và địa vị, giống như chỉ sợ chiêu đãi không chu toàn sẽ phát sinh vấn đề. Thực tế đối với một người dựng tự nghiệp từ hai bàn tay trắng như Đậu Thịnh Sơ, ngoài phương diện truy cầu lợi ích lớn, cũng không có tâm tư vui vẻ gì với tình huống lãng phí xa xỉ. Đậu Thịnh Sơ là một người trưởng thành từ con số 0 đến hiện tại, lão nhìn vào những tình huống xa hoa mà coi đó là hiện trạng lãng phí. Vương Tử Quân chiêu đãi với phương thức bình dị, không những làm cho lão cảm thấy dễ chịu, còn sinh ra nhiều sự tôn trọng. Chủ tịch Vương, tôi cũng kính ngài một ly, chúc sự nghiệp của ngài liên tục phát triển. Đậu Thịnh Sơ nhìn đám người chung quanh đang nhìn mình, lão cũng nâng ly rượu lên nói. Bữa tiệc được tổ chức cực kỳ thoải mái vui vẻ, vì là tiệc đứng nên nhanh chóng kết thúc. Khi Vương Tử Quân chuẩn bị cùng bàn với Đậu Thịnh Sơ về định vị kinh tế tỉnh Mật Đông, lúc này một người cầm ly rượu loạng choạng đi đến. Khi đi đến bên cạnh Đậu Thịnh Sơ, người đàn ông kia nâng ly rượu lên nói, giám đốc Đậu, anh nên mời tôi uống rượu, vì tôi tiến cử tập đoàn các anh đến thành phố Linh Long. Thế nên phải cõng trên lưng một thông báo phê bình. Người này lên tiếng không nhỏ, thế nên vừa mới nói ra khỏi miệng thì đã làm cho bầu không khí yên tĩnh lại, hầu như mọi người đều nhìn về phía bên này. Trương Tề Bảo là người phụ trách cao nhất của bữa tiệc, hắn nhanh chóng chạy sang bên này. Đậu Thịnh Sơ có chút quen biết người kia, lão sững sốt giây lát rồi nói, trưởng phòng Trình, ngài nói như vậy là có ý gì? Tập đoàn Huyền Hà chúng tôi mang đến phiền phức cho ngài sao? Trình Minh Vũ, anh uống say nói những lời điên khùng gì vậy? Còn không mau đi ra cho tôi. Chủ tịch Miêu Dược Hổ của thành phố Linh Long thấy Trình Minh Vũ đi loạng choạng về phía Vương Tử Quân, hắn không chờ người khác đi đến mà vội vàng tiến lên khiển trách trưởng phòng Trình. Hắn hổn hển lên tiếng, muốn kéo Trình Minh Vũ đi. Nhưng Trình Minh Vũ giống như uống rượu thì lớn gan hơn, hắn khoát tay bỏ qua Miêu Dược Hổ rồi lớn tiếng nói, Chủ tịch Miêu, ngài phê bình thì tôi không có ý kiến. Tôi hiểu rõ anh nghĩ gì, khen ngợi hay phê bình là ngài định đoạt, thế nhưng tôi không thể không lên tiếng. Ngài mặc dù là lãnh đạo của tôi, thế nhưng cũng không thể không cho tôi nói vài lời được. Tôi và Đậu tiên sinh là bạn bè, tôi kể khổ với bạn mình, ngài có gì phải ngăn đón chứ? Trình Minh Vũ, anh uống rượu say rồi, anh thành thật một chút cho tôi. Các anh đến đây đưa trưởng phòng Trình đi nghỉ ngơi. Miêu Dược Hổ có chút căm tức, hắn căn bản rất tức giận. Thế nhưng với trí tuệ của hắn sẽ tuyệt đối không giật dây cho Trình Minh Vũ đứng đây làm bậy. Nếu như nói Trình Minh Vũ uống say nói bậy làm cho mình hả giận, như vậy thuộc hạ náo loạn như vậy sinh ra hậu quả gì thì Miêu Dược Hổ cũng hiểu rõ ràng.
Nếu như Vương Tử Quân nhận định Trình Minh Vũ náo loạn là vì có mình ở sau lưng, sau đó xử lý mình, như vậy thì quá dễ dàng, thậm chí hắn còn không có quyền khiếu nại, nếu là như vậy thì căn bản là biến hay thành dở. Quan trường xưa nay là như vậy, nếu như thủ trưởng cảm thấy anh chưa trưởng thành chính trị, còn phải rèn luyện khả năng nắm giữ đại cục, đặc biệt là thủ trưởng nắm trong tay quyền sinh sát, như vậy anh dậm chân tại chỗ là quá tốt rồi. Sau này nếu có mưa gió tập kích thì anh cũng khó tránh thoát, muốn tránh cũng không được, chỉ có thể để mặc cho số phận mà thôi. Vì vậy Miêu Dược Hổ thấy Vương Tử Quân nhìn Trình Minh Vũ với gương mặt hào hứng, thế là cảm thấy vã mồ hôi lạnh. Đám người đến kéo Trình Minh Vũ đi giống như không được ăn cơm, chẳng những không khuyên can Trình Minh Vũ, ngược lại càng làm cho Trình Minh Vũ thêm náo loạn. Chủ tịch Miêu, nếu như trưởng phòng Trình cần nói chuyện với Đậu tiên sinh, anh cứ để cho anh ấy lên tiếng. Vương Tử Quân nhìn Miêu Dược Hổ đang nóng lòng như lửa đốt ở bên cạnh, thế là trầm giọng phân phó. Chủ tịch Vương, Trình Minh Vũ chính là trưởng phòng kêu gọi đầu tư của thành phố Linh Long. Ngày hôm nay anh ấy đến nghênh đón Đậu tiên sinh và uống quá say. Anh ấy uống say thường hay nói bậy bạ. Miêu Dược Hổ vừa giải thích với Vương Tử Quân vừa kéo tay Trình Minh Vũ, rất muốn kéo Trình Minh Vũ ra khỏi chỗ này. Nhưng quyền uy của một người làm chủ tịch thành phố như Miêu Dược Hổ căn bản không có tác dụng với người say. Chợt nghe Trình Minh Vũ nói, chủ tịch Miêu, tôi không kích động được sao? Cứ như vậy mà bị xử phạt, người ta sẽ thấy thế nào? Tôi cần gì phải giấu trong lòng, nói ra thì có gì sai. Vậy anh nói đi, Vương Tử Quân khẽ gật đầu với Trình Minh Vũ, lúc này hắn đã hiểu Trình Minh Vũ định nói gì nhưng không ngăn cản. Hắn nói với Trương Tề Bảo ở bên cạnh, thư ký trưởng Tề Bảo, anh đưa ghế đến cho trưởng phòng Trình, để anh ấy ngồi xuống chậm rãi nói. Phản ứng của Vương Tử Quân làm cho Trình Minh Vũ chợt sững sờ, nhưng ngay sau đó hắn lại càng hăng say nói, Đậu tiên sinh. Vì mời tập đoàn Huyền Hà đến thành phố Linh Long đầu tư mà tôi bị chủ tịch Miêu mắng cho một chặp, à. Trong lòng tôi cảm thấy không thoải mái. Trình Minh Vũ nâng ly rượu lên với ánh mắt say lờ đờ, động tác này làm cho Đậu Thịnh Sơ không biết phải làm sao, cuối cùng phải cùng ly với đối phương. Đậu tiên sinh, khi ngài đến thành phố Linh Long thì tôi cũng không quan tâm đến vị trí trưởng phòng công thương. Tôi khổ sở chạy đến Hong Kong 2 tháng là vì cái gì? Còn không phải kêu gọi các ngài đến đầu tư ở Linh Long sao? Bây giờ thì tốt, công tác đã làm xong, không những không có được chút công lao sau khi vất vả công tác, còn bị phê bình một chặp, anh nói xem tôi làm việc như vậy được cái gì? Trình Minh Vũ nói rồi nâng ly rượu lên, qua cầu rút ván sao? Hừ, vậy thì cứ xử lý tôi đi, tôi cũng mặc kệ. Chương 1652, một hầm cầu quấy lên sẽ thối. Vương Tử Quân ngồi trên mặt ghế, hai tay duỗi thẳng đặt trên tay vịn, hai mắt nhìn thẳng, bộ dạng hờ hững, rất khó có thể biết được hắn đang nghĩ gì. Trình Minh Vũ là cán bộ cấp bậc thấp nhất đến tham gia tiếp đãi lần này, bây giờ lại làm ra chuyện, điều này nói rõ điều gì? Nói rõ có kẻ chủ mưu phía sau. Tuy Vương Tử Quân chỉ cần nói một câu là Trình Minh Vũ sẽ bị đưa ra ngoài, thế nhưng nếu hắn làm như vậy thì rõ ràng là chuyện qua cầu rút ván sẽ được người ta cho rằng rất đúng. Anh là Trình Minh Vũ phải không? Anh nói các anh kêu gọi đầu tư xong thì bị người ta chơi trò qua cầu rút ván. Anh là trưởng phòng công thương thành phố Linh Long. Anh có biết lương tháng của cán bộ bình thường là bao nhiêu không? Vương Tử Quân nhìn Trình Minh Vũ rồi dùng giọng lạnh lùng hỏi. Tôi, được hơn 2.000 đồng. Trình Minh Vũ đã mất đi bộ dạng say, hắn ngập ngừng nói. Tôi hỏi anh, một công nhân viên chức nghỉ hưu mỗi tháng được bao nhiêu? Vương Tử Quân căn bản không cho đối phương cơ hội dừng lại mà tiếp tục hỏi. Trình Minh Vũ cũng biết rõ điều này, thế nhưng trường hợp này không dễ trả lời, khí thế mạnh mẽ vừa rồi đã mất sạch. Chủ tịch Miêu, nếu trưởng phòng Trình không biết đáp án thì anh nói cho anh ta biết. Vương Tử Quân nhìn Miêu Dược Hổ rồi lạnh lùng nói. Miêu Dược Hổ đứng ở một bên cực kỳ xấu hổ, hắn quẫn bách giải thích dưới cái nhìn soi mói của Vương Tử Quân. Chủ tịch Vương, thật xin lỗi. Thành phố Linh Long không làm tốt công tác của mình. Anh trả lời vấn đề của tôi. Vương Tử Quân dùng ánh mắt hung hăng nhìn Miêu Dược Hổ rồi lạnh lùng hỏi. Tiêu chuẩn dành cho cán bộ nghỉ hưu của thành phố Linh Long căn bản không được như vậy, mỗi tháng được 400 đồng. Miêu Dược Hổ cắn răng dùng giọng kiên trì nói. Các anh có nghe chủ tịch của mình nói gì không? Trở về suy nghĩ lại một chút,
có phải các anh đến thành phố Hong Kong được ở trong khách sạn tốt nhất, ăn món ngon nhất, sau đó bị phê bình và cảm thấy người ta phải xin lỗi mình không? Vương Tử Quân nói đến đây rồi chỉ ra ngoài cửa, ngày mai tôi muốn được nghe ý kiến của anh. Trình Minh Vũ giống như một con gà bại trận, hắn cúi đầu đi ra ngoài, vẻ mặt của những người tham gia tiếp đãi lại dễ chịu hơn. Triệu Hiểu Bạch đứng bên cạnh Vương Tử Quân và thở ra một hơi, khi Trình Minh Vũ gây náo loạn thì hắn căn bản cảm thấy trái tim của mình bị treo lên cao. Khi Triệu Hiểu Bạch đang nghĩ rằng có nên cho người kéo Trình Minh Vũ ra ngoài hay không, Vương Tử Quân chỉ cần nói vài câu đã làm cho Trình Minh Vũ nói không nên lời. Vương Tử Quân không quan tâm đến Miêu Dược Hổ đang đứng bên cạnh với vẻ mặt xấu hổ, hắn nói với Đậu Thịnh Sơ, Đậu tiên sinh, đã cho anh phải chê cười, có vài đối phương căn bản không thoát khỏi chỗ cong trong suy nghĩ của mình, điều này nói rõ chúng tôi vẫn chưa làm tốt công tác. Chủ tịch Vương, tôi không đi đường chính trị nhưng cũng hiểu rõ chấp chính vì dân, lý niệm quan trọng là cần kiệm liêm chính, như vậy mới lấy được sự giúp đỡ của nhân dân. Tôi mời ngài một ly. Đậu Thịnh Sơ đưa mắt nhìn Vương Tử Quân rồi dùng giọng cực kỳ tôn kính nói. Bầu không khí tiệc rượu giống như càng có thêm sức sống khi gương mặt Vương Tử Quân tràn đầy nụ cười. Bữa tiệc hôm nay vốn sắp kết thúc, thế nhưng Vương Tử Quân và Đậu Thịnh Sơ nói chuyện với nhau thêm 10 phút càng kéo dài thời gian ra một chút. Tâm tình của Trương Tề Bảo có chút bực mình, hắn vốn có thể hỏi như vậy nhưng lại do dự mãi không nói ra. Hắn hiểu Trình Minh Vũ hôm nay gây náo loạn rất khó có khả năng không liên quan đến Miêu Dược Hổ, dưới điều kiện không được sắp xếp sẵn thì một hành vi như vậy là quá không bình thường. Trương Tề Bảo cũng không hiểu Trình Minh Vũ kia làm trưởng phòng công thương như thế nào, lại để người ta đẩy lên đầu sóng. Người này giống như một thằng ngu, chẳng lẽ không có suy nghĩ sao? Ngay cả chút tư tưởng thông thường nhất cũng không biết à? Hay là đối phương đang giả vờ? Người này làm như vậy chủ yếu có người quan trọng đứng sau lưng thúc đẩy. Ý nghĩ này lóe lên làm cho Trương Tề Bảo không nhịn được phải giật mình, mồ hôi vã ra. Thành phố Linh Long nằm trong phạm vi thế lực của ai? Trong quan trường chú trọng các mối quan hệ và liên hệ, chính mình nên suy xét cẩn thận rồi nói sau. Sau khi tiến Đậu Thịnh Sơ về phòng nghỉ ngơi, Vương Tử Quân chuẩn bị leo lên xe. Trương Tề Bảo đi theo phía sau chợt trầm giọng tự kiểm điểm. Chủ tịch Vương, xảy ra cục diện như hôm nay là do tôi không hoàn thành công tác của mình. Vương Tử Quân khoát tay áo với Trương Tề Bảo, đây chỉ là chuyện ngoài ý muốn, anh cũng không thể dự liệu được. Hơn nữa Trình Minh Vũ vốn là nhân viên phải tham gia, thế nên anh cũng không có vấn đề gì. Chủ tịch Vương, nếu hôm nay ngài không phản ứng kịp thời, chỉ sợ sẽ sinh ra ảnh hưởng không tốt. Chuyện này nhất định phải xử lý nghiêm túc. Trương Tề Bảo nói đến đây thì trầm ngâm giây lát rồi nói, phía thành phố Linh Long bên kia phải. Khi Trương Tề Bảo lên tiếng thì điện thoại của Triệu Hiểu Bạch chợt vang lên. Triệu Hiểu Bạch nhìn màn hình điện thoại rồi báo cáo với Vương Tử Quân, Chủ tịch Vương, là điện thoại của Chủ tịch Miêu Dược Hổ thành phố Linh Long. Vương Tử Quân khoát tay áo nói, cậu nghe máy, nói là tôi không có thời gian gặp mặt anh ấy. Triệu Hiểu Bạch đồng ý một tiếng rồi nghe máy. Gần đây hắn cực kỳ có tiến bộ ở phương diện từ chối người khác, thế nên nhanh chóng mở miệng từ chối Miêu Dược Hổ khá điệu nghệ. Sau khi đặt điện thoại xuống thì Triệu Hiểu Bạch khẽ báo cáo, Miêu Dược Hổ nói sẽ đến phòng làm việc của ngài làm kiểm điểm, vì bọn họ không làm tốt công tác của mình. Đến phòng làm việc của tôi làm kiểm điểm sao? Tôi thấy một số người còn chưa nhận thức rõ sự nguy hại của xa hoa lãng phí. Miêu Dược Hổ anh ta không phải muốn làm kiểm điểm sao? Thư ký trưởng Tề Bảo, anh thông báo xuống bên dưới, chiều này tổ chức hội nghị công tác, để cho Miêu Dược Hổ làm người điển hình lên tiếng kiểm điểm. Vương Tử Quân cười lạnh một tiếng rồi nói với Trương Tề Bảo. Gương mặt Trương Tề Bảo lúc này cực kỳ nghiêm túc, ý nghĩ liên tục xoay chuyển. Hắn biết rõ lần này Chủ tịch Vương thật sự nổi giận, hắn nhạy cảm nhìn được tâm tư của Chủ tịch Vương. Trình Minh Vũ chỉ là trưởng phòng công thương. Người này dám lên tiếng náo loạn nếu không có ai đứng phía sau thì khó thể tin. Người này cũng không phải kẻ ngốc, nếu không có người thì căn bản không dám mở miệng như vậy, nhưng mình làm gì có căn cứ nào. Vương Tử Quân mở cửa sổ xe, hắn cảm nhận được luồng gió lạnh run người. Hắn cảm nhận giá lạnh, tâm tư chợt bình tĩnh lại. Hắn đang quyết định ra tay chỉnh đốn bầu không khí xa loa lãng phí, nhưng cũng biết làm như vậy sẽ có kết quả bắn ngược. Nhưng hắn không ngờ có người dám dùng thủ đoạn này để gây phiền cho mình.
Nếu anh đã dám nhảy ra, cũng đừng trách tôi giết gà dọa khỉ. Chương 1652, 2, hầm cầu quấy lên sẽ thối. Khi Miêu Dược Hổ nhận được thông báo hội nghị thì chỉ vào mặt Trình Minh Vũ mắng lớn tiếng. Lúc này Trình Minh Vũ đứng đối diện với hắn đã không còn bộ dạng say rượu như trước, chỉ biết cúi người đứng đó, tuy cực kỳ uất ức nhưng không dám nói gì. Tuy tức giận không nói nhưng trong lòng liên tục thầm oán, chuyện này hắn vốn không có gan để ra tay, nếu không phải có người đảm bảo hắn sẽ không việc gì, một thời gian ngắn sau sẽ không có vấn đề, dù có đánh chết thì hắn cũng không dám động vào người chủ tịch tỉnh. Nhưng bây giờ hành vi đập nồi dìm thuyền của hắn không những không đạt được mục đích, còn bị lời nói của Vương Tử Quân làm cho uất nghẹn, cực kỳ xấu hổ, chỉ sợ phương diện xử lý kế tiếp cũng làm hắn hối hận cả đời. Chủ tịch Miêu, tôi, điều này, Trình Minh Vũ thấy Miêu Dược Hổ mở miệng mắng đã mệt, hắn không khỏi muốn nói hai câu. Cơn giận của Miêu Dược Hổ còn sót lại vẫn chưa tiêu hóa hết, hắn nghiêm mặt nói, anh Trình, anh liều lĩnh như vậy thì quả đắng sau này chỉ có thể tự mình nuốt vào bụng. Tôi thấy anh thường xuyên say rượu cũng không còn phù hợp với cương vị công tác hiện tại, hay là thế này, hai ngày nữa anh chủ động từ chức, sau đó đi đến trường đảng thị ủy báo danh, học tập tốt rồi nói sau. Cảm ơn Chủ tịch Miêu. Tuy Trình Minh Vũ cảm thấy cực kỳ không cam lòng, thế nhưng hắn biết rõ bây giờ mình căn bản không còn được ở trên chức vụ hiện tại nữa. Trước khi sự việc diễn ra thì hắn căn bản có dự đoán về tương lai, hắn tin sau khi đạt được mục đích thì tuyến trên sẽ ban thưởng cho mình. Nhưng phải trừng phạt trước rồi mới ban thưởng sau. Chỉ là bây giờ kết quả hầu như ngược lại, trừng phạt đã đến, cũng không đạt được mục đích, thế nên không bao giờ có ban thưởng. Khi Trình Minh Vũ định nhắc nhở Miêu Dược Hổ, thư ký của Miêu Dược Hổ đi vào báo cáo đến giờ tham gia hội nghị. Miêu Dược Hổ nghe thư ký báo cáo mà cố gắng áp chế cơn giận, thế nhưng gương mặt lại có vẻ rất khó coi. Miêu Dược Hổ biết Phương Tử Quân mở hội nghị lần này là vì ai? Ngay từ ban đầu thì Miêu Dược Hổ hắn đã ở vào thế yếu, bây giờ chỉ sợ lại càng mất mặt. Tôi biết rồi, Miêu Dược Hổ khoát tay với thư ký của mình, sau đó rơi vào trầm ngâm. Lúc này hắn hận không thể làm cho trên người mọc ra hai cái miệng, một cái nói ra những lời uất nghẹn, một cái dùng để mắng Vương Tử Quân. Hội nghị lần này chắc chắn sẽ ứng với câu nói, hầm cầu không thối nhưng quấy lên thì rất thối, mình sẽ gặp phải phiền toái lớn. Tút tút tút, tiếng chuông điện thoại đột ngột vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ của Miêu Dược Hổ, khi hắn nhìn vào màn hình điện thoại thì không khỏi nhíu mày, nhưng ngay sau đó hắn đã nở nụ cười vui vẻ nói, chào thư ký trưởng. Thư ký trưởng trong miệng của Miêu Dược Hổ chính là thư ký trưởng Phương Anh Hồ của văn phòng tỉnh ủy, nhưng lúc này đầu dây bên kia lại vang lên giọng nói của Sầm Vật Cương, chợt nghe Sầm Vật Cương hổn hển mắng, hay cho Miêu Dược Hổ anh có phải đã điên rồi không? Có phải thành phố Linh Long các anh là hổ không cho ai sờ mông không? Sai thì nhận sai, lại dám cho ra những hành vi quấy phá trong trường hợp quan trọng, xem ra bản lĩnh của anh cũng quá lớn rồi. Trong mắt nhiều người thì Miêu Dược Hổ căn bản là cực kỳ khí thế, nhưng khi đối mặt với Sầm Vật Cương thì hắn lại không còn bất kỳ thứ gì. Sau khi chờ Sầm Vật Cương mắng xong hắn mới dùng giọng cẩn thận giải thích, bí thư Sầm, chúng tôi tiếp nhận phê bình của tỉnh ủy, thế nhưng... Chuyện kia, chuyện vừa rồi cũng quá bất ngờ với tôi, nhưng sự việc đã xảy ra thì tôi cũng phải chịu trách nhiệm. Bí thư, ngài xử lý thế nào cũng được, nhưng ngài cũng đừng trách tội đồng chí Trình Minh Vũ. Anh ấy không thể suy nghĩ rộng rãi vượt qua chỗ cong, trước đó anh ấy có công mời tập đoàn Huyền Hà đến Linh Long, không nhận công lại bị xử phạt, như vậy là không thoải mái. Trình Minh Vũ đứng bên cạnh Miêu Dược Hổ, hắn nghe thấy Miêu Dược Hổ nói lời giải vây cho mình thì không khỏi tỏ ra cảm kích. Người hành tẩu trong quan trường đều biết một câu, y thuật chú trọng hốt thuốc cứu người, quan trường quan tâm đến việc hợp ý. Nếu muốn phát triển tốt thì nhất định phải hiểu rõ ý nghĩa của câu nói này. Ví dụ như Miêu Dược Hổ, sự việc phát triển đến tình cảnh như bây giờ, hắn không thể gánh chịu trách nhiệm thay cho Trình Minh Vũ, thế nhưng có việc có thể không làm nhưng lời không thể không nói, vì hắn hiểu rất rõ về Sầm Vật Cương. Nếu trốn tránh trách nhiệm với Sầm Vật Cương thì căn bản không có quả ngọt để ăn, dũng cảm đảm đương, chủ động nhận trách nhiệm lên người, mặc dù phải nhận lời dạy bảo, thế nhưng sẽ lưu lại ấn tượng tốt. Hừ, anh gánh chịu sao? Anh gánh chịu được không? Tôi nói cho anh biết, anh cũng đừng biểu hiện tâm tư như vậy với tôi, để xem anh nói gì ở hội nghị chiều hôm nay.
Sầm Vật Cương dù vẫn còn nói rất gắt thế nhưng lại có thêm chút ôn hòa. Miêu Dược Hổ thở dài một hơi, hắn sợ nhất là chính mình có quan hệ căng cứng với Sầm Vật Cương, cũng cực kỳ sợ hãi Sầm Vật Cương bỏ mặc mình. Bây giờ Sầm Vật Cương vẫn còn có chút niềm tin vào hắn, điều này làm cho hắn cảm động, hơn nữa lại có vài phần yên tâm. Sầm Vật Cương nói thêm vài câu rồi mới đặt điện thoại xuống. Lão khẽ thở dài một hơi, sau đó đưa điện thoại cho Phương Anh Hồ. 2 phút sau lão mới nói với Phương Anh Hồ, anh Hồ, tôi thấy nhóm đồ phấn đấu khá gian khổ thế nên mới có chút bao che khuyết điểm, nếu không bọn họ cũng không dám cho ra những hành động như vậy. Phương Anh Hồ là người đi theo Sầm Vật Cương lâu năm, hắn biết rõ tính tình của Bí Thư Sầm. Lúc này Bí Thư Sầm mặc dù kiểm điểm chính mình, thế nhưng lại có ý che chở cho nhóm người đồ phấn đấu. Phương Anh Hồ trầm ngâm giây lát rồi cười nói, Bí Thư, có người có chút bản lĩnh thì tâm tư lên trời. Trình Minh Vũ có thể kéo tập đoàn Huyền Hà đến thành phố Linh Long, tôi thấy người này vẫn có chút bản lĩnh. Theo tôi thấy việc này không nên làm lớn, nên lấy việc giáo dục là chính. Sầm Vật Cương khẽ gật đầu sau đó trầm giọng nói, đồng chí Tử Quân có xuất phát điểm rất tốt, nhưng lại có chút nóng nảy. Chủ tịch Tử Quân là người có năng lực, thế nhưng lại còn quá trẻ tuổi, chuyện lớn thường phải có ngài dẫn đường, việc nhỏ thì tùy ý cho anh ấy thích làm gì thì làm. Phương Anh Hồ trầm ngâm giây lát rồi cười đề nghị. Sầm Vật Cương khẽ gật đầu, lão không nói gì nhưng gương mặt lại không quá tốt. Bí thư, tôi nghe nói gần đây trưởng phòng Uông đi khá gần với chủ tịch Tử Quân, trước đó còn cùng nhau uống rượu. Nếu như không phải Phương Anh Hồ thử xem xét thái độ của Sầm Vật Cương, hắn cũng không dám dùng lời vụng về như vậy để nói với Bí thư Sầm, vì những hành vi thấp kém như thế này là quá buồn cười. Sầm Vật Cương nhìn thoáng qua Phương Anh Hồ, ánh mắt này giống như dò xét thế giới nội tâm của Phương Anh Hồ. Sau khi lão do dự giây lát thì thản nhiên nói, chủ tịch Tử Quân trước kia là trưởng phòng tổ chức tỉnh Nam Giang, có bạn bè khắp nơi, trưởng phòng Uông mời anh ấy đi tiếp khách cũng là bình thường. Chương 1653, ai là quân cờ của ai? Tuy trên mặt Phương Anh Hồ vẫn treo nụ cười như trước, thế nhưng trong lòng chợt có chút căng thẳng khó hiểu. Lúc này hắn đã hiểu, mình dùng phương pháp phụng về này xem như uổng phí tâm cơ. Phương Anh Hồ nghĩ như vậy mà không khỏi cảm thấy lạnh người. Chính trị là một thứ đặc biệt, biểu hiện thì sóng êm gió lặng, thực tế thì yêu ma quỷ quái, sóng ngầm mãnh liệt. Nếu như nói một cách tổng thể thì Uông Thanh Minh là quân cờ của ai? Là hắn không thể ngăn cản được lực hấp dẫn của vị trí phó bí thư tỉnh ủy, hay là Sầm Vật Cương cố ý sắp xếp như vậy? Nhưng điều này cũng không phải là nguyên nhân làm cho Phương Anh Hồ cảm thấy lạnh người. Hắn cảm thấy không thoải mái y chính là ý nghĩa câu trả lời của Sầm Vật Cương. Nhìn vào thái độ của Sầm Vật Cương thì hắn cảm nhận được trong quá trình cạnh tranh cho vị trí phó bí thư tỉnh ủy, Sầm Vật Cương đã đặt mông ngồi lệch, Phương Anh Hồ mình không còn hy vọng gì cả. Anh nên tiếp xúc nhiều hơn với trưởng phòng Thanh Minh, vì trong phòng tổ chức có nhiều việc dễ làm cho người ta luống cuống tay chân. Sầm Vật Cương giống như nhìn thấu tâm tư của người khác, lão dùng giọng không đếm xỉa nói. Phương Anh Hồ chợt cảm thấy vui vẻ, tuy hắn đến địa vị này thì vui buồn không biểu hiện ra vẻ mặt, thế nhưng lúc này nghe Sầm Vật Cương cho ra ám hiệu như vậy thì không khỏi có vài phần kích động. Tuy vị trí trưởng phòng tổ chức căn bản có chênh lệch rất lớn với phó bí thư tỉnh ủy, thế nhưng chỉ cần hắn tiến lên làm trưởng phòng tổ chức, coi như đã tiến một bước rất dài. Hơn nữa phòng tổ chức nắm trong tay mũ quan của nhiều cán bộ, nhất định sẽ kết bạn được một nhóm người cấp bậc cao. Vào vài thời điểm có thể giúp đỡ người ta một chút, sau này sẽ được báo đáp. Hắn tiến lên làm trưởng phòng tổ chức sẽ có được một nguồn nhân mạch rộng rãi, hơn nữa hắn còn có được sự tín nhiệm của Bí thư Sầm, tin tưởng tương lai không xa con đường làm quan của mình sẽ ngày càng tăng tiến thuận lợi. Tôi biết rồi, Bí thư Sầm cứ yên tâm, tôi nhất định sẽ cố gắng làm tốt công tác của mình. Phương Anh Hồ tỏ thái độ làm cho Sầm Vật Cương có chút vui vẻ. Lão khẽ vỗ vỗ lên vai của Phương Anh Hồ rồi cười nói, với tốc độ phát triển kinh tế của tỉnh Mật Đông, đặc biệt là tác dụng lớn của đầu tàu Linh Long, không qua 2 năm nữa tổng sản lượng kinh tế của tỉnh chúng ta sẽ tiến vào trong hàng ngũ 10 địa phương đi đầu. Nếu có thể đưa Mật Đông tiến vào hàng ngũ 10 tỉnh thành có sản lượng thư ký đứng đầu cả nước, đây là thành tích rất lớn của Sầm Vật Cương. Phương Anh Hồ nhìn vẻ mặt của Sầm Vật Cương rồi cười cười nói, bí thư. Đợi đến khi Mật Đông phát triển cao độ thì ngài đến thành phố nào đó nhận chức một thời gian,
tôi còn chưa từng được công tác ở thành phố lớn, thế nên rất tình nguyện theo ngài làm thư ký trưởng. Sầm Vật Cương bây giờ là bí thư tỉnh ủy, nếu đi đến một thành phố nào đó, không cần nói cũng biết thành phố đó sẽ như thế nào. Lúc này địa vị của các thành phố lớn đang liên tục tăng tiến, ý nghĩa lời nói của Phương Anh Hồ không cần nghĩ cũng biết. Tuy chỉ là vài lời nói về tương lai tươi sáng thế nhưng lại làm cho gương mặt Sầm Vật Cương rất vui vẻ, lão vỗ vỗ vai của Phương Anh Hồ rồi cười ha hả nói, Phương Anh Hồ anh đúng là biết cách làm cho tôi vui vẻ, anh yên tâm, chờ tôi đi đến đó, nhất định sẽ cho anh được hưởng thụ đãi ngộ thư ký trưởng của một thành phố lớn. Sầm Vật Cương nói rồi nhìn về phương xa, thực tế lão tán thưởng nhất chính là người trẻ tuổi kia. Chỉ là không biết vì sao một người cực kỳ quyết đoán ở phương diện phát triển kinh tế như anh ta lại trở nên sợ đầu sợ đuôi vào lúc này. Trong phòng họp số 1 của Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh, các vị chủ tịch và phó chủ tịch thường vụ các thành phố trong tỉnh tập trung hết vào nơi đây. Hội nghị hôm nay không giống như những hội nghị trước, tuy trong phòng đã có không ít người, thế nhưng cũng không phải trò chuyện tùy ý như dĩ vãng, đa số mọi người đều tỏ ra ngưng trọng. Khi Miêu Dược Hổ đi vào trong phòng, hầu như ánh mắt mọi người đều nhìn về phía hắn. Nếu như là trước kia thì hắn sẽ nói vài câu vui đùa, ví dụ như các anh đừng nhìn chằm chằm vào tôi như vậy, tôi sẽ đỏ mặt xấu hổ mất. Nhưng hôm nay hắn không có tâm tư như vậy. Miêu Dược Hổ biết rõ đây là một hội nghị phê bình chính mình, dù là ai cũng không cảm thấy vui vẻ cho được. Hơn nữa Miêu Dược Hổ căn bản không quan tâm đến đám người ngồi nơi đây, ngoài vị chủ tịch Hải Bắc của thành phố rừng mật. Miêu Dược Hổ thấy nếu không phải mình bị đồ phấn đấu áp chế nhiều năm, chỉ sợ vị trí bí thư thị ủy sẽ là của mình. Nếu như mình được thả ra, nếu như bí thư Sầm không cho mình một vị trí bí thư thị ủy, như vậy là căn bản không thể được. Nhưng bây giờ Miêu Dược Hổ đến tham gia hội nghị hôm nay với tư cách một người cần bị phê bình, điều này làm cho hắn cảm thấy không thoải mái, đồng thời cũng cực kỳ phản cảm với Vương Tử Quân. Anh Dược Hổ, thành phố Linh Long các anh thật lợi hại, không những là vệ tinh cho các thành phố khác noi gương mà ở phương diện khác còn làm cho các thành phố chúng tôi theo không kịp. Khi Miêu Dược Hổ ngồi xuống thì vị chủ tịch thành phố Tử Quang ngồi bên cạnh chợt cười nói. Miêu Dược Hổ căn bản có chút va chạm với người này. 2 năm trước người này khổ sở lắm mới lấy được một hạng mục từ thủ đô, thế nhưng lại bị Miêu Dược Hổ chặn ngang lấy cắp. Tuy người này cực kỳ không thoải mái, thế nhưng tuyến tỉnh không ai giúp đỡ, đành phải nuốt cục tức vào bụng. Bây giờ đối phương có cơ hội, sao có thể bỏ qua được? Miêu Dược Hổ nghe giọng nói đầy mỉa mai của đối phương mà không khỏi hừ một tiếng, sau đó dùng giọng chứa đầy thuốc súng lên tiếng mỉa mai, thế nào, anh muốn học tập theo thành phố chúng tôi sao? Ôi, Chủ tịch Miêu quá coi trọng tôi rồi, Chủ tịch Miêu là người khí thế hơn người, không ai dám đối địch. Nhưng anh cũng đừng biểu hiện khí thế trước mặt tôi, chút nữa Chủ tịch Vương sẽ đến, anh có gì không phục thì cứ nói với Chủ tịch Vương. Tâm tư Miêu Dược Hổ chợt siết chặt, hắn mặc dù có gan nhưng không dám động vào Vương Tử Quân. Nhưng hắn cũng không muốn yếu thế trước mặt đối thủ của mình. Khi hắn đang suy nghĩ xem nên làm thế nào, đúng lúc này Chủ tịch Hải Bắc đã lên tiếng. Hai vị, lát nữa Chủ tịch Vương sẽ đến, có việc gì chờ đến lúc dùng cơm trò chuyện sau. Hôm nay hai vị đến thành phố rừng mật, chuyện dùng cơm cứ giao cho tôi. Miêu Dược Hổ có thể nghe lọt tai lời nói của Chủ tịch Hải Bắc, hắn không khỏi cười cười với đối phương, xem như tỏ vẻ cảm kích. Sau đó hắn ngồi yên không nói trên vị trí của mình giống như biến thành một pho tượng. Hải Bắc nhìn bộ dạng của Miêu Dược Hổ, biết rõ tâm tình của người này không được tốt. Hắn cũng biết chuyện gì xảy ra, thế nên cũng không nói nhiều. Khi mọi người đang chờ đợi thì Vương Tử Quân đi đến với gương mặt cực kỳ bình thản, khác biệt với gương mặt đầy mây đen của mọi người, vì thế không khỏi làm cho người ta thở dài một hơi. Vương Tử Quân đã mở nhiều hội nghị, hắn cũng biết nhiều về đám thủ hạ hiện tại của mình. Khi hắn ngồi xuống ghế trên đài chủ tịch, vài vị phó chủ tịch Hà Kiến Trương ngồi ở hai phía trái phải của hắn. Vương Tử Quân đưa mắt nhìn khắp bốn phía, cũng không nói gì, chỉ cúi đầu xem văn kiện. Hà Kiến Trương là người chủ trì hội nghị, hắn tuyên bố bắt đầu. Vài hạng mục công tác đầu tiên của hội nghị chính là đọc văn kiện, chủ yếu là văn kiện thực hiện cầm kiệm trong công tác của Cố Tắc Phiêm. Quyết định này có điểm sáng làm cho người ta chú ý, đó chính là sẽ tiến hành trừng phạt những hành vi lãng phí. Sau khi đọc xong văn kiện thì mọi người nhìn về phía Vương Tử Quân.
bọn họ đều biết rõ chủ đề hội nghị hôm nay thực tế là những lời nói chuyện của Chủ tịch Vương, nếu so sánh với lời nói của Chủ tịch Vương, tất cả không còn là vấn đề. Sau khi Vương Tử Quân đi vào mật đông thì luôn biểu hiện rất bình thản, tuy nhiều người suy đoán là Vương Tử Quân là người đứng sau màn trong sự kiện cha con Thịnh gia, thế nhưng khi tiếp xúc thì Vương Tử Quân luôn có gương mặt tươi cười hớn hở. Các đồng chí, tôi tin tưởng mọi người đều biết hội nghị hôm nay chủ yếu là vì vấn đề gì, thế nên tôi cũng không nhắc đến nữa. Phương diện nghiêm khắc tiết kiệm chính là đức tính tốt, là truyền thống của chúng ta, càng là một yêu cầu cơ bản của chúng ta với các ban ngành ủy ban nhân dân. Vương Tử Quân đặt bản thảo xuống, sau đó quét mắt nhìn qua phòng họp vài lượt nói. Chương 1654, một vỗ ngực tỏ thái độ, vỗ bàn chửi chó má. Ngay sau đó Vương Tử Quân nói đến tầm quan trọng của phương diện tiết kiệm, những lời này nhiều người xem ra chỉ là có chút tầm thường, thế nhưng đám người tham dự hội nghị đều phải chú ý lắng nghe. Miêu Dược Hổ là một người trọng điểm phê bình trong sự kiện này càng yên lặng hơn so với kẻ khác, hôm nay Vương Tử Quân cũng không điểm danh phê bình ngay, điều này làm hắn càng thêm lo lắng, sao mình có thể thoải mái vượt qua kiểm tra. Khi Miêu Dược Hổ đang cố gắng suy đoán xem Vương Tử Quân có phải không nóng không lạnh như vậy cho qua hội nghị này hay không, lúc này Vương Tử Quân chợt nói, hôm nay tôi mở hội nghị này chủ yếu là vì muốn cường điệu tầm quan trọng của việc tiết kiệm. Tôi vốn cho rằng các đồng chí nơi đây đều đã công tác nhiều năm, đều hiểu rõ phương châm chính sách, thế nên những chuyện thế này tất cả mọi người đều hiểu, không cần rông dài. Nhưng đáng tiếc tôi phát hiện có một vài đồng chí không xem cái này ra gì, thậm chí có thể nói bọn họ không thèm quan tâm đến phương diện bị phê bình. Vương Tử Quân nói rồi cầm một phần văn kiện trong tay ném lên mặt bàn, Chủ tịch Miêu Dược Hổ của thành phố Linh Long có ở đây không? Miêu Dược Hổ tuy không biết Vương Tử Quân đặt văn kiện gì lên bàn thế nhưng tâm tình không yên lại mạnh mẽ hơn vài phần. Lúc này hắn cực kỳ hối hận, thầm nghĩ mình không có thời gian rảnh rỗi thì trêu chọc Vương Tử Quân làm gì. Nhưng bây giờ hắn hối hận cũng đã muộn, vì vậy sau khi nghe Vương Tử Quân hỏi, hắn không khỏi thành thật đứng lên, tôi có mặt. Đây là bản kiểm điểm của thành phố Linh Long gửi lên tỉnh, anh đọc qua một lần cho mọi người nghe. Miêu Dược Hổ tuy bình thường không coi ai ra gì, thế nhưng tâm tư hiện tại lại bay lên mây xanh. Hắn cảm nhận được ánh mắt từ khắp bốn phương tám hướng, cũng muốn tìm một cái lỗ để chui vào. Khi Miêu Dược Hổ đang đỏ mặt tía tai thì Triệu Hiểu Bạch đã đưa văn kiện đến. Miêu Dược Hổ nhìn bản văn kiện mà mình rất đắc ý, hắn hận không thể cho mình hai tát, không phải đang tự đánh chính mình sao. Miêu Dược Hổ trầm ngâm giây lát rồi trầm giọng nói, kính gửi cấp ủy chính quyền tỉnh. Thành phố Linh Long lần này vì kêu gọi tập đoàn Huyền Hà đến đầu tư. Có đồng chí vứt bỏ nhà cửa, đi vài tháng, vì hoàn thành công tác kêu gọi đầu tư mà thành phố Linh Long chúng tôi. Tuy lần này chúng tôi có làm ra thành tích thế nhưng vẫn tồn tại vài vấn đề. Đầu tiên là chúng tôi có chút buông lỏng sau khi gian khổ thực hiện nhiệm vụ. Chúng tôi không nên vì gia tăng thêm tiếp xúc với nhà đầu tư mà ở trong khách sạn vô danh ở Hong Kong. Chúng tôi không nên vì xây dựng bầu không khí tốt đẹp mà. Lúc đầu khi Miêu Dược Hổ nhìn thấy bản văn kiện này thì tỏ ra cực kỳ đắc ý, thế nhưng bây giờ càng đọc càng cảm thấy có hương vị không ra gì. Nhưng việc đã đến nước này, hắn không còn đường lui nào khác. Sau khi Miêu Dược Hổ đọc xong thì bầu không khí trong phòng rất yên tĩnh. Người nơi này đều biết thành phố Linh Long cho ra văn kiện kiểm điểm buồn cười như vậy rõ ràng với mục đích đang kể khổ với các vị lãnh đạo tỉnh. Nhiều người tỏ ra không ưa lá gan quá lớn của Đồ Phấn Đấu và Miêu Dược Hổ, nhưng cũng có người cảm thấy bội phục. Dù sao thì văn kiện kia chủ yếu nói về sai lầm trong công tác, thế nhưng bên trong chỉ có hai chữ nổi cộm, đó là không phục. Đã đọc xong rồi sao? Trong công tác kêu gọi đầu tư lần này thật sự là thành phố Linh Long rất vất vả. Sau khi nghe xong bản kiểm điểm của thành phố Linh Long, mọi người càng cảm nhận được sự nhiệt tình của thành phố Linh Long ở phương diện kêu gọi đầu tư. Vương Tử Quân chợt nở nụ cười nói. Sau đó Vương Tử Quân thản nhiên nói tiếp, Chủ tịch Miêu, tôi có thể hỏi anh một vấn đề được không? Anh nói là phía thành phố Linh Long ba lần đi đến thành phố Hong Kong kêu gọi đầu tư, cuối cùng mới có được kết quả. Tôi biết rõ các anh có khó khăn, có gian khổ, đặc biệt là cảm nhận được công tác của các anh là không dễ dàng gì. Nhưng các anh ký kết hợp đồng với tập đoàn Huyền Hà vào lúc nào? Vì sao sau khi tập đoàn Huyền Hà đến thành phố Linh Long khảo sát xong, sau đó cho ra hợp đồng với Linh Long,
các anh lại tiếp tục cho đoàn kêu gọi đầu tư đến Hong Kong. Vì sao trong đoàn kêu gọi đầu tư của lần thứ hai và thứ ba lại có nhiều người nhà như vậy? Vương Tử Quân nói đến đây thì vỗ tay lên mặt bàn, vẻ mặt càng thêm lạnh lùng, anh có phải muốn nói cho tôi biết, những người nhà kia là thành viên của khối kêu gọi đầu tư, nhiệm vụ của bọn họ là đi kêu gọi đầu tư hay không? Miêu Dược Hổ càng thêm hoảng sợ, hắn không ngờ hai lần kêu gọi đầu tư sau lại mang theo nhiều thành viên gia đình như vậy. Khi hắn đang trầm ngâm thì chợt thấy Vương Tử Quân vỗ tay thật mạnh lên mặt bàn nói, một đoàn kêu gọi đầu tư mà có một nửa là người nhà, ở khách sạn tốt nhất, dùng tiền xa hoa lãng phí nhưng lại rất hào hùng. Anh nói tôi nghe xem, các anh có suy nghĩ gì? Các anh cầm tiền thuế của dân lại làm ra những chuyện như vậy, thuần túy là hỗn đản. Vương Tử Quân bình thường là người ôn hòa nhã nhặn, những lời trách mắng như thế này so với trước kia thì rõ ràng là hai hình tượng một trời một vực. Một lời mắng của Vương Tử Quân làm cho gương mặt Miêu Dược Hổ đỏ rực, hắn lúng túng không biết trả lời thế nào. Vương Tử Quân nói gì thì đám người tham gia hội nghị đều hiểu rõ, sau khi ký kết hợp đồng thì cũng không nên phái hai đoàn kêu gọi đầu tư đi thêm hai lần nữa, hơn nữa lần này còn có hiện tượng đưa người nhà theo. Cái quái gì, câu nói khó nghe như vậy làm cho người trong phòng họp cảm thấy buồn cười, thế nhưng không ai dám cười, chỉ sợ mình cười sẽ làm cho Vương Tử Quân nổi giận lây. Các anh kiểm tra lại sự việc, sau đó thông báo với toàn tỉnh. Vương Tử Quân trầm ngâm giây lát rồi đứng lên nói tan họp. Hội nghị đã kết thúc, Vương Tử Quân đi ra khỏi phòng họp. Khi Vương Tử Quân cất bước rời đi thì có không ít người nhìn theo bằng ánh mắt kính sợ. Tuy thủ đoạn của Vương Tử Quân trước đó là rất cao siêu, thế nhưng phần lớn mọi người đều cho rằng Vương Tử Quân thông qua Ủy ban Kỷ luật Trung ương, vì thế tuy có vài phần kiêng kỵ sợ hãi, cũng không quá sợ hãi. Nhưng lúc này Vương Tử Quân đường đường chính chính ở trong hội nghị vỗ bàn chửi chó má, hình tượng này lưu vào trong lòng đám người nơi đây. Bọn họ phát hiện Vương Tử Quân cũng không phải là một người dịu dàng ngoan ngoãn, đây là một con sư tử đang nằm nghỉ, các anh đi tới đi lui bên cạnh thì cũng không có vấn đề, thế nhưng khi Chủ tịch Vương nổi giận thì cũng không kém Bí thư Sầm. Vương Tử Quân đi, các vị lãnh đạo các thành phố cũng rời khỏi phòng họp. Ngay cả đám người thích gây phiền cho Miêu Dược Hổ cũng không nói một lời gì. Trước khi đi chỉ có Chủ tịch Hải Bác khẽ vỗ vai Miêu Dược Hổ, xem như cho ra một lời an ủi. Chương 1654-2, vỗ ngực tỏ thái độ, vỗ bàn chửi chó má. Miêu Dược Hổ cảm thấy đầu óc rối loạn, hắn không ngờ mình vừa mới cho ra một chút bất mãn lại phải tiếp nhận phản kích sắc bén như vậy. Lúc này trong đầu hắn chỉ có một ý nghĩ. Vương Tử Quân rõ ràng là hổ không được sờ mông. Nhưng hối hận cũng không có tác dụng quá lớn, sau này Miêu Dược Hổ sẽ trở thành trò cười cho cả tỉnh. Chưa nói đến phương diện đề bạt, sau này có đi nơi khác nhận chức thì người ta cũng nghĩ đến điều này trước tiên. Con bà nó, Trình Minh Vũ, anh đúng là dám nghĩ dám làm, chọc ra chuyện lớn thế này cho ông tiếp nhận. Khi Miêu Dược Hổ đi ra khỏi phòng thì nhận được điện thoại của Đồ Phấn Đấu. Rõ ràng là Đồ Phấn Đấu đã nhận được tin tức. Đồ Phấn Đấu cũng không an ủi Miêu Dược Hổ, hắn chỉ dùng giọng lo lắng phân phó, Chủ tịch Dược Hổ, anh quản chuyện này thật chặt, anh tranh thủ thời gian quay về, để xem có biện pháp gì tu bổ hay không, cũng xem như chúng ta cố gắng vãn hồi tổn thất. Đồ Phấn Đấu mở miệng không thiếu ý nghĩ phàn nàn, điều này thiếu chút nữa chọc giận Miêu Dược Hổ. Hắn một mình ra trận, anh ngồi ở hầm trú ẩn phía sau không nói được một lời gì hay. Bây giờ còn trách mắng mình, đúng là loại khốn nạn. Miêu Dược Hổ nghiến răng nghiến lợi mắng một câu, sau đó chui vào trong xe, chạy về phía thành phố Linh Long. Một ngày sau thành phố Linh Long đã có văn kiện kiểm điểm gửi lên tỉnh, lúc này bầu không khí đả kích xa hoa lãng phí đã có chuyển biến. Ủy ban Nhân dân tỉnh Mật Đông thừa cơ hội lần này mà cho ra hoạt động đả kích xa hoa lãng phí, nhận được hiệu quả rất tốt. Cần kiệm là mỹ đức, không được lãng phí. Có tiền không nên tiêu xài vô tội vạ, không tiền cũng không thể chịu đói. Những biểu ngữ như vậy được treo lên nhiều con đường, cũng được phát trên truyền hình. Vị Yến Quy nhìn dòng biểu ngữ được treo trên đường lớn ở thành phố rừng mật, lão thầm cảm thán, phương thức như thế này căn bản là xâm nhập nhân tâm, hiệu quả rất tốt. Bây giờ là mùa đông, gió lạnh đã xâm chiếm khắp không gian, thế nhưng trên đường cái thành phố rừng mật vẫn có không ít người tới lui. Vị Yến Quy khoác áo nỉ. Lão căn bản không giống như một vị lãnh đạo tỉnh, càng giống một vị học giả. Lòng người dễ thay đổi,
vị Yến Quy đã nhìn quen điều này. Khi bắt đầu cũng không phải không có người nhìn về phía lão, thế nhưng khi mà quyền uy của Vương Tử Quân càng lúc càng mạnh, lão càng cảm thấy bản thân thêm lạnh lẽo. Rốt cuộc là vẫn ít người đến với nhau lúc khó khăn, dệt hoa trên gấm thì không thiếu, vị Yến Quy căn bản có dự đoán với tình huống này, vì vậy cũng không quá thương cảm. Nhưng khi chính mình rời đi thì cảnh sắc chung quanh lại quá hiu quạnh, bên người không có một ai, điều này không khỏi làm cho lão cảm thấy không thoải mái. Nói ra thì cũng phải có thư ký ở bên cạnh vị Yến Quy vào lúc này, thế nhưng lão cũng không có oán hận gì với thư ký của mình. Người ta theo mình nhiều năm, bây giờ mình đi thì cũng phải sắp xếp cho người ta một chút, thế nhưng trước đó lão có đi tìm trưởng phòng tổ chức Uông Thanh Minh, mà Uông Thanh Minh cũng đã đồng ý sẽ sắp xếp. Thế nhưng khi chính mình hỏi Uông Thanh Minh về vấn đề này, Uông Thanh Minh lại từ chối cho ý kiến. Nếu chính mình rơi vào hoàn cảnh khó lại làm lụi bại tương lai của người khác, như vậy không thể không cho người ta tiếp tục đi theo mình. Tuy với ánh mắt của Vi Yến Quy thì thấy rõ thư ký sẽ bị người ta đánh cho đầu rơi máu chảy, thế nhưng trong tỉnh Mật Đông này còn ai dám tình nguyện vì mình mà đắc tội với Vương Tử Quân. Chỉ sợ ngay cả bí thư Sầm cũng không giúp đỡ mình. Vị Yến Quy đi trên con đường quen thuộc mà cảm thấy thê lương, thế nhưng lão cũng không phải là người mềm yếu, tuy cảm thấy thê lương nhưng sẽ không biểu hiện sự mềm yếu của mình ra ngoài. Tút tút tút, tiếng chuông điện thoại đột ngột vang lên làm cho Vị Yến Quy có chút sững sốt, lão cầm điện thoại lên nhìn. Từ sau khi Vương Tử Quân ngồi lên vị trí chủ tịch tỉnh Mật Đông, mình lại có thông tin phải đi vào thời kỳ quá độ trước khi nghỉ hưu, trên cơ bản những người trước kia thường gọi điện thoại cho mình đều đã mai danh ẩn tích. Chào anh, tôi là Vị Yến Quy. Thật sự thì Vị Yến Quy có chút chờ mong, đầu dây bên kia vang lên âm thanh quen thuộc. Bí thư Vi, tôi là Tiểu Lưu, ngài đang ở đâu vậy? Tôi đang ở bên ngoài một chút, có chuyện gì không? Vị Yến Quy cảm thấy rất áy náy với thư ký của mình, vì vậy khi trò chuyện cũng rất ôn hòa. Bí thư Vi, vừa rồi chủ nhiệm Dương của văn phòng tỉnh ủy có gọi điện thoại đến, nó là ngày mai sẽ tổ chức tiệc tiễn chân ngài. Mong ngài định thời gian. Giọng nói của thư ký vẫn như trước, thế nhưng Vị Yến Quy lại không nghe thấy có quá nhiều cung kính. Không có lợi ích cho người ta, dựa vào cái gì yêu cầu người ta cung kính với mình. Nếu như Vị Yến Quy đi về vị trí trọng yếu, thư ký đi theo sẽ là nước lên thuyền lên, mang theo cũng không phải không có khả năng. Nhưng bây giờ lão đang đi về vị trí quá độ trước khi nghỉ hưu, có gì để nói chứ? Một tin tức như vậy cũng không làm cho Vị Yến Quy vui vẻ trở lại, lão đã nhận chức ở nhiều địa phương, biết rõ tiệc tiễn chân là cái quái quỷ gì. Nếu là thăng chức trọng dụng thì tiệc tiễn chân căn bản là cực kỳ náo nhiệt, khắp nơi vang lên tiếng vỗ tay. Thế nhưng bây giờ mình là thăng chức sao? Không phải, mà là ảm đạm xuống đài, sau này sẽ chào tạm biệt võ đài chính trị Mật Đông. Người đến tiễn chân mình sẽ đắc tội với Vương Tử Quân, như vậy sẽ có người nào tình nguyện tham gia? Trên quan trường chú ý nhất là các mối quan hệ, nếu như anh đặt niềm tin sai người, đứng sai đội ngũ, như vậy tất cả cố gắng của anh chỉ là con số không. Còn bà nó đúng là lòng người dễ thay đổi, ví dụ như Phương Anh Hồ, trước kia chỉ cần Vi Yến Quy đứng đâu là người này không bao giờ dám chậm trễ. Bây giờ thì tốt rồi, chỉ có một vị phó chủ nhiệm văn phòng tỉnh ủy gọi điện thoại đến hỏi ý kiến, không có mặt thư ký trưởng, điều này đã nói rõ vấn đề. Thế nên Vi Yến Quy dùng giọng không vui nói, Tiểu Lưu, cậu thương lượng với người trong văn phòng tỉnh ủy, cũng không cần tiệc tiễn chân làm gì. Tiểu Lưu do dự một chút rồi nói, Bí thư Vi, tôi sẽ liên hệ với chủ nhiệm Dương. Thư ký không đợi Vi Yến Quy trả lời mà trực tiếp cúp điện thoại, một hành động nho nhỏ này cũng đủ làm cho Vi Yến Quy không thoải mái. Trước kia khi lão gọi điện thoại cho người khác, chủ yếu là lão cúp máy, làm gì có chuyện thư ký cúp điện thoại như bây giờ. Thật sự là không ra thể thống gì. 2 phút sau thư ký Tiểu Lưu lại gọi điện thoại đến, giọng điệu của Tiểu Lưu căn bản là cực kỳ bình hòa nhưng ý nghĩa lại rất rõ ràng, Bí thư Vi là lãnh đạo chủ yếu của tỉnh ủy, không thể không mở tiệc đưa tiễn. Nếu Bí thư Vi không có thời gian, tốt nhất nên gọi điện thoại cho Bí thư Sầm. Vi Yến Quy không làm khó cho thư ký của mình, dù thế nào thì thư ký cũng đi theo mình nhiều năm, mình vỗ mông rời đi nhưng sau này thư ký còn phải tiếp tục công tác. Sau này thời gian người này công tác ở đơn vị sẽ khốn khổ hơn xưa, mình cần gì phải bắt bẻ. Còn chuyện tìm Sầm Vật Cương, Vị Yến Quy nghĩ rồi bỏ qua. Nếu như mình nói một vài lý do,
Sầm Vật Cương có thể bỏ qua cho. Nhưng làm như vậy có ý nghĩa gì? Giống như mình xem đó là thủ đoạn uy hiếp Sầm Vật Cương vậy. Không phải chỉ là một bữa tiệc tiễn chân sao? Không phải chỉ một giờ là xong sao? Có gì mà phải sợ? Vì Yến Quy là người tung hoành mật đông nhiều năm, có sợ ai bao giờ đâu. Cũng được, đến lúc đó xem mình phấn đấu nhiều năm ở mật đông, rốt cuộc ai mới là bạn bè thật sự. Chương 1655, một có lợi thì theo, không lợi thì thôi. Khu thường trú thành phố Linh Long ở trong tỉnh là một tòa nhà 26 tầng, 17 tầng bên dưới kinh doanh khách sạn, 9 tầng trên là một khu văn phòng cao cấp, cũng không mở cửa đối ngoại, đây chính là bí mật ở thành phố Linh Long. Khi sắp đến hoàng hôn thì nhân viên công tác bắt đầu bận rộn, đại sảnh số 1 vốn cực kỳ sạch sẽ lại được lau dọn một lượt, hầu như không còn một hạt bụi, cực kỳ tráng lệ. Sực hổ, khu văn phòng này của các anh thật sự không tệ. Cố Tắc Phiêm đi đầu nói với Miêu Dược Hổ. Lúc này Miêu Dược Hổ đã bình phục lại từ trạng thái cảm xúc ngổn ngang, hắn vừa cười vừa nói, Chủ tịch Cố, điều kiện của khu văn phòng này có hạn, tuy hết sức theo đuổi cấp bậc của khách sạn ở Linh Long, thế nhưng nơi này cũng không phải là thành phố Linh Long, thế nên có gì không chu toàn mong Chủ tịch Cố thứ lỗi cho. Chủ tịch Miêu, anh không nên khách khí, các anh có khu văn phòng thế này không khỏi làm cho tôi hâm mộ. Chỉ cần khu văn phòng của thành phố Kim Hà chúng tôi ở bên kia được một nửa như thế này, tôi đã phải cảm ơn trời đất rồi. Lý Hành Dư đi bên kia cười hì hì nói với Miêu Dược Hổ. Miêu Dược Hổ cũng không tôn trọng Lý Hành Dư như với Cố Tắc Phiêm, hắn cười hì hì nói, Bí thư Lý, nếu ngài cảm thấy khu văn phòng của thành phố Linh Long chúng tôi không tệ, như vậy sau này ngài đến thành phố rừng mật công tác cứ đến chỗ này của chúng tôi mà dừng chân. Chúng tôi không đảm bảo những thứ gì khác, nhưng chắc chắn sẽ làm cho anh sinh ra cảm giác như ở nhà. Lý Hành Dư cười ứng phó hai câu, thế nhưng lại thầm cảm thấy không thoải mái. Trước kia khi hắn là thư ký trưởng văn phòng ủy ban nhân dân tỉnh, Miêu Dược Hổ này cực kỳ tôn trọng hắn. Nhưng sau khi hắn là bí thư thị ủy Kim Hà, Miêu Dược Hổ căn bản không xem hắn ra gì, hôm nay lại có biểu hiện quá mức, cực kỳ ân cần với Cố Tắc Phiêm, thế nhưng lại giống như không thấy mình. Chủ tịch Cố, mời ngài vào trong. Miêu Dược Hổ giống như không chú ý đến biểu hiện mất hứng của Lý Hành Dư, hắn mời Cố Tắc Phiêm đi vào bên trong. Nước trà nhanh chóng được dâng lên, Cố Tắc Phiêm uống một ngụm trà rồi mới nói, Dược Hổ, không phải tôi phê bình anh, thế nhưng việc làm của các anh lần này căn bản là quá thiếu suy xét. Chủ tịch Cố, chúng tôi cũng không ngờ Vương Tử Quân kia chuẩn bị nhiều như vậy. Còn bà nó, tôi là người thô kệch, thích chọc thẳng vào vấn đề. Hôm nay tôi nói lời thật lòng với ngài, tôi cũng chỉ muốn hả giận cho ngài mà thôi. Vương Tử Quân ngồi trên vị trí chủ tịch tỉnh, tôi không dám chống đối, thế nhưng anh ta cũng không thể làm cho người bên dưới không dám nói lời nào được. Chỉ là tên khốn Trình Minh Vũ kia giống như nắm bùn nhão, không bao giờ xây được tường. Miêu Dược Hổ vừa châm trà cho Cố Tắc Phiêm vừa dùng giọng ai oán nói, Vương Tử Quân kêu ngạo vì cái gì? Còn không phải người này giống như con hổ không được sờ mông trong sự kiện của Thính Lưu Duệ sao? Ai cũng không được đụng vào. Tôi chỉ muốn cho mọi người biết rõ người này ngang ngược thế nào, tôi cũng không tin đến mật đông này nhận chức mà hắn ta có thể tùy ý làm bậy được. Miêu Dược Hổ nói bằng giọng cực kỳ căm phẫn, giống như mình đang một lòng phấn đấu cho Cố Tắc Phiêm. Lúc này Cố Tắc Phiêm hừ lạnh một tiếng, thầm nghĩ, chỉ bằng Miêu Dược Hổ anh có thể cáng đáng thay cho Cố Tắc Phiêm tôi được sao? Cũng không sợ người ta cho anh gãy sống lưng à. Quan trường chú ý thứ tự quan lớn quan nhỏ, bất kỳ sai lầm nào dù là nhỏ nhặt cũng có thể gieo mầm tai họa, nhìn vào điểm này thì thấy Miêu Dược Hổ là người quá non. Cố Tắc Phiêm tuy nghĩ như vậy nhưng biểu hiện lại gật đầu cười nói, Dược Hổ, anh có xuất phát điểm tốt, thế nhưng có một số việc mà anh phải nhìn rõ tình thế rồi hãy làm. Nhưng có một điều đáng khẳng định chính là Trình Minh Vũ làm chuyện này rất tốt. Lý Hành Dư khẽ gật đầu. Tuy hắn cảm thấy hành động mạo hiểm của Miêu Dược Hổ không ra thể thống gì, thế nhưng không thể không thừa nhận cho một tên trưởng phòng nho nhỏ cho ra động tác như vậy là rất hay. Nếu như không phải là Vương Tử Quân nắm chặt mũi giáo quay lại phản kích, như vậy hành động lần này có thể nói là rất hoàn mỹ. Vương Tử Quân là chủ tịch tỉnh, hơn nữa còn bị thủ hạ mắng vốn trước mặt nhiều người, như vậy dù có xấu hổ cũng chỉ có thể chịu đựng mà thôi. Dù sao thì Trình Minh Vũ chỉ là một tên trưởng phòng công thương. Hơn nữa còn vì say rượu mà nói ra những uất ức trong đơn vị mình,
tất nhiên sẽ căn bản là không có vấn đề gì. Nhưng Miêu Dược Hổ căn bản là kẻ không có đầu óc, những chuyện này mặc dù là chiêu thức kỳ diệu, thế nhưng ít nhất trước khi làm thì anh phải lau mông cho sạch. Chủ tịch Cố, tôi thấy Vương Tử Quân này nhất định sẽ làm cho nhiều người bất mãn. Chưa nói đến những thứ khác, ví dụ như sự kiện này, đã có người chửi chó má vì những gì hắn ta đang phổ biến. Miêu Dược Hổ sờ lên đầu rồi trầm giọng nói. Cố Tắc Phiêm không lên tiếng, giống như không nghe được lời nói của Miêu Dược Hổ. Hắn không lên tiếng căn bản là bày tỏ một thái độ, đó chính là không muốn bàn thảo với Miêu Dược Hổ về vấn đề này. Miêu Dược Hổ đang khó xuống đài trước mặt Lý Hanh Dư, bây giờ sinh ra cảm giác không thoải mái. Nhưng Cố Tắc Phiêm là lãnh đạo tỉnh, tuy hắn có ý kiến nhưng không dám biểu hiện ra ngoài. Khi hắn đang nghĩ rằng nên thay đổi chủ đề thì chợt nghe Lý Hanh Dư ở bên cạnh nói, Chủ tịch Cố, Bí thư Yến Quy sắp phải đi rồi sao? Anh Vi sẽ phải đi, đúng là có chút đáng tiếc. Cố Tắc Phiêm cảm khái một câu, trong lời nó này có không ít ý nghĩa. Khi Vương Tử Quân chưa đến Mật Đông thì Cố Tắc Phiêm coi Vi Yến Quy là đối thủ của mình, nhưng sau khi Vương Tử Quân đến, hắn và Vi Yến Quy lại ứng phó với nhau để đối phó với Vương Tử Quân. Chỉ là hai bên liên thủ nhưng cuối cùng thất bại thảm hại, may mà mình còn ngồi trên vị trí hiện tại, còn Vi Yến Quy thì phải ảm đạm rời đi. Bí thư Vi là người rất tốt, Miêu Dược Hổ tiếp nhận chủ đề nói, thế nhưng người tốt lại không nhận được báo đáp tốt, tôi nghe nói quy cách tiễn đưa của văn phòng tỉnh ủy lần này là không cao. Lý Hanh Dư căn bản là người linh thông tin tức hơn so với Miêu Dược Hổ, dù sao thì trước kia hắn cũng từng là thư ký trưởng văn phòng ủy ban nhân dân tỉnh. Bây giờ tuy lực ảnh hưởng bị Trương Tề Bảo ép chế, thế nhưng dù thế nào vẫn còn người đi theo hắn. Đáng lý ra thì thư ký trưởng Phương Anh Hồ phải là người ra mặt tổ chức sự kiện này, thế nhưng những ngày qua thư ký trưởng Anh Hồ có việc bận, thế nên để cho phó thư ký trưởng Trần phải làm người thay thế. Nhưng cũng không khéo, phó thư ký trưởng Trần cũng đang rất bận rộn, cuối cùng giao cho chủ nhiệm Dương phụ trách tất cả các công tác liên quan. Lý Hanh Dư nói đến đây thì dùng giọng mỉa mai nói. Nếu không phải chủ nhiệm Dương không thể đẩy cho ai khác, tôi nghĩ rằng anh ta cũng không muốn động vào chuyện không hay này. Chương 1655, 2, có lợi thì theo, không lợi thì thôi. Cố Tắc Phiêm nhìn vẻ mặt hai người Lý Hanh Dư và Miêu Dược Hổ mà thầm nghĩ, tuy Vi Yến Quy có quan hệ không quá tốt với Miêu Dược Hổ, thế nhưng bây giờ hai người kia đang vì Vi Yến Quy mà bênh vực kẻ yếu. Điều này nói rõ điều gì? Đó là hai người này tình nguyện đồng tình với người kia. Bây giờ Cố Tắc Phiêm căn bản khó thể nào tranh thắng với Vương Tử Quân và Hà Kiến Trương ở Ủy ban Nhân dân tỉnh, thế nhưng vì có Bí thư Sầm thế nên mình cũng không bị áp chế quá mạnh. Hắn biết rõ tính cách của Bí thư Sầm, bây giờ tuy biểu hiện công tác hài hòa với Vương Tử Quân, thế nhưng tính cách của hai người này sẽ quyết định bầu không khí bình tĩnh khó thể kéo dài. Biết đâu Vương Tử Quân tình nguyện bảo trì trạng thái ổn định này. Nhưng với tính tình của Bí thư Sầm thì tiếp nhận cũng khó. Hơn nữa gần đây Vương Tử Quân vì đẩy mạnh tỉnh Mật Đông phát triển theo hướng mình mà đi ngược với ý kiến của Bí thư Sầm, tất nhiên Bí thư Sầm sẽ không ẩn nhẫn quá lâu. Đến lúc đó tuyệt đối là cơ hội tốt cho mình ra tay, trước khi sự việc kia phát sinh, mình nên làm cho người ta oán thán về Vương Tử Quân cực kỳ mạnh mẽ vào. Ít nhất là phải gia tăng số người đứng về phía mình. Sự kiện Vi Yến Quy rời đi lần này chính là một cơ hội. Nếu như tất cả các thường ủy không đến tiễn chân Vi Yến Quy, như vậy chính mình sẽ đi. Chưa nói đến những phương diện gì khác, trên cơ bản sẽ được mang tiếng là người hiền hòa phúc hậu. Còn Vương Tử Quân, tất nhiên sẽ có tiếng ương ngạnh khó chịu. Trên quan trường xưa nay chưa từng có kẻ địch và bạn bè vĩnh viễn, chỉ có lợi ích vĩnh viễn mà thôi, có lợi thì nắm, không lợi thì thôi, nếu đã không còn phương diện nào có hại cho mình, tiếp xúc một chút cũng không là vấn đề. Cố Tắc Phiêm thầm hạ quyết tâm rồi khẽ nói, Bí thư Yến Quy một lòng dốc hết tâm huyết vì sự phát triển của Mật Đông, đã cho ra nhiều cống hiến khó thể đo lường, khi Bí thư Vi rời đi, chúng ta phải đưa tiễn anh ấy, cũng không uổng công hai bên từng là đồng sự. Lý Hanh Dư và Miêu Dược Hổ chợt sững sờ, hai người bọn họ tuy có suy nghĩ bầu bí thương nhau với Vi Yến Quy, thế nhưng cũng không có tính toán đi tiễn chân Vi Yến Quy. Dù sao thì tranh chấp giữa Vi Yến Quy và Vương Tử Quân đã quá rõ ràng ở Mật Đông, ai cũng thấy uy thế của Vương Tử Quân vào lúc hiện tại, thế nên cũng không ai muốn bị Vương Tử Quân gõ đầu. Trong mắt hai người Lý Hanh Dư và Miêu Dược Hổ thì Cố Tắc Phiêm luôn là người thông minh,
có thể nói càng tin tưởng công tác tránh hại thu lợi hơn cả mình, nhưng bây giờ thì sao vậy? Thế nào mà Cố Tác Phiêm lại muốn đến tiễn chân Vi Yến Quy? Miêu Dược Hổ há miệng định khuyên Vi Yến Quy một câu, thế nhưng cuối cùng lại không nói nên lời. Dù sao thì chuyện này mọi người biết là được, cũng không cần nói ra cho mất đi hương vị. Còn Lý Hanh Dư, hắn căn bản còn hiểu rõ về tính cách của Cố Tác Phiêm hơn cả Miêu Dược Hổ, biết rõ người này căn bản cũng không ra thể thống gì. Hắn trầm ngâm giây lát, chợt nghĩ ra vấn đề. Đó là trong bữa tiệc tiễn đưa Vi Yến Quy cực kỳ lạnh lẽo, chỉ có một mình Cố Tác Phiêm đến đưa tiễn, tình hình này truyền ra ngoài sẽ đề cao thanh danh của Cố Tác Phiêm. Quả nhiên là một lựa chọn tốt. Trong đầu Lý Hanh Dư lóe lên ý nghĩ như vậy, hắn trầm giọng nói, Chủ tịch Cố, ngài có kết giao nhiều năm với Bí Thư Vi, vì vậy nên đi tiễn chân anh ấy. Nhưng tôi cảm thấy ngài cũng đừng nên bỏ qua những gì đã đồng ý với chúng tôi. Ngày mai ngài phải đến thành phố Kim Hà kiểm tra công tác mới được. Đi đến thành phố Kim Hà kiểm tra công tác, Cố Tác Phiêm chợt sững sốt, sau đó hiểu ra ý nghĩ của Lý Hanh Dư. Hắn thầm nghĩ Lý Hanh Dư quả nhiên khôn khéo, không còn ở lại trong văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh thì thật sự đáng tiếc. Khi mọi người cảm thấy Vi Yến Quy phải ảm đạm rời đi, chính mình sẽ hỏa tốc từ thành phố Kim Hà quay về tham gia tiệc tiễn chân. Như vậy càng tốt hơn so với tình huống mình rảnh rỗi đi đến tham gia. Hanh Dư, anh yên tâm, tôi đồng ý chuyện của anh thì sẽ là nhất ngôn cửu đỉnh. Nhưng ngày mai phải đi sớm một chút, Cố Tác Phiêm nói, sau đó tự cầm lấy ấm nước châm trà cho Lý Hanh Dư, cũng châm thêm trà cho Miêu Dược Hổ. Miêu Dược Hổ lúc này đã hiểu ý của hai người Cố Tác Phiêm và Lý Hanh Dư, hắn không khỏi thầm cảm khái Lý Hanh Dư quả nhiên là tu luyện thành tinh. Mình căn bản còn kém đối phương ở phương diện đối nhân xử thế. Lô Khuê Hiền chính là một trong số ít các nhân viên có văn bằng thạc sĩ ở trong ban số 1 văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh, là một cây bút được công nhận là tài tử, có rất nhiều tài liệu quan trọng được viết ra trong tay người này. Thế nhưng hắn là người tài nhưng không có lãnh đạo nào để mắt đến, vì vậy vẫn ngồi trên vị trí ghẻ lạnh trong văn phòng. Đại đa số mọi người nhìn vào đều thấy Lô Khuê Hiền là người hướng nội, ít biểu hiện. Đến khi hắn hỏi tại sao người ta lại nói mình hướng nội, thậm chí hắn cũng không rõ nguyên nhân là gì. Lúc này Lô Khuê Hiền đang đặt vài ly nước khoáng lên đài chủ tịch, ánh mắt không khỏi chuyển lên vài tấm biển trên bàn. Vị trí chính giữa là Bí Thư Vi, hai bên có một người là chủ nhiệm Dương của văn phòng tỉnh ủy, một người khác chính là Phó Bí Thư Đảng ủy khối văn phòng. Hai người kia đều có cấp bậc là Phó Giám đốc Sở. Nếu như trước kia dù là hai người này cũng không thể nào có cơ hội ngồi bên cạnh Bí Thư Vi. Nhưng bây giờ hai người kia được xếp đặt như vậy giống như là một chuyện đương nhiên. Có lẽ người không biết nhiều về Bí Thư Vi sẽ cho rằng đây là người đi thì trà nguội, thế nhưng Lô Khuê Hiền tuyệt đối không nói những lời này. Hắn là một nhân viên công tác bình thường của văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh, hắn cũng không có lòng dạ thanh thản như thế. Hắn đã thấy nhiều tình cảnh người đi trà nguội. Nếu bênh vực kẻ yếu với Bí Thư Vi, không bằng hắn tự bênh vực bản thân. Lô Khuê Hiền là nhân viên của văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh, hắn vốn không được tham gia những chuyện thế nào, thế nhưng hắn thông qua một người bạn có quan hệ rộng để biết được một vấn đề, đó là mình bị lãnh đạo sắp xếp đến đây. Nếu như trước kia Lô Khuê Hiền công tác trong văn phòng Ủy ban Nhân dân cũng là vì có ô dù che bóng, bậc cha chú trong nhà có quan hệ với thư ký trưởng Lý. Thế nên hắn ở trong văn phòng có được sự quan tâm giúp đỡ của thư ký trưởng Lý Hanh Dư. Nhưng khi mà Lý Hanh Dư ảm đạm rời đi, bây giờ Trương Tề Bảo nối tiếp cho ra nhiều chỉnh đốn. Tuy phần lớn không liên quan đến Lô Khuê Hiền, thế nhưng hắn chính thức bị cho ra rìa. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 142.